Phật môn coi trọng một cái chữ duyên, mọi thứ nhân quả, đều là bồ đề tướng. Coi trọng mọi thứ thuận thoải tự nhiên. Mà đây tôn linh thiên tộc, tộc nhân có thể xem bói tương lai, thực lực càng người mạnh, xem bói kết quả càng chính xác, một khi bị bọn họ quấn người trên, đều sẽ có lớn nhân quả thêm thân, hoặc là sát kiếp hoặc là cái khác. Cho nên, cái này nhất tộc từ trước đến giờ không việc gì đồng minh hoặc là bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ có đại năng tiêu phí giá thật lớn xem bói suy diễn tương lai, nhưng sau đó phần lớn không kết quả gì tốt. Người phàm theo dõi thiên cơ, là muốn gặp nạn. Diệp thần cao mày, nghe ý của lời này, mình đây coi như là đã suy diễn qua tương lai. Tiêu diệt âm ma thánh điện có lẽ có thể được, nhưng sau đó phải trả giá thật lớn. Không sai, người nhân tình này, tương lai nhưng mà không tốt còn. Linh Nhi nói như vậy, đúng như Minh Minh thiên định trước, đây là Diệp thần mình chọn một con đường. Không sao, các loại nhân quả hết sức thêm ta thân chính là. Ta liền vũ hoàng cổ đế cũng không ý kỵ. Diệp thần mỉm cười cười một tiếng, có một số việc không phải tránh là có thể tránh đi qua, từ hoa hạ một mực chiến đấu hăng hái đến ngày hôm nay, vô số lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, phải nói nhân quả, hắn mới không sợ cái này nói một chút. Hy vọng như thế chứ. Linh Nhi vừa dứt lời, đại sảnh bên trong lại truyền tới một hồi nhẹ khéo léo tiếng bước chân. Dài bộc vậy tóc đen thúc tại sau ót, một bộ váy đầm dài vẫn là che giấu không đi vậy linh lung vậy dáng người yểu điệu. Chứng ngỗng mà trên mặt chẳng biết tại sao còn hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, người tới chính là Mặc Như Thu. Nguyên lai là như vậy. Diệp thần cũng là đem chuyến này mục đích cho biết liền Mặc Như Thu, nhân tiện cũng đem Ngọc Khanh Âm sự việc đơn giản nói cho liền nàng nghe. Thần võ lệnh, chuyện này ta có nghe thấy, còn như Mục Thanh đánh cắp sau đó đem ẩn núp tại phương nào, ta cũng là không từng nghe nói. Bất quá, Ngọc Khanh Âm ở Thiên Cung thần giáo tin tức, âm ma thánh điện là biết được. Lần này thiết kế lấy trộm thần võ lệnh, là âm ma thánh điện một tay muốn khơi mào hai đại tông môn tới giữa chiến tranh, tốt cướp lấy ngư ông thủ lợi. Diệp thần không khỏi được nhướng mày một cái, như vậy xem ra, âm ma thánh điện đối với Thiên Cung thần giáo ân oán bất hòa, là muốn duy nhất coi là bầm. Vừa vặn mượn Thiên Tuyết Tâm đánh chết Thất Lạc Yêu Vực đế quân là một làm áp lực, đánh cắp thần võ lệnh ép thần võ điện đổ mâu, thật là sâu tính toán. Rất hiển nhiên. Mặc Như Thu biết được nội tình vậy không hề nhiều, tu giả bế quan chính là chuyện thường, không phải tất cả mọi người đều xem Diệp thần như vậy ở sống chết bên trong cảm ngộ cảnh giới. Yên tâm đi, tôn linh thiên tộc cái lão già đó nói có thể giúp ngươi giải quyết, liền nhất định có thể. Linh Nhi lúc này mới lên tiếng nói. Mắt thấy đầu mối lúc này cắt ra, dẫu sao khoảng cách nhân tộc liên minh lớn sẽ còn lại thời gian cũng không nhiều, thần võ lệnh sự việc, phải tăng nhanh độ tiến triển. Ngươi vậy yên tâm đi, những chuyện này ngươi không cần quan tâm, an tâm dưỡng thương, nơi này rất an toàn. Linh Nhi những lời này, là đối Mặc Như Thu nói. Cùng lúc đó, âm ma thánh điện bên trong, một bộ quần áo đen che mặt bóng người cấp tốc hướng đại điện đi tới. Điện chủ, gần đây tiếng gió đã có tặng lại, thần võ điện cũng là nghe nói thần võ lệnh ở Thiên Cung thần giáo đánh rơi là một, Thiên Tuyết Tâm lại cũng không đè ép được chuyện này. Thần võ điện điện chủ đã dẫn người đi Thiên Cung thần giáo, ít ngày nữa là được đến. Vậy sâu màu đen ngọc ghế trên màu máu trường bào chớp mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, xem ra có vài người là đã ngồi không yên. Thần võ lệnh ngươi giữ gìn kỹ, đảm nhiệm ai vậy sẽ không nghĩ tới, như vậy trọng yếu tín vật, cũng không người nghiêm ngặt trông coi, ngược đường được, chỉ cần không ra không may, bàn cờ này, chúng ta âm ma thánh điện liền có thể cười đến cuối cùng. Đệ tử rõ ràng. Mục Thanh bóng người từ hắc ám bên trong thối lui. Luân hồi chi chủ, người ngược lại là nhanh lên một chút tới cướp lấy thần võ lệnh đi, ta đã không kịp đợi, ta nếu như đoạt được trên mình ngươi âm ma thiên thạch, võ đạo luân hồi đồ, lại tước đoạt ngươi luân hồi huyết mạch, sợ rằng vũ hoàng cổ đế đời này vị trí thứ nhất muốn cho ta. Trường bào màu máu kia theo gió nâng lên. Tới, chính là chết. Không đến, Thiên Cung thần giáo vây nan giải. Đây là âm ma thánh điện bày ra một ván lớn cờ. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Ngay tại Diệp thần các người an tâm chờ đợi tôn linh thiên tộc tôn lão tin tức lúc đó, thời khắc này Thiên Cung chi địa nhưng là không hề thái bình. Một nhóm ước chừng 20 mấy người, đội ngũ ào ào thẳng lái về phía Thiên Cung thần giáo chi địa. Mấy tiếng ông minh phá vỡ chân trời, một ngày này sáng sớm, Thiên Cung thần giáo đại kiếp buông xuống. Nguyên tu trưởng lão, dưới núi. Dưới núi, xảy ra chuyện,
Một tên đệ tử tạp dịch chạy tới, hoang mang rối loạn cũng là lắp ba lắp bắp. Nguyên Tu tức giận một tiếng, không vui nói, như vậy điệu bộ, còn thể thống gì? Hắn bất mãn nhìn chằm chằm trước mắt đệ tử tạp dịch, chợt một cái liếc mắt, chuyện gì? Thần võ điện người đến. Nguyên Tu nghe vậy, than thầm một tiếng, việc lớn không ổn, thần võ lệnh đánh mất sự việc. Ở toàn bộ thiên cung thần giáo bên trong cao tầng trong hội nghị đã là mở sẽ thảo luận qua, đám người cho ra nhất trí kết luận chính là. Ẩn núp thần võ lệnh bị trộm sự thật, chờ đợi Diệp Thần đoạt lại lệnh bài. Hôm nay cái này dưới mắt thần võ điện người tề tụ, chắc là nghe được một ít tiếng gió, như vậy cường thế tới, chắc hẳn không tốt làm tốt. Đoạn thời gian này Thiên Tuyết Tâm hết sức đè xuống chuyện này, hôm nay xem ra, Thiên Tuyết Tâm vậy không đè ép được. Tới bao nhiêu người, thực lực gì? Nguyên Tu thời gian đầu tiên mở miệng hỏi nói, hắn phải thời gian đầu tiên đi trước cho biết Thiên Tuyết Tâm. Đại, có chừng hơn 20 người, cảnh giới đều rất khủng bố, thậm chí còn có thiên quân cường giả. Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn ở thiên cung thần giáo ngoại môn vang lên. Oanh! Trong phút chốc, khắc kia có thiên cung thần giáo phong cách cổ xưa bốn chữ trăm trượng sơn môn, bị miễn cưỡng lột hơn nửa. Bụi mù nổi lên bốn phía, Nguyên Tu nắm chặt hai quả đấm, trừng mắt nhìn thẳng. Thiên cung thần giáo thật đúng là có mặt mũi. Một tiếng lười biếng linh hoạt kỳ ảo tiếng truyền tới, một đạo mặc màu đen trường sam, ống tay áo cùng cổ áo ba đạo tơ vàng khảm bên văn gia ngọc đồ đằng bất ngờ nhảy vào Nguyên Tu trong mắt. Ở sau lưng nàng, là cùng dạng ăn mặc trung niên trai gái, hơn 20 đám người. Cái này tơ vàng khảm bên chính là trong môn đệ tử nòng cốt mới có thể có một đạo, ba đạo tơ vàng, đó là đại biểu thần võ điện tuyệt đối cao tầng. Nguyên Tu liếc nhìn lại, trừ mấy tên đã từng quen biết thần võ điện trưởng lão ra, còn có rất nhiều người chưa từng gặp mặt. Rất nhiều linh, người thần võ điện cũng coi là thiên cung chi địa tuyệt điên thế lực, như vậy làm dáng đến cửa, ý muốn vì sao? Nguyên Tu chớ không có cách nào khác, dưới mắt chỉ có trước ổn định đám người này, làm tiếp dự định. Tỉ mỉ tính ra, năm đó thần võ lệnh ước hẹn, ngày mai đến lượt đến giới hạn. Vậy được gọi làm rất nhiều khéo léo thần võ điện nữ trưởng lão lúc trước một bước, cường thế nói, chúng ta hôm nay tới, không là cái khác, nghênh thần võ lệnh trở về núi. Tạm thời tới giữa, khí thế bàng bạc phún ra ngoài, thực lực kinh người. Nguyên Tu nghe vậy, cũng là sắc mặt trầm xuống, nói thật là lớn uy phong, dám đến ta thiên cung thần giáo như vậy càn rỡ. Rất nhiều linh nhưng là cười một tiếng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi lấy là, hôm nay thiên cung thần giáo vẫn là năm đó thiên cung thần giáo. Nguyên Tu nhưng là một tiếng quát to, nói, bất luận ngươi cùng tới đây vì sao, dám trả đạp ta sơn môn, hôm nay, vậy thì không cách nào lành. Bóng người biến dạng hư không, Nguyên Tu một quyền từ trong hư không đánh ra, giống như một đầu uy phong lẫm lẫm huyết hổ, trực bức rất nhiều linh mặt. Tự tìm cái chết. Rất nhiều linh bên người một tên nam tử gặp Nguyên Tu dẫn đầu xuất thủ, thân thể to lớn ngăn ở rất nhiều linh phụ cận, mà rất nhiều linh nhưng là khẽ mỉm cười, hư không biến dạng, đi tới to lớn thân thể sau đó. Mà vậy to lớn người đàn ông đồng dạng là một quyền đáp lại. Một quyền này dường như muốn phá khai thiên địa, mang theo cực kỳ kinh khủng hủy diệt lực. Hai tướng xông lên quyền, thuần túy thân xác tỷ đấu. Kịch liệt quyền phong đem thiên cung thần giáo ngoại môn cả dãy núi đều là chấn vỡ, vô số ngoại môn đệ tử trọng thương, trong chốc lát tiếng kêu rên khắp nơi. Nguyên Tu đổ bay ra, ổn định thân hình sau đó, cuối cùng không nhịn được một ngụm máu tươi hụ ra, nói, ra tay thật lớn, thần võ điện lại liền cường giả loại này đều là phái ra. Rất hiển nhiên, trước mặt hắn to lớn nam tử, từ đầu chí cuối chưa từng biến sắc, một cái cảnh giới nhỏ kém, hồng câu nhưng là to lớn như vậy. Cái này một tí, toàn bộ thiên cung thần giáo đều là kinh hãi. Ngoại môn cả ngọn núi đỉnh bị đánh nát, vô số ngoại môn đệ tử bị thương. Thần võ điện cường thế đánh tới, tạm thời tới giữa, tin tức truyền khắp cả ngọn núi cửa. Nói, chúng ta hôm nay tới, chỉ là nghênh thần võ lệnh trở về núi. To lớn nam tử cùng rất nhiều linh nói ra lời giống vậy. Nguyên Tu đang muốn mở miệng, nhưng là nghe sau lưng một hồi châm chọc tiếng vang lên, năm đó bại tướng, còn dám nói dũng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Tiêu Hân. Nàng liếc mắt một cái Nguyên Tu thương thế, chợt nhìn chằm chằm to lớn nam tử, ánh mắt chậm rãi lan truyền hướng thần võ điện hơn 20 đám người,
nói thiên cung chi địa ngầm thừa nhận quy củ, tuyệt đỉnh thế lực tới giữa không được khai chiến. Các vị toàn bộ tới, là dự định không thèm chú ý đến liên minh quy tắc. Nhân tộc liên minh thật có qua quy định bất thành văn, tuyệt đỉnh thế lực tới giữa, không được mở tông môn đại chiến. Rất nhiều cường giả đồng loạt ra tay, hắn uy năng hủy thiên diệt địa, đối với bất kỳ một người nào địa vực mà nói, đối với trong thành trì người tu bình thường đều là hủy diệt đả kích. Thậm chí đối với thất lạc thời không quy tắc đều sẽ có ảnh hưởng. Thật ra thì thiên cung chi địa cũng tốt, u thiên cổ thành cũng được, thất lạc thời không một dãy tông môn có thể quật khởi hậu thế, chính là cậy vào thất lạc thời không ở giữa năng lượng và linh khí tràn ra ngoài. Mà bất kỳ mạnh đại tông môn khai chiến, cũng sẽ phá hoại thăng bằng trước mắt, đối thất lạc thời không khu vực cực kỳ bất lợi. Hơn nữa mới vừa nguyên tu cùng to lớn chàng trai một quyền đối oanh, thiên cung thần giáo ngoại môn đệ tử đã bị thương thảm trọng, nếu là thật khai chiến, liền liền vùng lân cận Lâm Thiên Thành đều là không chỗ nào may mắn tránh khỏi. Năm đó ước hẹn chúng ta tuân thủ, mong rằng thiên cung thần giáo theo hẹn, để cho chúng ta nghênh thần võ lệnh trở về núi. To lớn người đàn ông vẫn là không mang theo tình cảm lãnh đạm nói. Nghìn năm ước hẹn, không phải ngày mai mới đến giới hạn sao? Không tới ngày mai, cái này thần võ lệnh thứ cho chúng ta vậy thì không cách nào trả lại. Tiêu Hân cũng là cường thế đáp lại. Hôm nay nghe, thần võ lệnh đánh rơi. To lớn nam tử trong mắt trải qua một chút dùng mình, chợt hắn tiếng trầm thấp mở miệng lần nữa, hy vọng không có chuyện như vậy phát sinh, chúng ta hôm nay tới, xem một chút thần võ lệnh. Giọng bên trong, hàm chứa không cho phép nghi ngờ ý. À, Tiêu Hân cũng là không hàm hồ, tới ta thiên cung thần giáo, gọt ta sơn môn, tổn thương đệ tử ta, còn mưu toan đặt chân giáo ta cấm địa. Người đâu? Ra lệnh một tiếng, Tiêu Hân bên người, cũng là đám người tới đông đủ, 18 vị cường giả đứng đầu dựng thân tại Tiêu Hân sau lưng, rất nhiều một lời không hợp liền đánh ý. Chừng gần 40 vị luân cường giả đối lập, nửa số bên trên đều là bách giả cảnh trung hậu kỳ bên trên cường giả. Ngày đó, vô số đệ tử khẩn trương đến đi đứng cũng như nhũn ra. Đại chiến khoáng thế, chạm một cái liền bùng nổ. Hình ảnh quay về. Thần võ lệnh. Một cái rách dưới hồ lô qua lại hư không chỗ, chỉ để lại lau một cái tránh rồi biến mất lưu quang, chính là Tôn Linh thiên tộc Tôn Lão. Mở. Lão nhân thủ chỉ bắt pháp quyết, làm mấy cái kỳ quái động tác tay, chợt khóe miệng tràn ra một chút màu đen vết máu. Không nghĩ tới âm ma thánh tổ cái đó lão tiểu tử, lại cầm thánh lệnh giấu ở hậu bối trên mình. Chỉ là trong nhất niệm, chính là phong tỏa thần võ lệnh vị trí. Cho ta lưu lại thời gian không nhiều lắm, được tăng nhanh. Thời khắc này Mục Thanh còn đang nghe dưới quyền báo cáo thần võ điện nhân viên chiều hướng, bỗng nhiên trong nháy mắt cảm giác bị người dòm ngó đi. Cái loại này tim hồi hộp cảm giác bộc phát mãnh liệt, hắn tâm trạng bất an quanh quẩn, chợt xua tan người làm. Một mình hướng âm ma thánh tổ hành cung đi. Một bộ quần áo đen ở bóng đêm che lồng hạ, không có đưa tới người bất kỳ chú ý, nhìn càng ngày càng gần hành cung, Mục Thanh nhịp bước không khỏi được tăng nhanh, vào thời khắc này, hư không chập chờn, một cái hồ lô xuất hiện ở trước mắt. Thằng nhóc, không tốt ý muốn, bàn cờ này đi tới nơi này, để cho ta không thể không đối ngươi ra tay. Ngay tại Mục Thanh đi vội bóng người trong lòng thoáng qua một chút không ổn cảm giác ngay tức thì, bên tai chính là vang lên một đạo tiếng nổ vậy lấy mạng tiếng. Người chưa đến, sát ý hiện. Mục Thanh trong lòng nhất thời cảm thấy nhất kích, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, Mục Thanh trước mắt đã là đưa ra một cái khô héo gầy yếu bàn tay. Nhìn như hời hợt một trường, in ở Mục Thanh ngực, nhưng là khơi dậy vạn trượng gợn sóng, một tiếng kêu đau, hắn bóng người đổ bay ra. Phốc, một ngụm máu tươi hụ ra, Mục Thanh ngực kịch liệt phập phồng. Thời khắc này hắn, thậm chí là ngay cả thở tức đều là khó khăn, chết mùi vị ngay tức thì bao phủ lên hắn trong lòng bên trên. Đau đớn kịch liệt cùng cảm giác sợ hãi lan tràn dưới ánh trăng, liền liền quanh thân không gian nhiệt độ, đều là lạnh như băng mấy phần, Mục Thanh trán gian mồ hôi hột rơi xuống. Thời khắc này hắn đã miệng không thể nói, chỉ là một trường, chính là cơ hồ đoạn tuyệt hắn toàn bộ sức sống. Cái loại này cấp cường giả khác nhất kích, khủng bố như vậy. Mục Thanh ánh mắt kinh hãi nhìn người đến, người trước mặt ảnh từng bước chậm rãi tới, đây là mới ở mặt trăng lau một cái mơ hồ ánh sáng hạ theo dõi gặp vậy gầy nhom bàn tay chủ nhân, râu tóc đều là trắng, mục mạc trường sam bên trên, ba cái bắt mắt miếng vá thiêu động Mục Thanh thần kinh. Là hắn, mong thanh người tới Mục Thanh,
hoàn toàn buông tha dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ý niệm, lúc trước hắn cứu đi Diệp Thần lúc đó, Mục Thanh cũng là tại chỗ, cái này một bộ ăn mày trang phục, giữa eo kẹp trước một cái rách dưới hồ lô cụ già, chính là một tên thực lực vượt xa mình cường giả. Thật là không nghĩ tới, lúc đầu vậy lão người không chết, lại cầm thần võ lệnh tiện tay để cho một mình ngươi tiểu bối gìn giữ, thật đúng là ứng câu kia châm ngôn, chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất. Cụ già gỡ xuống giữa eo hồ lô, nhấp một miếng rượu mạnh, mùi rượu nồng nặc không ngừng kích thích Mục Thanh thần kinh. Nếu không phải bí pháp, nói không chừng còn thật để cho các ngươi những thứ này âm u vô tình tà mị được như ý. Cụ già ánh mắt híp một cái, chợt đưa tay bắt đầu ở Mục Thanh trên mình lục lọi thần võ lệnh, thời khắc này Mục Thanh còn sót lại một hơi tức treo, ánh mắt liếc xéo trước cụ già, hàn mang chớp mắt, đầu ngón tay khẽ động. Đây chính là thần võ lệnh. Cụ già nhìn trong tay sán màu vàng đổ bê tông thần chữ lệnh bài, đầu ngón tay vuốt ve phong cách cổ xưa kia chữ viết, trên đó một cổ u ám không lưu loát khó hiểu năng lượng nhàn nhạt quanh quẩn, để cho cái này vốn là huyễn mục đích lệnh bài thêm mấy phần cảm giác thần bí. Chính là hiện tại, âm ma tan giã đại pháp. Mục Thanh nhìn vậy vuốt ve lệnh bài cụ già, một cái chớp mắt tới giữa trong mắt trải qua một chút dùng mình. Một hơi máu đen hụ ra, hắn dùng hết khí lực cuối cùng đầu ngón tay nặn hoàn pháp ấn, chợt cả người ầm ầm một tiếng nổ tung mở. Đầy trời máu thịt nổ tung, văng lên bùn máu kẹp theo mùi tanh phụ ở cụ già trên mình. Ha ha ha, lão gia, chờ thánh tổ hạ xuống lấy ngươi mạng chó đi. Cho dù ta phế hết sức tu vi, cũng phải để cho ngươi hồn quay về cửu tuyền. Một tiếng quát chói tai từ chân trời truyền tới, Mục Thanh thần hồn đã sớm không thấy tung tích. Tôn linh thiên tộc lão gia, chúng ta hậu ngươi đã lâu. Cùng lúc đó, phương xa âm ma thánh điện thánh tổ hành cung bên trong, một tiếng khàn khàn gầm thét tiếng truyền tới, trong nháy mắt, một đạo màu máu trường bào vạch qua chân trời, che đậy ánh trăng tới. Không tốt, vật quỷ này còn ẩn giấu một tay, khinh thường. Cụ già hiển nhiên đối với Mục Thanh tan giã đại pháp không rõ lắm quen thuộc, một không lưu ý dưới, trước liền kỳ đạo. Thiên địa càn khôn. Giữa eo rách dưới hồ lô sạch bóng chớp mắt, thân ảnh của lão nhân biến mất, lau một cái lưu quang tảng sáng, hướng phương xa U Thiên cổ thành phương hướng bắn nhanh đi, ở hồ lô kia sau lưng, màu máu trường bào như bóng với hình. Sống chết chỉ ở trong nháy mắt. Tôn lão tiền bối không sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Thời khắc này U Thiên cổ thành bên ngoài, 108 cây thông thiên liên vững vàng khóa cầu treo bên trên, Diệp Thần cùng Linh Nhi trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao. Hai tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Lấy hắn thực lực, cho dù là không địch lại âm ma thánh điện cái tên kia, yên ổn rút lui vẫn là có thể làm được, phía trước có chập chờn, chúng ta đi trước xem. Linh Nhi thon nhỏ thân thể biến dạng hư không, tròng mắt bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng, ban đầu mấy người ước định hội họp địa điểm cũng không thấy được tôn lão bóng người, giờ phút này vậy âm ma thánh điện địa giới lại truyền tới chập chờn. Oanh! Một tiếng nổ vang, vạn chim trỗi lên. Chạy tứ tán. Vèo. Lau một cái lưu quang từ Diệp Thần trước mắt vạch qua, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, theo bản năng đưa tay cản đi, một đạo lưu chuyển sán ánh sáng màu vàng thần chữ lệnh bài yên tĩnh nằm ở bàn tay bên trong. Luân hồi chi chủ, cầm đi giải vây, chớ nên quên ước định giữa chúng ta. Tôn lão bóng người từ vậy rách dưới hồ lô bên trong hiện ra, cả đêm đối chiến, trên mặt thêm mấy phần vẻ mệt mỏi. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng nói gì, sau lưng nhưng là một hồi hơi thở cuồng bạo cuốn tới, cực độ băng hàn thanh âm truyền tới, chúng ta hậu các ngươi đã lâu, hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ, luân hồi chi chủ. Ai cũng ngăn trở không được ta. Một giây kế tiếp, một đạo màu máu trường bào bóng người xuất hiện ở trước mắt mấy người mấy chục mét chỗ, chính là âm ma thánh tổ, hắn liếm môi một cái, trên mặt mang lên liền khó mà danh trạng nụ cười. Tôn lão từ âm ma thánh tổ bóng người xuất hiện bắt đầu, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt ảnh bên trên, hắn trong ánh mắt thoáng qua một chút kiên quyết, nhẹ nhàng mở miệng nói, luân hồi chi chủ, tên này ta giúp ngươi kéo, ngươi nhanh đi thiên cung thần giáo giải vây. Diệp Thần vừa muốn mở miệng, nhưng là nghe được tôn lão tiếp tục nói, ta tôn linh thiên tộc bên trong truyền tới tin tức, ngay tại hôm qua, thần võ điện đã là cử tông cửa lực vây khốn liền toàn bộ thiên cung thần giáo, nếu như lại trì hoãn. E rằng có rắc rối dậy, đến lúc đó hết thảy liền cũng không kịp. Một bên Linh Nhi cũng là nhẹ khẽ gật đầu, nói ta vì ngươi xây dựng cửa không gian, chuyện nơi đây có chúng ta kéo, thần võ lệnh là ngươi đáp ứng thiên tuyết tâm, chuyện này không cho sơ suất. Nếu như thất bại,
đối người võ tổ đạo tâm đều có ảnh hưởng. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, thần võ điện cử tông cửa lực vây khốn Thiên Cung thần giáo. Hắn tự nhiên cũng là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, chợt nhẹ khẽ gật đầu, liền muốn rời đi. Âm ma thánh tổ mắt gặp Diệp Thần động tác, cũng là một bước đi lên, nhưng là bị ngăn cản ở trước người tôn lão lưu lại. Người đối thủ là ta. Màu máu trường bào bóng người ánh mắt đông lại một cái, nhưng vẫn là hơi chần chờ, lúc này mới lên tiếng nói, lão gia, chớ có lấy là bằng vào tôn linh thiên tộc thân phận, ta liền không dám giết ngươi. Cụ già chỉ là cười nhạt, làm sao, ngươi cũng sợ dính nhân quả. Không cùng âm ma thánh tổ đáp lại, tôn lão vậy nhìn như yếu đuối một trường vỗ về phía mặt đất, nháy mắt tức thì đất diệt núi lở. Oanh! Một tiếng sét vậy nổ vang sau này, Diệp Thần cùng linh nhi bóng người, đã là biến mất không gặp. Diệp Thần bên tai còn vang trở lại tôn lão sau cùng truyền âm, như ta không có ở đây, hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định, giúp tôn linh thiên tộc diệt trừ âm ma thánh điện. Linh Nhi cũng là biết rõ loại cấp bậc này cường giả giao chiến có bao kinh khủng, nàng nếu như lưu lại, phản ngược lại thành phiền toái. Ta giúp ngươi dùng hư bia bố trí cửa không gian, lập tức đưa ngươi đi Thiên Cung thần giáo. Cùng lúc đó, Thiên Cung thần giáo. Một ngày kỳ đã qua, làm sao, quý giáo nhưng còn có lời nói pháp. Hôm nay chính là thần võ lệnh trả lại ngày, xin mời. Rất nhiều linh báo cho biết một bên thần võ điện vậy to lớn người đàn ông to lớn một mắt, nàng giờ phút này thanh âm đạm mạc lần nữa mở miệng nói. Thần võ điện hơn 20 đám người cường giả đồng loạt làm áp lực, kinh khủng kia hơi thở uy áp bao phủ Thiên Cung thần giáo cả ngọn núi cửa, bên trong tông môn toàn bộ đệ tử đều là thừa nhận vô thượng áp lực. Cảnh giới nhỏ người, lại là ngũ tạng câu tổn, khóe miệng đỏ thẫm tràn ra. Nguyên Tu thấy vậy, nhướng mày một cái, chuyện này đúng là Thiên Cung thần giáo đối lý ở phía trước, hơn nữa lúc này Diệp Thần bên kia không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Làm sao, đây chính là thần võ điện làm việc phong cách, đối với ta tông môn đệ tử ra tay. Tiêu Hân nghiêm túc quát một tiếng, bao gồm nàng ở bên trong Thiên Cung thần giáo 18 vị cường giả cũng là đồng loạt làm áp lực. Lúc này mới hóa giải tông môn tới giữ uy áp kinh khủng. Hai bên đều ở đây lẫn nhau dò xét, không người nào nguyện ý đánh đập tàn nhẫn, dẫu sao một khi khai chiến, cũng chưa có vãn hồi cục diện. Ừ, quý giáo ý phải, không muốn giao ra thần võ lệnh. To lớn người đàn ông ánh mắt híp một cái, sau lưng tựa như xuất hiện vô số xương trắng hư ảnh, khí tức trên người vậy bắt đầu dần dần đổi được lẫm liệt đứng lên. Một con ngựa thì một con ngựa. Năm đó ước hẹn ta Thiên Cung thần giáo tự nhiên thực hiện, hôm nay Thái Dương xuống núi trước, đều không coi là chúng ta vi ước, ngược lại là các ngươi, đả thương giáo ta ngoại môn đệ tử, hủy ta Thiên Cung thần giáo đỉnh núi là một, nên tính thế nào? Tiêu Hân cũng là miệng mồm lanh lợi, không nhường nửa bước, nàng tự nhiên biết rõ nắm thần võ lệnh là một đối lý, chỉ có thể từ những phương diện khác tìm bù lại. Giờ phút này thần võ điện rất nhiều linh báo cho biết một mắt to lớn người đàn ông. Mình tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, Tiêu Hân, không cần ở chỗ này cố ý kéo dài thời gian, thần võ lệnh giao ra, chúng ta lập tức rút đi. Rút đi, Thiên Cung thần giáo cũng không phải là người bất kỳ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tiêu Hân cũng là không yếu thế chút nào, dẫu sao dưới mắt, đều là đại biểu hai bên tông môn. Xem ra ngươi thật là muốn cùng chúng ta là địch, thần võ điện rất nhiều linh nghe vậy, trong mắt cũng là lạnh lẽo. Làm sao? Là muốn khai chiến, Tiêu Hân đầy mặt khinh thường. Hai người đều là mỗi người tông môn thế lực người xuất sắc, tuy không đạt tới trưởng môn, nhưng ở thất lạc thời không khu vực vậy coi là một khối cường giả. Đang có ý đó. Rất nhiều khéo léo thân hình dẫn đầu chui ra, một trưởng đánh thẳng Tiêu Hân mặt. Thời khắc này U Thiên Cổ thành ra, tất cả mất hết rơi thời không một dãy thế lực chấn động. Báo, âm ma thánh điện thánh tổ cùng không biết tên cường giả ở ngoài thành giao chiến. Tình huống chiến đấu kịch liệt. U Thiên Cổ thành Khương gia thám tử dẫn đầu báo lại. Báo, có bữa quân cấp cường giả ở cách đó không xa giao chiến, chưa rõ âm ma thánh điện người. Trịnh gia cũng là thời gian đầu tiên lấy được tin tức. Ngay sau đó, thứ nhất thì tin tức truyền vào U Thiên Cổ thành. Người nào ở giao chiến? Thân phận cũng còn chưa biết, trong chiến trường tim, thủ hạ của chúng ta không cách nào đến, dư âm đều là để không đỡ nổi. Hư không mơ hồ tan vỡ. Hình ảnh quay về, trên bầu trời, hai cổ trình độ cao nhất chói lọi dương ánh sáng không ngừng va chạm. Thiên địa càn khôn,
mở. Tôn lão tay áo vung tay lên, thân hình chớp mắt chui vào rách dưới hồ lô bên trong. Hừ, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào, hôm nay liền bể ngươi hồ lô này. Âm ma thánh tổ ánh mắt híp một cái, thân hình chớp mắt, thẳng theo thân ảnh của lão nhân chui vào hồ lô bên trong. Đây là một mảnh hỗn độn chi địa, tự thành thiên địa, trời cùng đất tương liên, mơ hồ biên giới, bảy màu sặc sỡ vẻ khắp nơi. Ta nói qua, ta mục tiêu chỉ có luân hồi chi chủ, ngươi không muốn tìm chết, ta vậy không có cách nào. Thanh âm khàn khàn truyền tới, vậy tia máu sắc trường bào bóng người bốn phía nhìn vòng quanh, sau đó hướng về phía cụ già nhẹ giọng nói. Diệp thần ta giúp định, ngược lại là ngươi, vào ta cái này càn khôn bên trong, ngược lại không sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cụ già hồ lô chẳng biết lúc nào siết ở trong tay, một hơi rượu mạnh vào cổ họng nói. Âm ma thánh tổ ánh mắt híp một cái, cười lạnh nói, xem ra ngươi hẳn là dòm ngó dò được cái gì thiên cơ. Lấy hắn đối với tôn linh thiên tộc biết rõ, cái này nhất tộc gần đây xếp bên ngoài, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, liền liền mọi người, phần lớn đều là không từng nghe nói cái chủng tộc này, có thể tưởng tượng được, bọn họ trợ giúp Diệp thần mục đích. Cho nên, hôm nay nếu như giết ta, người vậy sẽ dính nhân quả. Cụ già cũng là biết được trước mặt cái này nhìn như trẻ tuổi người, thực lực có bao kinh khủng, nhưng là vui mừng không sợ. Khặc khặc, lại là một hồi khàn khàn tiếng cười, người cũng quá xem nhẹ bổn tôn. Người cái này non nớt không gian, thiếu chút nữa ý. Cụ già chăm chú nhìn, hét lớn một tiếng, vặn cổ. Ý định giết người dậy, sát ý hiện, cường giả chân chính giao phong tới. Chỉ gặp nguyên mảnh hỗn độn bên trong không gian, từng đạo tiếng nổ vang lên, so với cánh tay lớn bằng sấm sét tàn phá. Sinh lôi sát, từng đạo sấm sét màu tím trên không đánh xuống, cả tòa bên trong không gian tràn đầy xen lẫn không ngừng sấm sét, hắn dày đặc trình độ, giống như mưa như chút nước mưa to. Âm ma thánh tổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt tay không phách bể từng đạo sấm sét, sâu hơn người đem một trong nắm chặt, tay không bóp bể. Người nhất tộc võ đạo không chịu nổi một kích. Cụ già không nhanh không chậm, thân hình dung vào hư không, chỉ gặp vậy bị âm ma thánh tổ miễn cưỡng phách bể sấm sét hóa thành đầy trời điểm sáng, chậm rãi phiêu chuyển, lại giống như là có sinh mạng vậy, không ngừng tung tăng gây dựng lại. Mỗi lần gây dựng lại, hắn uy năng đều là sâu hơn một phần, từng đạo sấm hóa thành trong đêm tối thích khách, lưỡi đao tiếng chuông vạch qua âm ma thánh tổ ra thịt. May là lấy âm ma thánh tổ vậy cường hãn khí lực, một không lưu ý dưới bị mấy đạo sấm sét bổ trúng, trên thân hình cũng là nổi lên một chút màu trắng dấu vết. Bất tử bất diệt sấm sét, ngược lại là có chút ý tứ. Âm ma thánh tổ cũng cảm nhận được một ít khó giải quyết, ở người khác sân nhà tác chiến, rơi vào hạ phong khó tránh khỏi. Hống, một tiếng gầm lên, âm ma thánh tổ màu máu ma khí hộ thể, đem vậy đánh xuống từng đạo sấm sét chiếm đoạt. Hừ, ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Thời khắc này âm ma thánh tổ nhắm mắt, hắn đang lợi dụng mình cường đại cảm giác, phong tỏa cụ già vị trí. Dung vào hư không cụ già thấy vậy, ánh mắt run lên, đã như vậy, ngươi nếm thử một chút cái này đi. Chỉ gặp hỗn độn thiên địa bên trong, từng đạo sấm sét không công kích nữa âm ma thánh tổ, ngược lại là ở trên hư không loạn vũ, một tấc tấc vạch qua hư không, đem vậy không gian biến dạng, khe hở chỗ, vô số sấm sét tựa như ở nhảy cẫng hoan hô, chờ đợi bỏ phong tỏa một khắc. Ừ. Âm ma thánh tổ hiển nhiên cũng là phát giác dị thường, cái này hỗn độn thiên địa bên trong sấm sét, mặc dù khủng bố, nhưng thành tựu thiên quân hắn, vui mừng không sợ. Mà giờ khắc này vết nứt không gian chỗ sấm sét chảy loạn, hắn uy năng đủ rồi uy hiếp được hắn. Nếu không linh nhi cửa không gian cũng sẽ không bởi vì cụ già qua lại mà đưa đến thiếu chút nữa tan vỡ, thực lực càng mạnh, cái này không giữa khe hở sấm sét liền càng mãnh liệt. Không gian vặn cổ, nháy mắt tức thì vô số sấm sét lưỡi dao sắc bén giết tới. Âm ma thánh tổ trong mắt lóe lên vẻ bối rối, thế nhưng đóng chặt hai tròng mắt nhưng là chưa từng mở ra, tàn phá bừa bãi sấm sét loạn vũ phách đánh vào người, văng lên từng đạo tinh mang. Cụ già ngưng trọng nhìn cả tòa thiên địa bên trong, tàn phá múa lên sấm sét gió bão, hắn lỗ mũi nhẹ nhàng một người, vậy là mùi máu. Âm ma thánh điện người, liền máu đều là như vậy tanh hôi. Rất hiển nhiên, cụ già tiếng chửi rủa bên trong, đầy ắp tự tin, cho tới bây giờ không người nào có thể ở mình một chiêu không gian vạn cổ bên trong còn sót lại xuống. Vật này có thể không đơn thuần là cái hồ lô,
lại là không kém gì 33 thiên thái thượng thần khí tồn tại. Như vậy ngươi đâu? Một hồi hài hước thanh âm truyền tới, Tôn lão lúc này sững sốt một chút. Phốc! Một cánh tái nhật trưởng, từ phía sau lão nhân xuyên ngực mà qua. Tôn linh thiên tộc Tôn lão, bất quá như vậy. Vẫn là vậy đạo khàn khàn hơi có vẻ hài hước thanh âm vang lên, hắn chủ nhân đã người nhẹ nhàng trở lui, ở bàn tay hắn bên trong, một viên đỏ tươi tim còn ở hơi nhúc nhích. Hụ! Cụ già hụ ra một ngụm máu tươi, tay phải cấp vội vàng che trước ngực vậy thấu rầm rề lỗ máu, mặc dù như vậy, màu đỏ sông dài vẫn là mịch mịch dâng trào. Ngươi là làm sao làm được? Cụ già khó tin ánh mắt nhìn trước mặt vậy gần như hoàn hảo không hao tổn bóng người, không cam lòng nói. Âm ma thánh tổ cầm trong tay vậy tiệm xu mất đi nhiệt độ đỏ tươi tim tiện tay ném một cái, phân bố đỏ tươi bàn tay ở mình vậy tả tơi hư hại trường bào bên trên vuốt ve mấy phen, không biết là hưởng thụ vẫn là thương tiếc. Không gian vặn cổ, tốt một cái sát chiêu. Sau một lúc lâu, hắn chăm chú nhìn trầm giọng nói, một khi mở vặn cổ trận, như vậy ngươi vị trí cũng đã bại lộ rồi. Tôn lão nghe vậy, không nói. Không nghĩ tới cái này lại có như vậy tinh tế tâm tư. Thủ đoạn khủng bố như vậy, thiên phú chiến đấu tuyệt vời, chi tiết chắc chắn như vậy tinh chuẩn. Người lão, cho dù là thiên quân, người vậy tuyệt không phải ta đối thủ. Mặc dù âm ma thánh tổ bị không gian thắt cổ mấy đạo sấm sét đánh trúng, bị một ít bị thương nhẹ, nhưng không hại đến đại thể. Thật đúng là ương ngạnh à. Âm ma thánh tổ liếc mắt một cái thân thể kia cơ hồ bị hủy, thần hồn hơi thở nhưng là như cũ ổn định cụ già, nói, xem ra lời đồn đãi không giả. Tôn linh thiên tộc, thật đúng là một kỳ quái chủng tộc. Đã như vậy, ngươi liền cùng lão phu, táng thân cái này càn khôn thiên địa bên trong đi. Tôn lão điên cuồng cười một tiếng, lại nữa chiếu cố trước người thấu rầm rề lỗ máu, một tiếng quát chói tai, nháy mắt tức thì chính là không gian bắt đầu một tấc tấc bể tan tành, vậy vỡ vụn chỗ, vô cùng tàn phá sấm sét bắt đầu tràn ra ra. Lần này, chính là màu vàng kim thần lôi. Sáp nhập vào càn khôn thiên địa bổn nguyên kim lôi. Ngươi là lần đầu tiên thấy, cùng lên đường đi. Không gian vặn cổ, diệt. Âm ma thánh tổ lần này sắc mặt một hồi âm tình bất định, nói ta cũng không muốn cùng ngươi cái này lão già kia cùng nhau chôn theo. Chiêu thức giống nhau không thể nào ở trên người ta có hiệu quả hai lần. Màu máu trường bào vù vù vang dội, hắn triệu hoán liền mình căn nguyên lực, nơi đan điền, một viên tản ra thịt sống mang đá chậm rãi hiện lên. Ép được ta sử dụng căn nguyên lực. Người đủ để kiêu ngạo. Vậy tản ra đỏ thắm mang đá chậm rãi bay lên, vô số đạo sán màu vàng kim sấm sét phách đánh vào trên đó, âm ma thánh tổ sắc mặt một hồi xanh mét. Rất hiển nhiên, hắn vậy đang chịu đựng tổn thương. Chính là hiện tại, bảo, chợt vậy thanh âm khàn khàn so với ngày thường cao hơn mấy cái decibel, vươn tay phải ra, dùng sức nắm quyền. Đầy trời mưa máu. Theo hắn một tiếng đau triệt cánh cửa lòng gầm thét. Vậy lơ lửng tại âm ma thánh tổ trên đầu đá thịt sống mang đại thịnh, theo một đạo kim sắc thần lôi đánh xuống, vậy đá trong phút chốc ầm ầm nổ tung. Ngay tức thì màu máu thịt sống mang hóa thành một điểm một giọt tứ tán kích động, lấy điểm thành tuyến, lấy tuyến thành mặt, đem cả tòa không gian bao phủ đi. Liền liền vậy bị thịt sống mang kích động lên bột đá vụn, đều là dính liền vô thượng khí tức hủy diệt, từng đạo thịt sống mang giấy lên màu đỏ cả ngày quang ấn. Càn khôn thiên địa, ha ha. Phá cho ta. Âm ma thánh tổ một tiếng quát chói tai, chợt cả tòa không gian bị thịt sống mang chìm ngập. Diệp thần, lần trước tôn linh thiên tộc tôn lão vượt qua cửa không gian, ta vết thương cũ chưa lành, có thể lần này cửa không gian, tọa độ sẽ không như vậy tinh chuẩn. Linh Nhi cùng Diệp thần thoát khỏi chiến trường, thời gian đầu tiên ẩn núp. Lần này mở cửa không gian, ta liền được ngủ say một đoạn thời gian, nếu là có thể tìm được tư bổ thuốc. Có thể để cho ta trước thời hạn tỉnh lại. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu, nhìn ngưng trọng bộ dáng Linh Nhi, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi, ta có thể sẽ không để cho ngươi ngủ quá lâu. Linh Nhi sững sốt cười một tiếng, chợt trong tay giấu tay bấm một cái. Trước mặt không gian đang lấy 10 hình chữ quý tích bắt đầu chậm rãi biến dạng, mà Diệp thần bên người Linh Nhi thân hình cũng ở đây dần dần đổi được trong suốt, hy vọng lần sau tỉnh lại, ngươi thực lực mạnh hơn. Diệp thần mỉm cười cười một tiếng, hướng về phía Linh Nhi chán nhẹ nhàng điểm một cái, vất vả ngươi. Nghỉ ngơi cho khỏe. Cùng lúc đó, U Thiên Cổ Thành bên ngoài một nơi khu vực, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, không có một ngọn cỏ. Kinh khủng kia hơi thở,
giống như là nước lũ và mãnh thú ánh mắt vậy, vững vàng nhìn chằm chằm vùng lân cận hết thảy sinh linh, dường như muốn đem nuốt sống. Liền liền bách giả cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, đều là cảm nhận được liền một loại uy áp kinh khủng, đây là một loại bản năng sợ hãi, Khương gia thánh chủ cùng Đặng gia thánh chủ cùng đều là ở vòng ngoài ngắm nhìn. Hô, khàn khàn lại thô trọng tiếng hít thở vang vọng ở bên tai mình, dương mắt nhìn liền mong chung quanh hết thảy, âm ma thánh tổ khóe miệng lần nữa dương lên tà mị nụ cười. Âm ma thánh tổ nhìn một chút bên người ngã xuống đất cụ già, trước mắt cảnh tan hoang thân thể bên trên lớn nhỏ lỗ máu phân bố, trước ngực vậy thấu lượng lỗ lớn đã khô khốc, lại nữa chảy máu, cụ già tái nhợt bàn tay bên trong, ban đầu vậy tả tơi hồ lô giờ phút này đã tàn bể thành liền tám múi. Nhìn lại mình, cũng là mặt đầy chật vật tướng, cuối cùng sử dụng bên trong đan điền ma thạch, đem căn nguyên lực tiêu hao không còn một mống, lúc này mới phá trừ bên trong hồ lô càn khôn thiên địa. Hụ! Một chút yếu ớt tiếng thở dốc ở cụ già hơi thở tới giữa thượng tích chữ. Vô số đạo tiếng xé gió vang lên, trong chốc lát, mấy chục người đám người cùng hạ xuống tại chỗ, kém nhất cũng là bách giả cảnh trung kỳ cường giả. Âm ma thánh tổ thần sắc bình tĩnh, mấy chục người đám người đồng thời cúi người, thánh tổ. Đầu tiên là liếc mắt một cái cầm đầu âm ma thánh điện đại trưởng lão mực nhuộm, thanh âm khàn khàn chợt phân phó nói, đưa cái này tôn linh thiên tộc lão già kia, cho ta ném tới hắc ma nhai hạ. Một người khác âm ma thánh điện trưởng lão nhưng là nhẹ giọng hỏi nói, thánh tổ, sao không cầm hắn giải quyết? Chợt làm một cái cắt cổ động tác tay. Âm ma thánh tổ trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, cái này lão già kia, không thể chết được ở trên tay chúng ta, tôn linh thiên tộc nhân quả, thà tin có. Mực nhuộm ngay tức thì rõ ràng, nhẹ khẽ gật đầu, thánh tổ nói có lý, hắc ma nhai dưới, vạn trượng không thấy đáy, lão này giờ phút này trọng thương, mặc cho số phận đi. Nói là mặc cho số phận, thế nhưng vực sâu vạn trượng, ném một cái dưới, giống nhau có sống sót chi đạo lý. Mà giờ khắc này thiên cung thần giáo địa giới bên trên, rất nhiều linh cùng tiêu hân cái này hai đại thần võ điện cùng thiên cung thần giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng là đánh không thể tách rời ra. Tiêu hân thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, nhất kích hung hăng đánh vào rất nhiều khéo léo trên lồng ngực, chợt châm chọc nói, một chút cảm giác cũng không có, thật là không thú vị. Còn hơi làm vẻ tiếc nuối, khẽ lắc đầu một cái. Cái này một tí, đem rất nhiều khéo léo cơn giận đốt trời trọn đi lên, lại cũng không đoái hoài được cái gì tông môn thế lực cân nhắc, lập tức chính là một kích chí mạng. Nghe Hoàng Thiên tim phá. Ở sau lưng nàng, một tiếng thu minh chấn động triệt chân trời, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh Nghe Hoàng thân hình chớp mắt, hướng Tiêu Hân đập tới. Ngươi tới thật. Tiêu Hân than thầm một tiếng, mình không nên kích thích người nữ nhân điên này. Dưới mắt vô số tông môn đệ tử còn đang, nếu như một kích này bạo tản ra, chỉ là dư âm là được chu diệt rất nhiều đệ tử. Tiêu Hân cắn chặt hàm răng, chợt hướng về phía sau lưng 18 vị thiên cung thần giáo trưởng lão trầm giọng nói, đồng thời ra tay, không thể để cho nổ dư âm lại hủy sơn môn. Trong đó 9 vị thiên cung thần giáo cường giả dẫn đầu xuất thủ, mạnh mẽ linh lực xen lẫn thành lưới lớn, đem vậy một đầu đánh tới ngọn lửa Nghe Hoàng trói buộc tại chỗ. Tiêu Hân hướng về phía còn thừa lại mấy người nhẹ khẽ gật đầu, đạt được tỏ ý mấy vị sư huynh rối rít ra tay, 18 vị cường giả liên thủ nhất kích, há lại là rất nhiều linh nhất tên có thể chống cự. Chỉ gặp trên hư không ngọn lửa kia xen lẫn ngang dọc Nghe Hoàng một tiếng rên rỉ, một cái to lớn bàn tay vô căn cứ hiện ra, một cái bóp lại cổ họng, miễn cưỡng đem vậy linh thể chấn vỡ. Ở đó thiên cung thần giáo rất nhiều cường giả linh lực quy luật lưới lớn xen lẫn hạ, chỉ là một tiếng rên. Vậy Nghe Hoàng hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán đi. Chấm nhỏ xuống ở thiên cung thần giáo tấc đất bên trên, giấy lên tí ti lửa mang. Tiêu Hân tay áo vung tay lên, một hồi sức lực gió lay qua cả tòa thiên cung thần giáo chi địa, vậy đốm đốm lửa, không thể liệu nguyên chính là tắt, tản ra hàng loạt mùi khét lẹt. Được được được, rất nhiều linh hồn hền, liền niệm ba tiếng chữ tốt, chợt một giây kế tiếp, thần võ điện hơn 20 đám người cường giả tất cả đều bày xong tư thế chiến đấu. Sau lưng hư không tựa như cũng phải tùy thời văng tung tóe. Cái này sau lưng nhưng có thực lực vượt xa rất nhiều khéo léo tồn tại. Tiêu Hân đại biểu thiên cung thần giáo, các vị cường giả đồng thời ra tay, ở thần võ điện đám người, nhất là rất nhiều khéo léo trong mắt, khiêu khích ý 10 phần. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Rất nhiều linh trầm giọng quát một tiếng, thiên cung thần giáo trước tiên động thủ trước, cứ như vậy, các nàng vậy liền là có thể thừa dịp cơ hội.
cho dù liên minh đổ thừa, cũng có phải nói. Rất nhiều linh thân trước, vậy trước lãnh đạm chất vấn thần võ lệnh tung tích to lớn nam tử cướp động thủ trước, biến dạng hư không, đi tới Tiêu Hân trước mặt, liền muốn hướng về phía Tiêu Hân xuống tay tàn nhẫn. Trưởng Bể Sơn Hà. Vậy kẹp theo cuồng bạo khí tức hủy diệt một trường thẳng đánh tới, bách gia cảnh hậu kỳ cường giả đứng đầu nhất kích, dù là Tiêu Hân giờ phút này như thế nào thiên tài, cũng là tuyệt đối không đỡ được. Tiêu Hân sau lưng cũng là một người toát ra, trường kiếm trong tay một gai. Đại sư huynh, bể mưa, Tiêu Hân muốn ngăn trở đã không kịp, một đạo hàn mang thoáng qua, thiên cung thần giáo kiếm tu trường kiếm trong tay đã đâm ra. Rất nhiều linh cũng là sắc mặt dữ tợn nhìn một màn trước mắt, đang xuất thủ hai người cường giả bên người, tất cả mọi người đều là đồng loạt bước ra ba bước. Uy áp kinh khủng lần nữa vét sạch cả tòa thiên cung thần giáo, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Ẩu tả, ngay tại hai mạnh đụng nhau để gặp, một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ vang lên, một giây kế tiếp một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở thiên cung thần giáo kiếm tu cùng thần võ điện to lớn nam tử tới giữa, một bộ váy trắng dáng người chắc tuyệt. Chỉ là trong nháy mắt, vậy đạo bóng đẹp tay trái bắt to lớn nam tử đánh tới một trường, lấy đúng dịp lực tháo sức lực, một trường hóa cầm, bắt to lớn người đàn ông cổ tay, lấy bốn lạng địch ngàn cân lực, đem một cái quang ra. Cùng lúc đó, bên phải đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa ra, cùng thiên cung thần giáo kinh khủng kia kiếm tu nhất kích đụng nhau, đầu ngón tay chặn mũi kiếm, đem nhẹ nhàng đẩy ra. Vì sao là cường giả, cao thấp lập gặp? Trưởng giáo, thiên cung thần giáo đại sư huynh Đường Phong thấy người đến, vội vàng mở miệng nói. Lúc trước vậy chỉ một cái, thối lui cũng là kiếm hắn. Liền ngươi vậy đi theo cùng nhau ẩu tả, Thiên Tuyết Tâm lạnh lùng nói. Đường Phong không lên tiếng. Con người nhìn chằm chằm thần võ điện, nói, là thần võ điện người dẫn đầu đối sư muội ra tay, ta lúc này mới động thủ. Âu, nhưng có chuyện này, Thiên Tuyết Tâm chăm chú nhìn chớp mắt, giờ phút này xoay người nhìn về thần võ điện vậy to lớn người đàn ông, rất nhiều một bộ đổ thừa ý. Làm sao, thiên cung thần giáo là không người sao, một cái tóc vàng nha đầu cũng có thể làm trưởng giáo. To lớn người đàn ông vừa muốn mở miệng. Trên hư không lại là một giọng già nua vang lên, một vị hoa áo lót ông già chắn to lớn người đàn ông trước người. Tháp núi, ngươi lại lui ra. Điện chủ, vậy trước lãnh đạm vô cùng thần võ điện to lớn người đàn ông, ở thấy hoa áo lót ông lão thời điểm, biểu hiện dị thường khôn khéo. Ông già đầu tiên là trên dưới xem kỹ một phen Thiên Tuyết Tâm, nói, làm sao? Đây là ngươi thiên cung thần giáo đạo đãi khách, kêu vô không cái lão già đó tới. Thiên Tuyết Tâm nhưng là khẽ mỉm cười, tuyệt đẹp dung nhan điên đảo chúng sanh, gia sư thượng đang bế quan, không gặp người bất kỳ, nói sau, cái này đánh lên ta sơn môn, tổn thương chúng ta đổ người, cũng dám tự xưng là khách. Hoa áo lót ông già nhưng là lắc đầu cười một tiếng, bé gái, miệng mồm lanh lợi cũng không phải là chuyện gì tốt. Ông già rất nhanh tiếp tục truy hỏi nói, thần võ lệnh năm đó do ta tự mình giao cho vô không tay, thời gian đã qua. Ta hy vọng còn có thể do hắn trả lại, như thế nói, không quá phận đi, bé gái. Đây là tự nhiên, thần võ lệnh chúng ta theo lý trả lại, nhưng thần võ điện ngay trước mọi người đánh lên ta thiên cung thần giáo sơn môn, làm nhục ta gia phong, một con ngựa thì một con ngựa, chuyện này vậy là không thể liền như vậy xóa bỏ. Thiên Tuyết Tâm mặc dù là tiểu bối, nhưng giờ phút này nhưng là đúng mực nói. Hừ, ngươi cảm thấy các ngươi là chúng ta đối thủ sao? Ông già đối Thiên Tuyết Tâm lần này thái độ ngược lại là một chút không ngờ bên ngoài, hắn tỏ ý Thiên Tuyết Tâm xem phía sau mình, vậy có chừng hơn 20 đám người cường giả trưởng lão đoàn. Nhìn lại thiên cung thần giáo bên này, tính luôn nguyên tu cùng Tiêu Hân, có thể đánh một trận cũng không đủ. Điện chủ đây là uy hiếp tại ta sao? Thiên Tuyết Tâm con người bên trong có lòng tốt đang dần dần mất đi. Hoa áo lót ông già nhưng là từ chối cho ý kiến, hai tay chắp sau lưng. Nói, người nếu như vậy cảm thấy, đó chính là đi. Được, Thiên Tuyết Tâm cắn răng, vậy dựng thân tại trên hư không thân ảnh tuyệt mỹ đột nhiên vô cùng khí thế bạo tản ra, vô tận xương hoa. Theo Thiên Tuyết Tâm một tiếng khẽ quát, thiên cung thần giáo chi địa nơi nào đó cấm địa bên trong, lau một cái lưu quang phóng lên cao, kẹp theo vô cùng dùng mình. Liền liền Tiêu Hân, đều là có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này thiên địa đều là bị vậy lau lưu quang ảnh hưởng. Vù vù. Một màn kia lưu quang phúc tại Thiên Tuyết Tâm tay, chậm rãi ngưng kết thành một chuôi toàn thân thấu lam băng kiếm. Theo người kiếm hợp nhất,
Thiên Tuyết Tâm khí thế ngay tức thì lại là bạo tăng. Cố nhiên không có Diệp Thần chỉ thủy một kiếm cùng với Vĩnh Hằng kiếm đạo khủng bố, nhưng tại Thiên Quân thực lực ra chỉ dưới, tuyệt đối kinh người. Liền liền lúc trước vậy thần võ điện to lớn người đàn ông, hai chân đều là không tự chủ bắt đầu run rẩy. Trưởng giáo kiếm ý, lại như vậy khủng bố. Thiên Cung thần giáo đại sư huynh Đường Phong giờ phút này chăm chú nhìn nhìn trên hư không kinh khủng kia bóng người. Cùng là kiếm tu, như vậy thực lực, người ở bên ngoài xem ra, Thiên Tuyết Tâm tu vi càng chói mắt, nhưng Đường Phong nhưng là biết được, cùng là kiếm tu, thời khắc này Thiên Tuyết Tâm, thực lực tuyệt không ở nơi này chút thất lạc thời không một dãy thiên quân cường giả dưới. Thậm chí do hữu quá chi. Ừ, hoa áo lót ông già tựa hồ cảm ứng được ác liệt chiến ý, mặc dù có nơi kinh ngạc, nhưng dưới mắt cũng không phải là yếu thế thời điểm, vậy hoa áo lót dưới chiến ý cũng là đột nhiên bạo tăng. Mở hộ giáo đại trận. Tiêu Hân một tiếng quát to, mới đưa đám người kéo trở lại thực tế, cái này cấp bậc cường giả khác uy áp, đủ rồi để cho sơn môn đệ tử gặp nặng. Nháy mắt tức thì, một đạo như quỷ mị bóng người từ Thiên Tuyết Tâm cùng thần võ điện điện chủ tới giữa thoáng qua, một trưởng ngang nhiên ra. Thân là trời quân cường giả, tự nhiên sẽ không bị một trưởng này bức lui, thần võ điện chủ lập tức chính là ổn định tâm thần một trưởng đánh lại. Thuần dựa vào thân xác lực lượng nhất kích, bên tám lạng, người nửa cân. Làm sao, người lão này vậy bắt đầu là già mà không đáng tôn trọng, muốn đối đầu nhi ta động thủ. Làm sam áo gai thân thể của lão nhân còng lưng bước lên trước, trầm giọng nói. Là lão trưởng giáo. Đám người thấy vậy, lúc này mới yên lòng. Một môn đôi thần, có gì sợ? Vô không, người lão già này quả nhiên còn sống. Ta còn lấy vì ngươi muốn giấu tới khi nào. Thần võ điện điện chủ mắt gặp cụ già ra mặt, cũng là không khỏi một hồi kinh hãi. Trước đây nghe Thiên Cung thần giáo do Thiên Tuyết Tâm chấp trưởng, lão trưởng giáo vô không bế quan. Đến bọn họ tầng thứ này, đều là rõ ràng, bế quan đại biểu cái gì, 10 không tích chữ một tỷ lệ, lại bị hắn đụng phải. Người cái lão gia hỏa này còn tàn xuyến trước, ta làm sao không có thể còn sống. Làm sam áo gai cụ già mở miệng nói. Sư tôn, Thiên Tuyết Tâm mở miệng muốn nói viết cái gì, trên mặt vẻ lo âu hiện ra hết. Áo gai cụ già vô không chỉ là khẽ gật đầu một cái cười một tiếng, không sao, lâu như vậy, hoạt động một chút gân cốt vậy là chuyện tốt. Biết rõ thân thể mình tình huống cụ già nhưng là trận lại Thiên Tuyết Tâm. Nếu ngươi còn sống, vậy thì dễ nói, thần võ lệnh trả lại, không có ý kiến chứ. Hoa áo lót ông già mặc dù biết được mình ăn tất, nhưng giờ phút này mình vẫn chiếm lý, đối với Thiên Cung thần giáo ngược lại cũng không quá mức khách khí. Theo lý như vậy, cụ già mở miệng nhẹ giọng đáp lại, thần võ điện điện chủ sắc mặt hơi hòa hoãn phân nửa, nhưng là tiếp tục nghe vô không nói. Nhưng hiện tại thần võ lệnh bị âm ma thánh điện cướp đi, cũng không tại ta Thiên Cung thần giáo. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Tức giận mang không tưởng tượng nổi, thần võ điện điện chủ lúc này liền muốn nén giận ra tay, làm xong tắm máu Thiên Cung thần giáo chuẩn bị. Ngươi hôm nay tới đây, không phải là vì chứng thật sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, thần võ lệnh đích xác là bị âm ma thánh điện cướp đi. Vô không than thở một tiếng, chợt bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy thì không có gì đáng nói, khai chiến đi. Thần võ điện điện chủ một lời ra, sau lưng hơn 20 vị cường giả tất cả đều sát ý hiện. Cụ già nhưng là nhẹ nhàng khoát tay một cái, cũng một bó to tuổi, không thể nghe ta nói hết lời sao. Dạ, lão nhân thủ bên trong một quả sán màu vàng kim lệnh bài quanh quẩn nhàn nhạt trói lọi, chính là thần võ lệnh. Một bên Thiên Tuyết Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nhưng nàng cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn, dưới mắt nhúng tay chỉ xanh sự bưng. Thấy thần võ lệnh ngay tức thì, may là lấy thần võ điện điện chủ giờ phút này cũng là khóe mắt hồng nhuận, cổ khí tức kia hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Dù là qua vô tận năm tháng trôi qua, vẫn là không quên. Dẫu sao năm đó là mình đánh cuộc, bị mất thần võ lệnh, hôm nay ước định lúc đã qua. Rốt cục thì tự tay nghênh trở về thần võ lệnh. Vô không lão nhân tiến lên, đem thần võ lệnh trịnh trọng đưa cho thần võ điện chủ. Lão hỏa kế, vật quy nguyên chủ. Một tiếng lời nói, thần võ điện tất cả mọi người là hốc mắt hiện lên liền đỏ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, lúc trước nó xác thực rơi vào âm ma thánh điện tay, ngươi hôm nay tới đây, nếu như không tìm được thần võ lệnh, hậu quả chính là bọn họ muốn thấy được. Như thế nói, ngươi hiểu chưa?
Vô Không lão nhân làm sam áo gai nhẹ nhàng đong đưa theo gió, hắn tung lên bầy sừng, ngồi xếp bằng ngồi xuống mặt đất bên trên. Ý ngươi là người khác đồ làm đồ cưới, thành tựu thần võ điện điện chủ, sống vô số năm tháng lão quái vật, làm sao có thể nghe không rõ ràng trong lời nói hàm nghĩa. Ừ, ngươi phải cảm tạ một cái kêu là Diệp thần đứa nhỏ, là hắn liều chết tìm về thần võ lệnh. Vậy ngồi xếp bằng cụ già nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn ngày xưa đối thủ cũ cảm khái nói. Ta hiểu ý. Thần võ điện chủ gọi một tiếng đám người, vậy hơn 20 vị cường giả cũng đều tất cả đều tại chỗ biến mất. Vô Không lão nhân nhưng là lên tiếng nói, hủy ta sơn môn là một, hôm nay không so đo nữa, ngày khác nhân tộc liên minh, người thấy tình thế mà là. Một câu nói này, rất ý tứ rõ ràng, nhân tình này ngươi phải trả. Thần võ điện điện chủ không có đáp lại, xoay người thẳng rời đi. Cho đến thân ảnh kia tiêu tán ở chân trời, Thiên Tuyết Tâm rồi mới hướng đám người phân phó nói, các ngươi các ti kỳ chức, thống kê chiến tổn. Vài ba lời lúc đó, hiện trường chỉ còn lại có Vô Không lão nhân cùng Thiên Tuyết Tâm. Hụ! Ta thực lực hôm nay 10 không tích chữ 1, đón đỡ cường giả một trưởng, thật đúng là khó khăn. Ta trở về, người thật tốt cảm ơn vậy tiểu tử đi. Một ngụm máu tươi hụ ra, chẳng biết lúc nào, trước mặt Vô Không lão nhân đã biến mất, mà Thiên Tuyết Tâm trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh đạm bóng người. Chính là Diệp Thần. Thiên Tuyết Tâm ngẩn ra, vẫn là nói cảm tạ cảm ơn. Diệp Thần lắc đầu một cái này vốn là ta dính nhân quả. Vậy thần võ điện lão ra vậy đã sớm quyết định ăn Thiên Cung thần giáo ý, hôm nay tới thử dò. Nhưng ngươi sư tôn không ra tay tỏa thực cái này một môn đôi thần danh tiếng, ngày sau sợ có đại nạn, chớ nói chi là nhân tộc liên minh đại hội. Dứt lời, chính là kính ngồi dậy đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi, Thiên Tuyết Tâm lo lắng hô. Chẳng lẽ Diệp Thần mới vừa trở về không bao lâu, lại phải rời khỏi. Hắn mặc dù biết Diệp Thần không thuộc về nơi này, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Diệp Thần quay đầu lại nhẹ giọng nói, ngươi lấy làm cho này thần võ lệnh được tới đây sao ung dung. Có cái tiền bối còn đang và âm ma thánh điện cái lão già đó chiến đấu, ta phải trở về. Thiên Tuyết Tâm cắn chặt hàm răng, nói ta và ngươi cùng đi. Không thể, hiện tại Thiên Cung thần giáo chính gặp lúc đang nhiều việc, ngươi cũng là được liền bát phương chú ý, giờ phút này rời đi, tuyệt đối không được, có một số việc, vẫn không thể bại lộ. Diệp Thần dặn dò. Yên tâm đi, cái đó tiền bối rất mạnh, ta lần này đi trước, chỉ là thực hiện cam kết thôi. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Thần lúc này trong lòng, cũng là không có chắc. Âm ma thánh điện cái lão già đó, ở thất lạc thời không khu vực, quá mức kinh người, cho dù là bây giờ Thiên Tuyết Tâm, cũng là không địch lại. Tôn lão chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng. Hắn không dám ngẫm nghĩ, ánh mặt trời lặn dưới, tỏa ra Diệp Thần thân ảnh đi xa, cái hướng kia. Bất ngờ chính là Tôn lão và âm ma thánh tổ đánh một trận chi địa. Diệp Thần, ngươi liền dự định đi như vậy. Diệp Thần bóng người thừa dịp ánh mặt trời lặn, định rời đi, không ngờ nhưng là bị một giọng nói nơi cản, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chính là Ngọc Khanh Âm. Âm ma thánh điện sự việc chưa, ngươi ở lại Thiên Cung thần giáo, là an toàn nhất lựa chọn. Thông qua cùng âm ma thánh điện lần lượt thoát chết trong đường tơ kẽ tóc giao phong tới xem, âm ma thánh tổ thực lực. Ở hắn gặp qua tất cả tu giả bên trong, cũng có thể đứng hàng trước 20. Ngươi thấy nàng, Ngọc Khanh Âm nói. Diệp Thần lúc này mới ý thức được, Ngọc Khanh Âm nói, Mặc Như Thu nàng. Hiện tại rất an toàn. Gặp đến Mặc Như Thu đến bắt được thần võ lệnh sự việc đi qua, đơn giản cho biết liền Ngọc Khanh Âm sau đó, không cùng Diệp Thần lời nói. Ngọc Khanh Âm nhưng là xung phong nhận việc nói, Mặc gia cùng ta Ngọc Thị nhất mạch vận mệnh xấp xỉ. Như ngươi có thể giải trừ huyết mạch của bọn họ cấm chế, ta có hy vọng có thể thuyết phục Mặc gia. Diệp Thần không khỏi được cau mày, ban đầu phá giải Ngọc Khanh Âm huyết mạch cấm chế cũng là hao tốn một phen tay chân, hôm nay âm ma thiên thạch trải qua vạn thần tuyết sơn đỉnh núi đánh một trận, căn nguyên lực chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa, âm ma thánh điện bên trong, trừ âm ma thiên thạch ra, âm ma thánh tổ một mực đang tìm kiếm cái gì, đáng tiếc cho tới nay nhưng là không có kết quả, nếu như bị hắn tìm được. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần không khỏi được dừng chân, hắn đang tìm kiếm cái gì? Tỉ mỉ muốn đến, âm ma thiên thạch ở tay mình, cùng âm ma thánh điện mà nói, đã không phải là bí mật gì, nhưng âm ma thánh tổ đối với mình thái độ thật giống như cũng không có tình thế bắt buộc dáng vẻ. Trong đó quả thật có mờ ám.
Mặc ra, có lẽ biết, mực nhuộm lão gia tử là âm ma thánh điện đại trưởng lão. Ngọc Khanh âm chăm chú nhìn về Diệp Thần, rất hiển nhiên, nàng đối với mình lần này đi trước, là làm an bài chu đáo. Cũng được, đây là Trịnh Ngật liên lạc Ngọc Bội, tìm được hắn, tự nhiên sẽ có người mang người gặp Mặc Như Thu. Diệp Thần có một cổ vô hình dự cảm, Mặc gia ở chỗ này cục nổi mấu chốt tác dụng, chia binh hai đường, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Vậy người đâu? Ngọc Khanh âm cau mày, nàng ý là muốn cùng Diệp Thần hành động chung. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói Tôn lão vì che chở ta, mới cùng âm ma thánh tổ chiến đấu, hôm nay ta phải đi tìm hắn. Ngọc Khanh âm còn muốn nói gì, nhưng nhìn Diệp Thần vậy không cho phép nghi ngờ ánh mắt, hết thảy lời nói hóa thành trong bụng, rất nhiều lời nói xếp thành một câu, chú ý. Hai tiếng sau đó, nơi này, U Thiên Cổ Thành ra, Diệp Thần lần nữa đặt chân hắn cùng Tôn Linh Thiên tộc Tôn lão phân biệt lúc chiến trường, trước đây rừng rậm đã trước mắt tan hoang, không có một ngọn cỏ, liền liền chính hắn, đều là thiếu chút nữa phân biệt không ra. Cái này cổ hơi thở. Diệp Thần giật mình, đột nhiên quay đầu lại lúc đó, một bóng người đã dừng chân ở sau lưng, ánh mắt chập chờn. Trước mặt Hắc Y Nhân rất rõ ràng cho thấy âm ma thánh điện người đến, là liệu được mình sẽ đi vòng vèo, cố ý ở chỗ này bố trí bắt. Diệp Thần không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hồng Mông Đại Tinh không thi triển, xích trần thần mạch để cho quanh thân che phủ một tầng hoàng kim chiến giáp, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, cảm giác bén nhạy của hắn thời thời khắc khắc cảm giác người tới bước kế tiếp hành động. Dẫu sao loại cấp bậc này cường giả, lấy trước mắt hắn tu vi, đối với phải bị thua thiệt. À, người hay là trở về tới. Ngoài ý liệu phải, người trước mặt ảnh cũng không có đối hắn động thủ dự định, ngược lại thì khẽ than một tiếng, chợt thanh âm già nua mở miệng nói, tây hành trăm dặm, người muốn tìm người, ở Hắc Ma Nhai dưới, như người có thể sống trở về, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại. Người đến chỉ là bỏ xuống một câu nói, chính là lại nữa lời nói, xoay người rời đi. Liên liên Diệp Thần cũng là mặt đầy buồn bực, cái này âm ma thánh điện người tới đây, chính là vì cho mình truyền lời. Hay là có mưu đồ khác? Hắc Ma Nhai. Diệp Thần trong lòng đã quyết định chủ ý, bất luận là không phải âm ma thánh điện mai phục, đã có Tôn lão rơi xuống, đầm rồng hang hổ vậy được sông lần trước sông. Cùng lúc đó, người chính là Trịnh Ngật. Ngọc Khanh âm cầm Diệp Thần tặng cho Ngọc Bội tín vật, cũng là tìm tới cửa. Trước mặt đầy áp sát y nam tử thấy được Ngọc Khanh âm vật cầm trong tay sau đó, chợt thu liễm mấy phần, nhưng vẫn như cũ là không muốn nhiều lời. Cùng để ta đi. Băng lãnh như kiếm thanh âm chỉ như vậy vang lên. Sau một nén nhang, hai người đi tới một tòa biệt viện, nửa đêm bên trong mọi nhà đèn đuốc đủ minh, cái này là trong đó một ly, chút nào không dụ cho người nhìn chăm chú. Tiểu Ngọc, cô gái trước mặt kinh ngạc nói. Người này chính là Mặc Như Thu. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nhưng là đứng ở một ngọn núi ven núi bên trên, hai tay chắp sau lưng, thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Đến hắn loại cấp bậc này, đối với cái này cao độ hoàn toàn không sợ. Thậm chí vận dụng hư linh thần mạch, cũng hoặc là nguyện vọng thiên tinh, đều có thể tùy tiện tiến vào. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn phát hiện nơi này ngăn cách rất nhiều thứ. Thậm chí mưu toan biến dạng hư không đến cũng không thể. Ta cầu nguyện. Quang minh thay thế nửa đêm. Diệp Thần vận dụng nguyện vọng thiên tinh, nhưng Hắc Ma Nhai vẫn không có một chút động tĩnh. Liền nguyện vọng thiên tinh lực lượng cũng không đủ. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Một hồi lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, một tiếng quạ đen kêu nhẹ ở bóng đêm bên trong vang lên. Mây đen đầy trời, sương mù dày đặc che mục. Một cước bước ra, chính là vực sâu vạn trượng. Xem tới đây chính là tên kia trong miệng Hắc Ma Nhai. Thật đúng là cổ quái. Diệp Thần con người đông lại một cái, không do dự nữa, bước ra một bước. Sống, ta muốn gặp người, chết, ta muốn gặp thi. Cùng lúc đó, âm ma thánh điện. Như thế nào, lão gia sợ là không kiềm chế được đi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, bên trong đại điện, một chút vật dễ cháy dâng lên tinh mang. Hồi thánh tổ, hắn cùng Diệp Thần gặp mặt một lần, chỉ điểm hắn đi Hắc Ma Nhai đi. Âm thầm không thấy bóng dáng, lại truyền tới một đạo đáp lại. Ngươi cũng nên là thời điểm đứng ra, đã như vậy, chỉ hy vọng Diệp Thần đừng để ta thất vọng đi, nếu không âm ma thiên thạch vậy thua thiệt tiến vào. Âm thầm lần nữa truyền tới tiếng vang, nói, đã nhiều năm như vậy, muốn thua thiệt sớm thua thiệt, đây là một đường sinh cơ.
Có lẽ đi. Hình ảnh quay về. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần liền cảm giác được mình bước lên một phiến mặt đất. Hồng mông đại tinh không, mở. Một phiến sáng chói tinh không liền xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu. Cái này sâu không thấy đáy hắc ma nhai, liền chính hắn cũng không biết rơi xuống bao lâu, chỉ nhớ một hồi mãnh liệt sau khi đụng, liền rơi xuống đất. Vậy mảnh tinh không rốt cuộc để cho cảnh vật chung quanh rõ ràng. Nhưng vào mắt có thể đạt được, nhưng là để cho Diệp Thần thân thể ngẩn ra. Đó là một phiến xương trắng chi địa. Thật mệt mỏi xương trắng. Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, chợt thuận tay cầm lên bên người một cây xương trắng, trong mắt đông lại một cái. Chỉ nghe được bốn phía hố đất nhưng là từng cơn ngọa nguậy, thử một tiếng, một cánh tái nhợt trưởng từ trong hầm đưa ra, kẹp theo mấy mẻ đất bùn, không ngừng ở hố đất chung quanh gãy trước, sau đó dùng sức chống một cái, nửa người trên từ hố đất bên trong nhô lên. Lắc lắc tán loạn tóc chỉa chỉa lên đất bùn, không có chút huyết sắc nào nhợt nhạt gương mặt bên trên liền nơi khóe miệng vết máu cũng đã sớm hiện lên hắc, đáng sợ hốc mắt chỗ cặp mắt cứng rắn là bị người miễn cưỡng khấu trừ đi, tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Chậm rãi đi tới. Vậy bị miễn cưỡng đào đi hai mắt bóng người, từng bước hướng Diệp Thần đi tới, trang phục trên người bởi vì năm tháng nguyên nhân, đã sớm rách dưới không chịu nổi, chỉ là mấy bước, cũng đã phong hóa liền hơn nửa. Tuy không đôi mắt, nhưng Diệp Thần vẫn có thể phân biệt ra, cái này xương trắng trước khi chết phải là một nam tử. Viễn cổ trước chấp niệm sao? Diệp Thần trong mắt híp một cái này cùng hắn ở thánh cổ di tích lúc đó. Gặp được hết sức phong thống lĩnh lúc giống nhau như đúc, có thể trước mắt nam tử cũng không có cường đại như vậy, thần hồn đã sớm bể tan tành, chỉ là giữ nguyên bản năng chiến đấu mà thôi. Xương trắng nam tử một kiếm chém tới, Diệp Thần một cái nghiêng người né tránh, chợt hai ngón tay là kiếm, một kiếm chém chết. Một kiếm này, mơ hồ có vĩnh hằng kiếm đạo tinh túy. Diệp Thần ở vĩnh hằng hư không, cũng không hoa quá thời gian dài cảm ngộ vĩnh hằng kiếm đạo. Hôm nay hoặc giả là tốt nhất cơ hội. Một tiếng rên, xương trắng chàng trai thân hình đổ bay ra, bắn thẳng về phía một cái tàn phá đại trung. Sau đó, cường đại dư âm lại là rất miễn cưỡng đem xương trắng hóa là một phiến bột. Nhưng dị biến nhô ra, vậy bột lại lần nữa hội tụ. Tay cầm trường kiếm xương trắng nam tử lần nữa đứng dậy, cầm kiếm hướng Diệp Thần từng bước một tới, Diệp Thần chăm chú nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Nhưng tiếp theo, quỷ dị hơn chuyện xảy ra. Chỉ gặp lúc trước vậy xốp đất đai, đi đôi với tàn trung tiếng chuông vang lên, nguyên phiến vừa nhìn vô tận mặt đất bên trên một đá kích thích thiên tầng lãng. Tấc tấc đất bắt đầu ngọa nguậy, từng cái bạch cốt thủ trưởng từ dưới mặt đất đột nhiên đưa ra, tạm thời tới giữa, vô số cốt thành bóng đêm bên trong duy nhất trắng. May là thấy quen trận thế lớn Diệp Thần, trải qua vô số sống chết đánh giết hắn, vào giờ khắc này đều là cực kỳ nghiêm túc. Cái này, cho không được Diệp Thần ngẫm nghĩ, vậy xương trắng chàng trai một kiếm lại là bổ tới, không mang theo có bất kỳ linh lực, chỉ là đơn thuần thân xác và võ đạo một cái chém xéo. Đinh! Một tiếng giòn giã, Diệp Thần lắc người một cái, vậy xương trắng chàng trai trường kiếm bổ vào dưới chân đưa ra một cái xương trắng trên lòng bàn tay. Nguyên phiến mặt đất còn ở thay đổi, trận thế này, muốn đem cửu tiêu đều phải khuấy lật, liền Diệp Thần đều là vội vàng không chỗ đặt chân. Từng cái xương trắng đưa ra, đem mặt đất trên vậy miệng tàn trung khuấy động, giống như là một quả banh ra vậy, qua lại lăn. Tàn trung lại là ba tiếng rên, Diệp Thần thầm nói một tiếng không ổn, vừa muốn ra tay cản đường, nhưng là phát hiện đã không còn kịp rồi. Một hồi quỷ dị yêu phong tấn công tới, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được cái này yêu phong phảng phất là thấu xương hàn. Hắn vận dụng đạo linh lửa, mới hòa hoãn mấy phần. Ngay tại lúc này, cách đó không xa ngày trời giáp nhau cuối sáng lên lau một cái nắng ban mai, trời gần sáng sao. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, hắn chính là phát hiện trong này đầu mối, vực sâu vạn trượng dưới, ở đâu ra nắng ban mai tảng sáng. Đã như vậy đây là. Không lâu lắm, ùn ùn kéo đến xương trắng đầu lâu tạo thành mãnh liệt gió bão bắt đầu đánh tới, lúc trước Diệp Thần nhìn gặp vậy lo nắng ban mai, cũng đang là như vậy trắng. T, ngược lại hít một hơi khí lạnh, Diệp Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, vậy từng cái đưa ra bàn tay đem gió bão bên trong trắng ngần màu trắng đầu lâu tiếp lấy, từng cái bắt đầu phát lực chống đỡ xuất thổ. Mỗi một cổ xương trắng đều là tứ chi đầy đủ hết, thiếu thiếu đầu lâu. Mà vậy một hồi gió bão, cho bọn họ đưa tới.
Diệp Thần trước mắt, là triệt mục đích trắng, cái này một tí, phải là một tràng ngạnh chiến. Nơi này sợ rằng dùng cấm chế cường đại, không cách nào truyền đạt ngoại giới, có lẽ có thể vận dụng thiên kiếm. Long Uyên Thiên Kiếm. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần tay phải bên trên, một tiếng long ngâm hí, một cái huyết long bóng dáng quanh quẩn thả lòng bàn tay, nhảy cẫng hoan hô trước. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc, bày trận mà đợi, ở hắn dưới sự khống chế, Long Uyên Thiên Kiếm bạo tăng tới hơn 10 lần chiều rộng, nhìn qua giống như là một cái cắm thẳng vào trời cao cự kiếm. Hắn người mặc xích trần thần mạch hóa thành hoàng kim chiến giáp, khống chế Long Uyên Thiên Kiếm, ánh mắt sát ý lăng nhiên. Hống! Một tiếng vang dội, huyết long xông ra ngoài. Long Uyên Thiên Kiếm vung ra, vạn trượng huyết quang đại thịnh, đem ngày trời giáp nhau cuối đều là phân tán ra. Một kiếm, muốn khai thiên. Huyết long xé vô cùng hắc ám, lại là nuốt sống vậy đếm không hết xương trắng quân đoàn. Hô! Diệp Thần nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Bất quá là chút vật chết thôi, bất quá nơi đây, thật đúng là vạn phần quỷ dị. Không cùng Diệp Thần thở dốc, màu máu kiếm mang chớp mắt rồi biến mất sau đó, vậy bị kiếm trận trung tâm mất đi xương trắng hóa thành đầy trời quang vũ phụ ở tàn cốt bên trên, bất quá ngay lập tức tới giữa, liền lại là phục hồi như cũ. Bất tử bất diệt. Giờ khắc này, Diệp Thần ý thức được chuyện không đơn giản. Vậy tay cầm trường kiếm xương trắng nam tử, từ vạn người đại quân bên trong đi ra. Chỗ đi qua, tất cả xương trắng đều là tránh lui ba phần. Đám người này bên trong, chỉ có hắn thân xác không mất đi. Diệp Thần nhìn ra liền trong đó đầu mối, bắt giặc phải bắt vua trước. Bóng người kích động ra, tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, Diệp Thần liền muốn lấy nam tử kia thủ cấp, tùy ý họ thi thể vạn năm bất diệt, vậy chung quy là thân xác, một kiếm này, tất chém hắn thủ cấp. Vậy cầm kiếm nam tử tựa hồ lòng có cảm giác, lại cầm kiếm đón đỡ. Đem Diệp Thần một kiếm bắn ra, nhưng hai tướng va chạm, nam tử trong tay tản kiếm gãy thành hai đoạn. Xương trắng nam tử một cái quỷ dị nhịp bước lui ra, trong tay kiếm gãy nhưng là phát ra tiếng vo ve, hắn lòng bàn tay bên trong, một cái cốt long quanh quẩn. Đây là, một màn này tương tự biết bao, hắn đang học trước Diệp Thần kiếm đạo. Hơn nữa lại là thành công. Giống nhau như đúc, nhìn xương trắng nam tử trong tay cốt kiếm. Không cùng Diệp Thần làm ra phản ứng, nam tử kia nhưng là trầm thấp quát lên, khai thiên. Một kiếm vung ra, vạn người quân đoàn xương trắng đồng loạt nổ tung, đầy trời quang vũ xếp thành một đạo màu trắng kiếm mang chạy thẳng tới Diệp Thần tới. Tốt ở chỗ này khá là thần bí, che đậy nhân quả, nếu không ta vận dụng thiên kiếm và như vậy võ đạo, tất nhiên bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Xem ra, phải mau sớm giải quyết. Dưới mắt mấu chốt, là cứu Tôn Lão. Diệp Thần hai con người chỗ sâu, bốc lên một hồi cực kỳ đáng sợ ánh sáng. Phảng phất là một cái lóng lánh kiếm. Còn không ra khỏi vỏ, cũng đã quang hàn chín tầng trời. Trận tự quyết, vạn kiếm là quân. Diệp Thần trong lòng mặc niệm, mà một khắc sau, màu đỏ thấm tia sáng chói mắt bộc phát ra. Vô số cầm màu đỏ trường kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chi chít, khí thế khoáng đạt, giống như ngàn vạn ngọn núi nhô lên. Hợp thành phương này kiếm trận. Kiếm trận ngay tức thì liền hướng xương trắng phóng tới, đem đất bằng phẳng bên trên kích thích vạn trượng bụi đất, nguyên bản xốp mặt đất, dần dần lộ ra hình dáng. Đây là... Diệp Thần chăm chú nhìn, cái này nguyên vốn phải là một cái to lớn võ đạo trận, bởi vì năm tháng dấu vết, bị che giấu đi, một kích này dưới, bốn chữ nổi lên đất mặt, Uyên Thiên Võ Trường. Cái này hai tướng va chạm dưới, khơi dậy viễn cổ Trần Phong đã lâu vùng đất xưa. Nơi đây vốn là diện mạo chính là lộ ra. Vậy từng cái tàn phá trận đá như cũ tản ra nhàn nhạt yếu ớt chập chờn, cho dù là vạn năm năm tháng trôi qua, vẫn là còn có thể tính lưu lại. Đài võ đạo trên dấu vết như cũ có thể nghe. Đây là một cái tông môn hoặc là thế lực, sao sẽ ẩn bên trong cái này vực sâu vạn trượng dưới. Diệp Thần không hiểu nhìn hết thảy trước mắt. Bụi bặm tan hết, kiếm mang vỡ nhỏ, mỗi một viên ánh sáng nhạt. Đều là lần nữa ngưng tụ thành một cổ xương trắng. Mỗi một cổ xương trắng đều là lần nữa đứng dậy, hướng Diệp Thần tới. Mở. Diệp Thần lại là một kiếm vung ra, đem bên người đếm cổ xương trắng bổ ra, nhưng bất quá mấy hơi thở tới giữa, trên đất tàn cốt liền lại là lần nữa tổ hợp sắp hàng, lần nữa đánh tới. Mặc dù lực sát thương chừng mực, nhưng là không giết xong tồn tại. Cách đó không xa, vậy xương trắng nam tử đầu lâu trái phải hai bên bầy. Trong tay tàn kiếm lại là tách thả ra vầng sáng trắng,
Diệp Thần chăm chú nhìn, nói quả nhiên, hắn là đang học ta chiêu thức sao? Bây giờ Diệp Thần cơ hồ có thể kết luận, nếu như lần nữa tiến công, trước mặt xương trắng nam tử nhất định sẽ ngăn cản. Chỗ này có cổ quái. Lúc này Diệp Thần mới chú ý tới, vậy mỗi cái đài võ đạo bên trên, đều có kỳ quái hoa văn, tổng cộng 8 tòa đài võ đạo, mỗi một chỗ ngồi hình vẽ đều là không đồng nhất. Có chút bởi vì năm tháng sông lên soát, đã theo dõi không được toàn cảnh, nhưng trận pháp này nhưng ở cứ theo lẽ thường vận chuyển, trừ cái này ngập trời oán niệm ra, nói cách khác. Trận pháp hạch tâm không ở chỗ này. Diệp Thần nhìn thấu trong đó con đường, mặc dù cái này oán niệm mãi mãi bất diệt, nhưng cũng không đủ lấy chống đỡ vạn người xương trắng quân đoàn như vậy tác chiến. Tiện tay đem đến gần trước người mấy cổ xương trắng đá văng, Diệp Thần ai cái dò xét đài võ đạo trên cũ nát đường vân. Là cái hướng kia sao? Hắn ánh mắt chăm chú nhìn về vậy xương trắng phía sau nam tử vô cùng hắc ám bên trong. Tựa hồ từ đầu chí cuối, xương trắng nam tử đều là đưa lưng về phía cái hướng kia. Đánh cuộc một lần, nhìn trước mắt giết vô tận quân đoàn, cùng quỷ dị kia xương trắng nam tử, Diệp Thần biết rõ, chỉ hoãn tiếp nữa, linh lực hao hết mà chết nhất định là mình. Trong tay Long Uyên Thiên Kiếm vung ra, tia máu xé xương trắng quân đoàn, thẳng tắp kéo dài hướng vậy xương trắng phía sau nam tử phương xa. Một đạo huyết quang trà búc minh tiền đường. Diệp Thần bóng người cấp tốc đi huyết sắc kia cuối, chưa từng quay đầu lại. Mà tay kia cầm kiếm gãy xương trắng nam tử, cuối cùng, cũng là chưa từng quay đầu lại mong. Hẳn chỉ chính là cái này phương hướng, sẽ không sai. Diệp Thần con người đông lại một cái, xem có thể đạt được, đều là vô tận hắc ám, nhịp bước dưới chân không biết dọc theo bao lâu. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng, nhưng sau lưng những cái kia giết không hết xương trắng, đích xác là lại cũng không có theo tới. Ồ, chỗ này lại có không gian thần hoa. Hoàng lão thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần ngẩn ra, hiếu kỳ nói, Hoàng lão, vì sao là không gian thần hoa? Hoàng lão nhàn nhạt nói, lời này ở trên đài thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, đối với cảm ngộ không gian quy luật có một ít chỗ dùng, vật này vậy chỉ lớn lên ở hư không đường cùng bên trong. Tuyệt đối không nghĩ tới nơi này cũng có, đúng rồi, vật này đối ngươi khối kia hư bia ngược lại là không hề thiếu chỗ tốt. Sợ rằng nơi này ngăn cách cảm giác, chính là bởi vì những thứ này không gian hoa tạo thành. Diệp Thần dừng chân, nhìn chung quanh chấm đỏ tươi hấp dẫn hắn ánh mắt, lẩm bẩm nói, đường cùng. Đối Linh Nhi có chỗ tốt, vẫn là thành phiến rừng hoa. Diệp Thần nghĩ đến đây, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, thật là muốn cái gì tới cái đó. Tay áo vung tay lên, một biển cánh hoa đều bị Diệp Thần nhét vào luân hồi mộ địa. Nơi này thật là quỷ dị, luyện đan chỉ xanh sự bưng, hay là trực tiếp cho Linh Nhi lấy dùng đi, mặc dù hiệu quả giảm bớt nhiều, nhưng cũng may tính hơn. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Toàn bộ hướng hư bia đi. Bất quá chốc lát quang cảnh, nguyên biển cánh hoa chính là bị Diệp Thần miễn cưỡng hấp thụ hơn nửa, cho đến một tiếng non nớt đồng tiếng vang lên. Diệp Thần, ngươi thật đúng là phí của trời à. Bất quá ngươi như vậy lấy đi như thế nhiều không gian thần hoa, sợ rằng Vũ Hoàng cổ đế dễ dàng hơn phát hiện ngươi. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là quên cân nhắc chuyện này, bất quá hắn biết Linh Nhi tỉnh, cười nói, dù sao cũng thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra ta thành tựu luân hồi chi chủ, coi là thật khí vận vô địch. Nói tới chỗ này, Diệp Thần liền đem nơi này tình huống nói dư Linh Nhi nghe. Liền đem còn thừa lại không gian thần hoa thu góp, để phòng bất cứ tình huống nào. Hai người một lời tiếp tục đi tới, không biết qua bao lâu, trước mắt hắc ám đã lan tràn đã lâu. Đột nhiên một tiếng kinh thiên vang lớn lan tràn tới. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện lòng bàn chân chấn động, mà phía sau trước lại xuất hiện một khối chính trực bia đá, có chừng 10 trượng cao, bất ngờ phong cách cổ xưa chữ to có khắc. Bên trong trận đời thứ ba đệ tử chân truyền, Trần Niệm Bia. Diệp Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trên tấm bia đá vậy tang thương chữ viết, vạn năm năm tháng trôi qua, vẫn có thể cảm nhận được lúc ấy khắc xuống chữ này lúc bút uẩn luật động. Xem ra khắc này xuống mộ bia người, cũng là tuyệt điên cường giả, tối thiểu đạt tới thiên quân tầng thứ, hoặc là mạnh hơn. Đây là mộ trận, Diệp Thần đi qua bên người mỗi một tòa bia đá, trên đó đều là có văn bia khắc. Cái này cùng Vĩnh Hằng hư không gặp nhân tộc mộ bia có chút tương tự, nhưng có rất lớn khác biệt. Vĩnh Hằng hư không càng giống như là một tòa chiến trường còn sót lại vấn đề, mà nơi này, càng giống như là một cái đã từng huy hoàng qua tông môn.
Bên trong trận đời thứ ba đệ tử nội môn, Lưu Khải Bia. Bên ngoài trận đời thứ ba ngoại môn đệ tử, Phương Tông Chí Bia. Uyên Thiên Trưởng Lão, Trần Tường Bia. Theo bước chân đi sâu vào, bia đá cũng là bộc phát to lớn, thậm chí, đạt trăm trượng lớn. Lại là cái này Uyên Trời, là thất lạc thời không vùng lân cận khu vực một tông môn đại phái sao. Diệp Thần lần thứ hai thấy cái này hai chữ, là khác ở cái này văn bia bên trong, không nghi ngờ chút nào, chỗ này là mai táng người tông môn mộ trận. Cái gì, ngươi lúc trước cũng đã gặp qua, Linh Nhi thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Thần lúc này mới đầu đuôi gốc ngọn đem chuyện mới vừa rồi nói tường tận cho Linh Nhi nghe. Linh Nhi sau lưng hư không chập chờn, thon nhỏ thân thể cẩn thận ở bia đá tới giữa quanh quẩn nghiên cứu, tựa hồ là hồi tưởng vạn năm trí nhớ lúc trước. Uyên Thiên Tông, cái này tông môn tại sao lại ở chỗ này? Linh Nhi tựa hồ nhớ lại liền rất xưa trước khi câu chuyện. Ừ, Linh Nhi, người biết cái này tông môn? Diệp Thần vội vàng hỏi. Linh Nhi lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Nhẹ giọng đáp lại, đây là thời kỳ viễn cổ một cái tông môn, đúng là thất lạc thời không khu vực, không tính xuất chúng, rất khiêm tốn đến ta cũng không nhớ gì cả. Trừ danh tự này, ta không nghĩ tới bất kỳ đầu mối nào. Linh Nhi suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Diệp Thần bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lấy ra đan điền âm ma thiên thạch, lẩm bẩm nói âm ma thiên thạch gặp mặt cái này Uyên Thiên có cái gì nhân quả sao? Bất quá, hắn chỉ phát hiện âm ma thiên thạch lóng lánh máu đỏ tươi quang, tựa như ở chỉ dẫn cái gì. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tâm niệm vừa động, hồng mông đại tinh không, mở. Vậy một phiến sáng chói tinh không lần nữa hạ xuống, ánh sáng chiếu sáng chân trời, một tòa không có giới hạn mộ nhóm hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, vạn tòa bia đá san sát, quá mức người trăm trượng lớn. Đây là, Diệp Thần cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ nói không ra lời. Ngôi sao ánh sáng chiếu rọi xuống, cái này mộ giết hàng loạt ý bao phủ. Hai người đều không từng lưu ý đến, một món dấu vết tựa như ở tinh mang sáng lên ngay tức thì lặng lẽ hướng mộ nhóm bên trong, cao lớn nhất bia đá dòng nước chảy đi. Theo lý mà nói, tông môn nghĩa địa táng chỉ hẳn là đối với môn phái làm ra qua cống hiến to lớn đời trước anh liệt, liền cùng thiên cung thần giáo vậy cấm địa vậy. Linh Nhi cũng là phát giác nơi này dị thường, phân tích nói. Nhiều người như vậy, vạn người hắn táng, cái này quy mô, sợ là cả người tông môn, tất cả đều ở đây. Diệp Thần một lời ra, chợt một hơi khí lạnh ngược lại hút nhập ngực, như này suy luận là thật, như vậy cái này cái đó thời kỳ Uyên Thiên Tông gặp là diệt môn. Khó trách, ta trong ấn tượng cái này tông môn không có sau đó, lời đồn đãi bị thất lạc thời không cuốn vào, cử tông bị lạc, nguyên lai là bị người cử tông diệt môn. Không đúng, thất lạc thời không thượng cổ huyết kiếp trước. Những tông môn này đều có chân chính thiên quân cường giả chấn giữ, làm sao sẽ bị diệt môn? Linh Nhi lập tức nghĩ tới vấn đề chỗ mấu chốt, cái này Uyên Thiên Tông rốt cuộc đắc tội cái gì kinh khủng thế lực, lại là không có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền cả nhà cũng bị tàn sát. Nơi này oán khí rất nặng, sợ rằng, Linh Nhi lời còn chưa dứt, chính là trước mắt kinh hãi, dưới chân nhịp bước chăn trở xê dịch, kéo một cái Diệp Thần chính là người nhẹ nhàng trở lui, hư không đồng thời biến dạng, mau rút lui. Theo Linh Nhi một tiếng khẽ kêu, trước mặt hai người bia đá trong phút chốc nổ bể ra, đá vụn kẹp theo đạo đạo hủy diệt quy tắc kích động lên, như muôn vàn kiếm ý, bao trùm tới. Xích Trần thần mạch mở. Giờ phút này không phải kiểu cách thời điểm, Diệp Thần lập tức mở ra xích trần thần mạch, hoàng kim chiến giáp bao trùm quanh thân, dùng để ngăn cản tổn thương. Dù vậy, Diệp Thần cũng cảm giác mình mơ hồ bị thương. Mấu chốt hắn lại không có bất kỳ trước thời hạn cảm giác. Nơi này, kết quả là địa phương nào? Kích phát sát trận, Linh Nhi chau mày, rốt cuộc là nguyên nhân gì, chúng ta tới đây cũng không kích động bất kỳ cơ quan nào mới đúng. Diệp Thần cũng là yên lặng không nói, hắn hồi tưởng mỗi một chi tiết, nhưng cuối cùng không có đầu mối, nhưng sát trận đã khởi động, không thể nghịch chuyển. Hắn vốn định vận dụng trận tự quyết, nhưng không gian thần hoa che đậy năng lực thật to yếu bớt, nếu như vận dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không tìm được kích hoạt trận pháp mấu chốt, liền không tìm được phương pháp phá trận. Mỗi một tòa mộ bia, giờ phút này đều là kích phát lúc trước võ đạo trận vậy tám tòa đài võ đạo bên trên văn lộ trong đó một loại, rồi sau đó lau một cái lưu quang trào hướng mộ nhóm chỗ sâu nhất ngàn trượng mộ bia bên trên. Lau một cái lưu quang tràn vào ngàn trượng mộ bia, hẳn ánh sáng chính là cường thịnh một phần,
ban đầu mộ bia chính là sẽ trong phút chốc nổ tung, tốc độ nhanh, may là lấy Diệp Thần và Linh Nhi, cũng chỉ có thể có chắt lưới địa vị. Kích động dậy đá vụn kẹp theo oán niệm sát ý, bắn nhanh tới. Không nhúc nhích hư linh chung, Linh Nhi ngón tay bắt pháp quyết, mượn dùng hư bia lực bảo vệ hai người. Tiếng rồng ngâm lượn lờ, không gian quy luật rực rỡ chung vách đá ở mạnh như vậy độ xuyên qua dưới, cũng là đang chậm rãi quân nứt ra. Rắc rắc, long chung vỡ vụn, Diệp Thần cùng Linh Nhi thân hình trước mắt, vội vàng né tránh. Thử, mấy viên ngói vụn văng lên đá vụn xuyên thấu Diệp Thần hoàng kim chiến giáp, tích tích đỏ thẫm bắt đầu tràn ra, chỗ vết thương bắt đầu tràn ra ra tí ti hắc phụ. Cũng may Diệp Thần có cổ độc thần mạch và siêu cường sinh mệnh lực, nhờ vậy mới không có bị quá nặng tổn thương. Chú ý, cái này độc cũng không phải là giống vậy độc. Linh Nhi thon nhỏ thân thể qua lại né tránh, mượn không gian quy luật, ngược lại là tạm không bị thương, nhưng như vậy quyết chiến, bị thương thậm chí còn chết là chuyện sớm hay muộn. Vậy trên tấm bia đá đường vân khỏi bệnh sáng khỏi bệnh mau, vạn tòa bia đá tiếng nổ tung bên tai không dứt. Không gian bên trong kích động dậy đá vụn bộc phát mạnh mẽ. Phốc suy. Một viên đá vụn lau mặc Linh Nhi cánh tay, ngay tức thì bé gái nguyên cái cánh tay đều là nổi lên đen nhánh vẻ. Chú ý, những thứ này đá vụn uy năng ở từng bước tăng cường. Đáng ghét, nhìn bầu trời bên trong càng ngày càng bí dày tập hợp lưu quang, Linh Nhi cắn răng, cưỡng ép nâng lên vậy đã tê liệt cánh tay phải, mấy cái giấu tay chắp tay. Hư bia ở chỗ này, vết nứt không gian. Mở. Chợt trước mặt không gian chậm rãi dương ra, ban đầu vậy to lớn cửa không gian, vào thời khắc này mộ nhóm oán lực dưới ảnh hưởng, chỉ có thể xé ra một đạo một người cao thấp lớn nhỏ khe hở. Mau, Diệp Thần. Linh Nhi một tiếng gọi, hai người núp ở hư không kẽ hở sau đó, vậy mộ bia nổ tung văng lên đá vụn đều là đập vào trước mặt hai người hư vô không gian bên trong. Kẽ hở này ta cũng không cách nào duy trì quá lâu, oán niệm năng lượng quá sâu. Tối đa 10 phút, Diệp Thần chau mày, càng tình như vậy cảnh dưới, càng không thể hốt hoảng. Oán niệm, Linh Nhi cũng là chăm chú nhìn nhìn xa như vậy phương dần dần sáng lên ngàn trượng mộ bia, mỗi một tòa bia đá nổ tung, chủ bia hung quang chính là cường thịnh một phần, trên đó phong cách cổ xưa chữ to cũng là càng rõ ràng một phần. Thiên địa không cho, âm, mục khả năng cùng giờ phút này chỉ có mấy cái này chữ to. Ta hiểu ý. Diệp Thần đột nhiên giống như là rõ ràng liền cái gì, cái này nghĩa địa, là người mất an nghỉ chi địa, trừ phi là thứ gì tỉnh lại sát trận. Linh Nhi nhìn chủ bia trên chữ viết, cũng giống là rõ ràng liền cái gì, chẳng lẽ là trên mình âm ma thiên thạch. Không tệ, Diệp Thần chắc chắn nói, mặc dù không biết cái này âm ma thiên thạch cùng Nguyên Thiên Tông có cái gì va chạm, nhưng nhất định không sai được. Tâm niệm nhất định, Diệp Thần đem âm ma thiên thạch hoàn toàn phong ấn, đúng như dự đoán. Vậy đường vân một lần. Thành, hai người trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng cười còn chưa hoàn toàn đọng trên mặt, chỉ gặp vậy trên hư không đường vân lại tiếp tục sáng lên. Trận pháp không thể nghịch. Linh Nhi trầm giọng nói. Nhất định có sống đường, cái này sát cục vốn cũng không nên tồn tại mới là âm ma thiên thạch không muốn tỉnh lại sát trận. Một viên đá vụn đánh xuyên hư không kẽ hở, bắn tung tóe ở hai người chung quanh. Mau! Diệp Thần, ta mau không chịu nổi. Linh Nhi cuống cuồng kêu gào. Một giây kế tiếp, hư không kẽ hở vỡ nhỏ, vô số kích động mà đến đá vụn hướng hai nhân nghênh mặt nhào tới. Diệp Thần không cần cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, mà là lấy tay hóa khí, vô tận kiếm ý xông lên trời không. Một kiếm giơ lên trời, hủy diệt thiên địa, cuồn cuộn thần uy phô triển ra, dẫn dắt ra khí thế để cho Linh Nhi đều là kinh hãi không dứt. Diệt. Từng tia kiếm mang xem là có sinh mạng vậy, đem vậy vô tận đá vụn tiêu diệt. Người kiếm ý lại đã đạt đến loại trình độ này. Tuyệt cảnh bên trong Linh Nhi tựa hồ lại là thấy được một món hy vọng. Ồ, ngay tại hai người chuẩn bị liều chết đánh một trận lúc đó, trước mặt mộ bia nhưng là ngưng động tác. Chẳng biết lúc nào, vậy vạn tòa mộ bia, cũng đã là tất cả đều nổ tung, một tòa đều không còn dư lại, mà phương xa chủ kia bia bên trên, toàn thân hung quang đại thịnh. Phong cách cổ xưa chữ to khắc soạn nói. Thiên lý bất dung, âm thần chi địa, cử tộc đem giết. 12 chữ to, lấp lánh rực rỡ, sát ý bạo tán. Kết thúc, Linh Nhi thở ra một hơi dài, Diệp Thần nhưng là cau mày, trầm giọng nói, không phải kết thúc, mà là chân chánh sát kiếp muốn tới.
Vừa dứt lời, chủ kia bia toát ra hung mang xuyên qua chân trời, trực bức Tiêu Hán, mây đen bị sát ý ngập trời xua tan, từng đạo màu máu thiên lôi bắt đầu nổ vang. Thiên địa dị biến. Linh Nhi kinh hô thành tiếng, thất thanh nói, đây là giết thần trận pháp. Trên bầu trời, mây đen liếm hết sức, liền vậy sấm sét đều là dính liền màu máu, từng đạo sấm, che lồng liền màu máu chân trời. Ung ung, tiếng vang vang vọng ở vạn người mộ nhóm bên trong, Diệp Thần quần áo vù vù vang dội, thần sắc ngưng trọng tới. Chỉ gặp vậy trùng tiêu chủ bia hung quang thấu bắn dưới, đem màn trời xé ra một cái lỗ hổng. Đó là, Linh Nhi tuyệt vọng trong con ngươi tràn đầy kinh hãi, giờ khắc này nàng cũng không dám tin tưởng cặp mắt mình. Một viên màu máu tinh thần. Lúc trước vậy kích động ở hư không đá vụn, bị chủ kia bia hung quang cảm cho đòi, giờ khắc này màu máu tinh thần biến dạng màn trời rơi xuống đất. Diệp Thần trầm giọng nói, chúng ta cũng sẽ theo cái này vạn người lớn mộ, cùng an nghỉ nơi này. Huyết sắc này tinh thần thậm chí so nguyện vọng thiên tinh còn to lớn hơn. Bầy trận người, thật là mạnh. Linh Nhi cúi đầu xuống, nói, không nghĩ tới, sống vô tận năm tháng, ra đời linh thức, nhưng là chết tại đây cùng thiên địa dị tượng dưới, chết ở một đám người chết trong tay. Diệp Thần, người hối hận không? Linh Nhi ngẩng đầu lên, tuyệt vọng trong con ngươi để lộ ra tí ti đoạn tuyệt, đồng thời buồn bã cười một tiếng. Diệp Thần nhưng là không trả lời, trầm giọng hỏi, ngươi cứ như vậy không tin ta? Ừ, Linh Nhi không hiểu nhìn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần nhưng là con ngươi đông lại một cái, khí thế không ngừng leo lên, hắn giống như huyết khí thêm người vạn cổ tiên đế, hàng yêu trừ ma, trấn quỷ phục quái. Phong cách cổ xưa kiếm thế từ trên trời hạ xuống, rộng lớn vĩ đại, không người có thể ngăn. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần chợt quát một tiếng, thương khung thả ra vô tận ánh sáng màu vàng, giống như mặt trời mọc, vô cùng chói mắt. Thời khắc này Diệp Thần giống như ma thần giáng thế, hắn ánh mắt chỉ là hướng trên hư không tinh thần liếc một mắt, hơi có vẻ tiếc nuối hiện ra, nhưng rất nhanh, hắn quay đầu nhìn về vậy phát ra hung mang ngàn trượng chủ bia, hỏa tốc bay vút đi. Quả nhiên như vậy. Chứng thực trong lòng phỏng đoán Diệp Thần, lần nữa nâng lên con ngươi nhìn về vậy đã đè xuống tinh thần, oán niệm hơi thở đã quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn. Ngôi sao này, dính tức chết, đừng nói bể nát. Ngươi như vậy có thể sẽ bại lộ. Ý thức chỗ sâu, Linh Nhi cũng là đoán được Diệp Thần một khắc kế tiếp hành động, chợt trầm giọng nói, không quá ta sẽ giúp ngươi. Không cần. Diệp Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, huyết long lao ra. Diệp Thần trường sam vù vù vang dội. Cởi chuông phải do người buộc chuông, âm ma thiên thạch, khải. Một viên toàn thân lóng lánh tinh sắc tia sáng đá thoát ra, trong nháy mắt, màn trời trên màu máu sấm sét từng đạo hung hăng bổ vào âm ma thiên thạch bên trên. Âm ma thiên thạch phát ra tiếng kêu nhẹ, tựa như ở gặp đau đớn cực lớn. Âm ma kết hợp, chỉ thủy một kiếm. Một đạo kiếm quang, mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ. Từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này, không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm, là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Suy suy suy. Chỉ thủy một kiếm, không không kiếm quang lướt qua, thiên địa thế giới tựa như cũng sụp đổ, hiện thế thời không bên trong, cây bản không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở không không xâm nhập phạt. Cả người thủ đoạn một kích mạnh nhất. Diệp Thần dĩ nhiên không phải mưu toan phá vỡ tinh thần, hắn nơi khua kiếm phương hướng, chính là vậy ngàn trượng tản ra hung mang chủ bia. Thử! Kiếm ý ngay tức thì không có vào chủ bia, chợt vậy ngàn trượng lớn mộ bia bên trên, từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn, tí ti thịt sống mang lóng lánh lên, âm ma thiên thạch lệ khí, đang dần dần chiếm đoạt chủ bia ý chí. Diệt! Theo Diệp Thần một tiếng quát to, chủ kia bia trên đỏ thắm vết rách bắt đầu lấy quỷ dị hình thức dần dần lan tràn. Phơi bầy chảy trở về trạng, đem vậy bia thể bắt đầu tấc tấc làm tan rã. Oanh! Ngàn trượng mộ bia sụp đổ. Vậy to lớn tinh thần, cũng ở đây cùng trong chốc lát đập về phía mặt đất, cả tòa mộ nhóm bắn tung tóe dậy vô cùng đá vụn, gió bão vét sạch cả tòa không gian, liền liền vậy xương trắng vạn người quân đoàn, đều là gặp ảnh hưởng đến. Vô cùng oán niệm cậy thế trên đó, mỗi một cổ xương trắng phai mở sống lại, trải qua hồi lâu mà, một tấc tấc cốt ra bên trên. Nổi lên bôi đen kim vẻ. Màu máu thiên lôi từng đạo rơi xuống, phách đánh nguyên phiến mênh mông mặt đất, tựa như muốn vặn diệt cái này trong thiên hạ toàn bộ sinh linh, siêu độ vong hồn. Tạm thời tới giữa,
Hắc Ma Nhai bên trên đều là truyền đến một cổ kinh khủng chập chờn, đem nguyên phiến mặt đất chấn động. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới. Vũ Hoàng Cổ Đế con ngươi đột nhiên mở ra, diễn cảm có chút cổ quái, không hơi thở, vì sao sẽ xuất hiện ở thất lạc thời không vùng lân cận. Hắn ngón tay bắt pháp quyết, tỉ mỉ cảm thụ, nhưng phát hiện bị một cổ vô hình không gian chi lực che đậy. Kỳ quái! Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không suy nghĩ nhiều, càng không có đem liên tưởng đến Diệp Thần trên mình. Dẫu sao thất lạc thời không khu vực kia, thế cục phức tạp, càng giống như là một nơi nơi biên giới, không người xưng vương. Nhưng hắn vậy coi thường mảnh đất kia. Đối hắn mà nói, lập tức trọng yếu nhất chính là địa tâm vực cửu đỉnh đại trận. Đồng thời, một chỗ khác, màu máu mưa, âm ma thánh điện đại trưởng lão nhìn Hắc Ma Nhai phương hướng, thật lâu không nói. Mà giờ khắc này âm ma thánh tổ bên trong đại điện, nhưng là vang lên một giọng nói, thiên địa dị biến, xem ra là chỗ đó xuất thế. Tìm liền hồi lâu đều không từng lộ mặt, còn thật bị cái thằng nhóc này mò tới. Màu máu trường bào bóng người thanh âm khàn khàn, ẩn chứa trong đó một chút mừng như điên. Xác nhận lời đồn đãi, cùng vậy tiểu tử một khi đi ra, chịu trói cầm, hắn bên người có cái sở trường không gian phép tắc người, một điểm này chú ý một ít. Âm thầm đáp lại, ta hiểu ý. Nếu như cái thằng nhóc đó không ra được đâu, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Âm ma thánh tổ tay áo vung tay lên, nhìn trước mắt màu máu lôi mưa, trước mắt mừng rỡ. Hình ảnh quay về. Này, Diệp Thần ngươi không có sao chứ? Linh Nhi thịt hồ hồ tay nhỏ bé không ngừng ở Diệp Thần trên mặt nặn đi, định đem thức tỉnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lúc này mới thức tỉnh mấy phần. Hắn hơi thi triển bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao, lúc này mới dễ chịu mấy phần. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhưng là phát hiện mình và Linh Nhi tựa như tới xuống đất. Linh Nhi, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nói, đây không phải là hẳn hỏi ngươi sao, là ngươi đưa đến chúng ta xuất hiện ở nơi này, Linh Nhi nói. Diệp Thần suy nghĩ ba lần, mở miệng nói, thật ra thì ta cũng có đánh cuộc thành phần ở đây, nếu như không phải là âm ma thiên thạch tỉnh lại sát trận, như vậy dựa theo một cái tông môn đại phái khí độ mà nói, còn chưa đến nỗi dùng vạn người oan hồn an nghỉ tới hạ sát thủ. Trừ phi là huyết hải thâm cừu kẻ địch, loại bỏ trừ phi cái loại này mục chọn. Tới chỗ này người ngoại lai, vậy là thông qua võ đạo tràng khảo nghiệm, chắc hẳn chỗ này nhất định có chút truyền thừa ở. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, lúc trước nổ tung bắn tung tóe dậy đá vụn không có một viên là rơi vào chủ bia vùng lân cận, khi đó ta lên trước cha xem liền cơ bản có thể tin chắc, lần này phương nhất định sẽ có con đường sống. Diệp Thần khẽ cười đáp lại. Như vậy tiếp theo, Linh Nhi nói. Diệp Thần con người đông lại một cái, nơi này là một nơi tông môn. Bị gặp thảm diệt môn, nhất định là có rất nhiều bí mật trốn ở chỗ này, tìm một chút đi. Sau một nén nhang, cái này nhìn giống như là cái địa cung bộ dáng địa phương, làm sao thứ gì cũng không có. Thua thiệt chúng ta cửu tử nhất sanh đi tới nơi này. Linh Nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, người chú ý dưới chân. Oán trách đồng thời còn không quên dặn dò Diệp Thần. Không sao, chúng ta đi về trước nữa đi. Diệp Thần nhưng là cười khẽ đáp lại, tới nơi đây vốn chính là vì tìm tôn lão, không muốn rơi vào cái này Uyên Thiên Tông chi địa, giữ được tánh mạng liền đốt nhang lớn, nào còn dám xa cầu cái khác. Linh Nhi nhưng là bĩu môi một cái, nói ta luôn cảm giác nơi này không đúng. Không lâu lắm, một căn mật thất xuất hiện ở hai người trước mắt. Nơi đây thật giống như thật sự có bảo tàng, Linh Nhi bưng một cái phong cách cổ xưa hộp chạy đến Diệp Thần trước mắt một hồi tung tăng. Linh Nhi mở ra trong đó vật kiện mà nhìn một cái, nhưng là khô đét môi bên trên vạch qua vẻ thất vọng. Đáng tiếc, vốn là linh dược, thời gian dài như vậy trôi qua, đều là phong hóa. Nhìn trong tay chất phác cổ hộp bên trong, vậy trước phù dung sớm nở tối tàn bảo dược, cho tới bây giờ một chồng tàn xám, khẽ thở dài một cái. Ngược lại là Diệp Thần, nhưng là khẽ mỉm cười, cái này Uyên Thiên Tông đều là rất xưa thời kỳ tồn tại tông môn thế lực. Dù là thật là nhà giàu có cự tộc, cái này vạn cổ năm tháng, cũng vui đốt hết tất cả. Muốn là thật lưu có cái gì, nhất định là vô thượng chí bảo. Cái này hẹp dài u ám mật thất, đi thông địa phương nào. Lúc trước nhìn giống như là địa cung, nhưng trực giác nói cho ta, nơi này không có như thế đơn giản. Hai người trên mặt diễn cảm vô tận giống nhau, một trước một sau đi ra cái này u hẹp hẹp dài mật đạo.
phía trước có quang. Linh Nhi kinh hô thành tiếng, một bên tay nhỏ bé vội vàng kéo một cái Diệp Thần ống tay áo, chỉ không xa phương khoa tay múa chân nói. Diệp Thần lóng tai lắng nghe, nhưng là không gặp bất kỳ vang động. Người dẫn đường, đi xem, nhất định phải chú ý, chỗ này quả thực quá quỷ dị. Từ bước vào cái này hắc ma nhai để bắt đầu, bên người hết thảy cũng chưa có bình thường qua, tay kia cầm kiếm gãy xương trắng chàng trai bóng người, còn luôn luôn hiện lên ở hắn đầu óc bên trong. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lại nữa ngẫm nghĩ, đi theo Linh Nhi cùng đi ra đường hầm. Qua! Một tiếng thán phục, Diệp Thần lóng tai hỏi, thế nào? Chỉ gặp Linh Nhi trước mắt, khắp nơi là một phiến xanh ngát úc lục, rậm rạp không gặp cuối sâu trong rừng, hoa dại khắp nơi mở. Ồ, kỳ quái! Diệp Thần cảm thấy cái bên trong đầu mối, thần sắc ngưng trọng. Thế nào? Linh Nhi hỏi. Chỗ này có chút cổ quái, ngươi không cảm thấy, quá yên tĩnh sao? Không gặp chút nào sức sống. Diệp Thần nói thẳng. Đó không phải là rất bình thường, chỗ này cũng trần phong vạn cổ. Không, dù vậy, ngươi có từng là ngửi được qua hoa thơm? Diệp Thần hỏi một chút dưới, Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt vậy ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng nhẹ nhàng tiến lên, chạm đến trước người một đóa bụi gai. Bá! Nơi tay chỉ tiếp xúc tới hoa cỏ ngay tức thì, vậy nguyên bản còn thanh thúy một mảnh rừng rậm bởi vì Linh Nhi một lần hành động, nhưng là đột nhiên ngưng tụ thành hồng tẫn, lấy hai người là trung tâm, nháy mắt tức thì vạn dặm phương hoa thưa thớt thành cho. Cái này! Diệp Thần suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói, không có sao, cái này trong thiên địa mỏng manh linh giận là trả lại như cũ Uyên Thiên Tông trước kia cảnh tượng thôi. Nơi này xem ra vạn năm chưa từng có người đặt chân. Như vậy cổ hộp bên trong bảo dược vậy, trần ai lạc định. Linh Nhi trong lòng rất có cảm khái, nhìn lúc trước còn trăng sáng trên không nhân gian tiên cảnh, giờ phút này hoa trong gương, trăng trong nước một chút phá, nhất thời rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Lần này tốt lắm, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thần con người đông lại một cái, vốn định thi triển hồng mông đại tinh không. Nhưng phát hiện căn bản không có dùng, cũng may hắn hơi cảm giác, phát hiện cái gì, nói, ta tựa hồ thấy có ánh sáng. Kéo xuống đi, nơi nào có, lời còn chưa dứt, Linh Nhi nhưng là đổi câu chuyện, chỗ xa kia, có một ngôi đại điện. Lúc trước khẳng định vậy có vô số đại điện, cũng tùy ngươi vậy chỉ một cái tiêu tán, còn sót lại này là thực xem, chúng ta đi xem. Đáng tiếc, chỗ này cũng là tiêu tán xong hết rồi, Uyên Thiên đại điện. Xem ra là thời kỳ thượng của Uyên Thiên Tông bề mặt. Chỗ này, có chút quỷ dị, theo lý mà nói, cho dù là vạn năm đi qua, cũng không khả năng phong hóa như vậy hoàn toàn mới đúng, vậy thánh cổ di tích bên trong, cũng không gặp cảnh tượng như vậy. Diệp Thần cảm thấy sự việc có chút không giống tầm thường, nơi đây lại là liền hộ tông đại trận, cơ quan sát phạt trận pháp một loại, cũng đều cùng mất đi phong hóa. Căn cứ suy đoán, lúc trước ta lấy ra âm ma thiên thạch, mới rước lấy sát thân trận, chẳng lẽ cái này Uyên Thiên Tông tiêu diệt, cùng âm ma thánh điện đời trước có liên quan? Linh Nhi nghe được Diệp Thần như vậy suy đoán, cũng là cho mày, chẳng lẽ là những tên kia làm? Những tên kia, Diệp Thần có chút không nghĩ ra được. Linh Nhi lúc này mới giải thích, âm ma thánh điện đời trước, cũng là một đại tông môn thế lực, cái này nhất tộc người có một phần chia ngút trời thần tư người, tu luyện ra ma thể, phản bội nhân tộc, rồi sau đó bị đuổi giết chia ra. Sau đó mới có âm ma thánh điện. Tu luyện ra ma thể. Đúng, bọn họ cho rằng, ma khí lực muốn so với thân người mạnh mẽ, lực tàn phá mạnh hơn. Linh Nhi vuốt tay, đối với cái này nói một chút, tất cả chấp mấy gặp thôi. Nhưng là chỉ dựa vào cái này nhất tộc, có thể đem Uyên Thiên Tông tiêu diệt. Diệp Thần có chút hoài nghi, dầu gì cũng là cao cấp tông môn, có một đời cường giả chấn giữ, cả nhà tiêu diệt nói dễ vậy sao? Linh Nhi nhưng là chế nhạo nói, nếu không, ngươi lần nữa thúc giục một tí âm ma thiên thạch thử một chút. Diệp Thần khoát tay một cái, nói ta còn muốn sống lâu một chút. Hai người cãi vả công phu, bên trong đan điền âm ma thiên thạch nhưng là chớp mắt, thấu lượng tinh mang có dị động. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến hóa. Ngay lập tức, Diệp Thần và Linh Nhi tựa như đưa thân vào vô tận năm tháng trước, Uyên Thiên Tông diệt vong lúc. Đây là... tình cảnh lại xuất hiện. Mây đen đè thành muốn tồi. Năm đó, Uyên Thiên Tông địa giới. Lần lượt tháo chạy, đã bị vây khốn 7 ngày, còn như vậy hao tổn nữa, tông môn lâm nguy.
trưởng giáo trước tiên thân vệ thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, vì sao đến nay không có chút nào rơi xuống? Căn cứ kế hoạch đã định, trưởng giáo sợ là đã. Im miệng, cái này lời cũng không thể bị thiếu chủ nghe được. Thần võ điện minh quân đã tới, thiếu chủ trước đi nghênh đón. Một vị người khoác áo giáp màu đen người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, hướng về phía đang nghị luận ầm ĩ một đám vệ binh quát lên. Tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định có thể. Đám người nghe vậy, trong tay nắm hàn nhận huyết tinh khí lại đậm đà mấy phần. Uyên thiên ma kiếm, thật là huyền diệu vô cùng, dù là cái này một chút giác ngộ, này cục có thể rõ ràng. Đáng tiếc, này cùng thần vật, nhưng là bị vô cùng ma ý ngâm nhuộm, ta như cưỡng ép thúc dục, sợ là vậy sẽ nhập ma. Uyên thiên tông thiếu chủ chợt mở ra, mắt sáng bên trong đầy trời tinh thần lưu chuyển, cả tòa nghiêm nghị u ám Uyên thiên tông bầu trời, bị từng hạt tròn sáng chói tinh thần thắp sáng, triệu chứng muốn đột phá. Mà lúc này, phương xa một tòa cung điện bên trên, một vị tràn ngập ma ý nam tử tự lẩm bẩm, nhân tộc lại còn có cái này nhóm cường giả hạ xuống, xem ra vẫn là muốn ra tay. Trong mật thất, Uyên Thiên Tông thiếu chủ Khương Tầm đang muốn đứng lên, xó xỉnh bên trong một cái bóng đen từ Khương Tầm trước mắt vạch qua, lau một cái đỏ thẫm lại mang theo hủy diệt quy tắc máu tươi bắn nhanh ở một bên trên vách tường. Thật là khủng khiếp mũi tên ý. Đồng thời bụi mù cuồn cuộn và huyết quang bao trùm, tựa như che đậy hết thảy. Khương Tầm, cái này Uyên Thiên Ma Kiếm, không phải ngươi có thể cưỡi, này cùng thần vật hẳn để lại cho càng xuất chúng thiên tài mới đúng. Thế Tôn, thời khắc này hắn mặc dù mắt không thể thấy, nhưng người mở miệng, nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Những tên kia, không phải chúng ta có thể chống cự tồn tại, có cái này Uyên Thiên Ma Kiếm, những tên kia đem sẽ hoàn toàn quật khởi, cái này Ma Kiếm, ở lại trong tay các ngươi, không chỗ dùng chút nào. Đạo thanh âm kia hài hước mở miệng nói. Thần võ điện, hèn hạ. Những tên kia tuy mạnh, nhưng còn chưa tới ta nhân tộc quy hàng phân thượng, phụ thân chỉ cần đem người chống nổi cái này 10 ngày, chờ ta thiên ma kinh lại tinh tiến một tầng, xuất quan ngày, là được càn quét hết thảy địch. Khương Tầm tiếng tiếng giống giận, không ngừng vang vọng ở trong mật thất. Nhưng mà, người phụ thân không chống nổi 10 ngày, Uyên Thiên Ma Kiếm cũng không phải ngươi. Coi là tính thời gian, hôm nay đã là ngày thứ 8, người phụ thân, ta huynh đệ tốt. Hôm nay hẳn hồn quay về cửu tiêu. Còn như ngươi, thích hợp nhất kết quả chính là thân tử đạo tiêu chứ. Người trung niên hài hước hỏi ngược lại một tiếng, trong lời nói tràn đầy thắng lợi vui sướng tình. Đường đường thần võ điện, lại có thể đầu dựa vào ma tộc. Nam tử một tiếng than thở, thời khắc này hắn nhưng là không có sức xoay chuyển trời đất. Người đàn ông trung niên thân hình chớp mắt, cướp tới nam tử trước mặt, một trường đánh ra, hủy diệt diệt, lại là bể Khương Tầm đan điền. Để cho người bí mật ném tới sau núi đi, cho hắn thống khoái, lại tìm một chỗ chôn là được. Chỉ gặp chợt lóe một cái âm ma thiên thạch, chiếu sáng ban đầu cả tòa đen nhánh đại điện, ở đó chung quanh trên vách tường, quần ma bay lượn. Đây là, Uyên Thiên Tông môn nhân tại chiến đấu. Chuyện gì xảy ra, vẫn còn có nhân tộc tham dự chiến đấu. Diệp Thần chú ý tới, trừ ma tộc ra, còn có một cổ nhân tộc thế lực, vậy hướng Uyên Thiên Tông đưa ra ma chảo. Thịt sống mang chớp mắt, âm ma thiên thạch còn sót lại năng lượng đã chưa đủ, trước kia một phen đại chiến, đã đem thích góp mà đến năng lượng nhất kích tiêu hao. Đây là, ở đó chấp động hình ảnh hết hạn một khắc cuối cùng, nhân tộc vậy trí cường giả bóng người xuất hiện. Thế nào? Diệp Thần kinh hô thành tiếng ngay tức thì, Linh Nhi cũng là quay đầu lại nhìn về Diệp Thần. Là âm ma thiên thạch để cho ta thấy người xuất thủ tộc trí cường, hắn đến từ thần võ điện. Tuyệt đối sẽ không sai, trung niên kia người, nhân tộc chí cường giả, giữa eo đeo, chính là ít ngày nữa trước hắn tốn sức tâm lực tìm về thần võ lệnh. Ngươi nói gì sao? Rất hiển nhiên, trước kia hết thảy, Linh Nhi chưa từng mục đạt tới. Ta thấy được, ma tộc cùng thần võ điện, liên thủ bị diệt Uyên Thiên Tông, tựa hồ là vì một thanh kiếm. Một chuôi ma kiếm. Diệp Thần trầm giọng nói. Linh Nhi trầm mặc hồi lâu. Ngẩng đầu lên nói, ngươi biết không? Điều bí mật này muốn nói ra, có thể sẽ lật đổ trước mắt thiên cung chi địa liên minh thế cục. Ta quá ngây thơ rồi, lúc trước còn lấy là thần võ điện. Xem ra cái này hai cái tông môn, ở đó một thời kỳ chính là cá mè một lứa. Diệp Thần cau mày, tin tức này, phải cho biết Thiên Tuyết Tâm mới có thể, cũng may liên minh đại hội còn đã nhiều ngày.
Đây là thời kỳ thượng cổ huyết án, rất khó có chứng cứ để lại, chúng ta sợ là khó khăn kẻ dưới phục tùng. Đã rơi vào yên lặng âm ma thiên thạch, vậy theo vậy cuối cùng hình ảnh hạ màn như ngừng lại, nam tử bị phế đan điền ngay tức thì. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Thần kinh hô thành tiếng, bên người Linh Nhi nhưng là tò mò hỏi, ngươi nói là ai? Còn nhớ mới vừa cùng ngươi nói xương trắng quân đoàn sao? Cái đó cầm đầu nam tử, nếu như ta đoán không lầm, hắn chắc là Uyên Thiên Tông thiếu chủ. Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến bước chân, tiếng bước chân nặng nề. Ngươi nói là, hắn sao? Vậy xương trắng nam tử, tay cầm tàn kiếm, đã là dựng thân cùng Diệp Thần cùng Linh Nhi sau lưng. Hống! Một tiếng giống to, trong miệng răng nanh hiển lộ, giữ tợn cầm dậy kiếm trong tay nhận, hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, năm ngón tay nắm chặt, chính là tránh ra đối phương nhất kích, lại là từ trên người gỡ xuống một vật. Đây là, Linh Nhi nhìn Diệp Thần trong tay vẫy ngăm đen nhưng tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động chữa ma lệnh bài. Hẳn là vậy người của ma tộc lưu lại, cái này nam tử chém giết tới cuối cùng, lưu lại chứng cớ. Nhìn một kiếm này vung ra, ngã xuống như ngói vụn vậy tán lạc đại điện, Diệp Thần không khỏi có chút cảm khái. Uyên Thiên Ma Tông, vạn năm sau đó tiêu diệt, nhưng liền sau cùng đại điện đều là như vậy yếu ớt không chịu nổi, trừ cái này không tiêu tan chấp niệm ra, hẳn là cái này cái gọi là Uyên Thiên Ma kiếm dở trò quỷ. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, hắn từ vừa mới bắt đầu lầm vào cái này hắc ma nhai để, đưa tới xương trắng chàng trai chú ý bắt đầu. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì âm ma thiên thạch lên. Người nói là, Uyên Thiên Tông người còn sót lại oán niệm bị Uyên Thiên Ma kiếm nơi khu. Linh Nhi làm bộ liền muốn phá hủy cái này cổ xương trắng, nhưng là bị Diệp Thần cản lại. Có quỷ dị, để cho ta tới. Biết rõ trước mắt cái này xương trắng nam tử kinh khủng Diệp Thần, quyết định vận dụng một món khác thủ đoạn. Võ đạo luân hồi đồ. Ở Diệp Thần sau lưng. Một bộ sán màu vàng kim tranh sơn thủy cuốn từ từ bày, ở hắn sau lưng, không gian vậy bắt đầu vặn vẹo, như bánh xe hồi đồ bên trong cảnh tượng, lại bắt đầu cùng thực tế dần dần dung hợp. Người võ đạo luân hồi đồ, Linh Nhi hiển nhiên vậy phát giác võ đạo luân hồi đồ khác thường, đã bắt đầu chiếm đoạt không gian. Trước mắt xương trắng nam tử tựa hồ chỉ là giữ nguyên thuần túy nhất bản năng chiến đấu, thấy Diệp Thần né tránh mở ngay tức thì, chính là lần nữa nhắc tới tản kiếm tới. Diệp Thần khóe miệng vạch qua lau một cái độ cong, trúng kế. Một kiếm đâm thẳng, Diệp Thần ngay tức thì lắc mình, nam tử kia bóng người nhưng là sáp nhập vào sơn thủy tới giữa, lại cũng không gặp. Hợp, ngay tại Diệp Thần thúc giục khép lại võ đạo luân hồi đồ ngay tức thì, lau một cái lưu quang thoáng qua, Diệp Thần nhưng là tựa hồ sớm có phòng bị, trong tay Long Uyên Thiên Kiếm sử dụng. Một kiếm vung ra, huyết long thân rồng quanh quẩn, đem vậy lau lưu quang vây hãm trong đó. Uyên Thiên Ma Kiếm. Diệp Thần khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, xem ra hết thảy các thứ này thật đúng là cái này dở trò quỷ. Lúc trước có thể hoàn mỹ phục khắc Diệp Thần công kích, cái này các thủ đoạn, trừ cái này cái gọi là ma kiếm đang làm ma, vậy đừng không những thứ khác. Ngươi lúc nào biết, Linh Nhi lớn nháy mắt một cái nháy mắt, vốn đang lấy vì thế được không có thu hoạch, kết quả lớn nhất bảo bối vẫn bị tìm được. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Năm xưa cái này âm ma thánh điện đời trước cùng thần võ điện liên thủ, chính là vì cái này Uyên Thiên Ma Kiếm, diệt cả nhà cái loại này cử động, chỉ có cái mất nhiều hơn cái được dưới, mới có tức giận cử chỉ. Cho nên ta chắc chắn, bọn họ không có được như ý, nếu đào một mét vậy không tìm được, vậy liền thuyết minh Uyên Thiên Ma Kiếm nhất định ở một cái trên người, mà nam tử kia, là bị thần võ điện thiên quân cường giả tập sát. Vạn năm bất diệt kiếm ý. Khiến muôn vàn oán niệm bảo vệ cuối cùng Uyên Thiên Tông mặt tiền, cho đến ta, không, phải nói là cho đến âm ma thiên thạch xuất hiện. Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Nàng vỗ tay một cái, nhìn vậy còn đang thân rồng tới giữa quanh quẩn lưu kiếm mang màu trắng, một chỉ điểm ra. Vèo, đứa nhỏ giống như là mất đi căn nguyên vậy, hóa thành một chuôi tàn kiếm, rơi xuống đất. Người xác định. Đây là một chuôi tuyệt thế hung kiếm. Trước mắt yên lặng ở trên phế tích, là một chuôi lại phổ không qua lọt trường kiếm, toàn thân u trắng, lưỡi kiếm đều là xuất hiện mấy cái lỗ thủng, lúc trước đi qua cùng Diệp Thần đánh một trận, cũng chặt đứt một đoạn. Diệp Thần cũng có chút không nghĩ ra, lẩm bẩm nói, hẳn. Đúng không? Ta nếm thực tập hóa kiếm này. Nhiều lần suy tư,
Diệp Thần vẫn mở miệng nói, tên này đi qua vạn năm, trong đó năng lượng đã sớm 10 không tích chữ 1, nên vấn đề chừng mực. Ta vì ngươi hộ pháp, Linh Nhi trầm giọng nói, càng cái loại này thời khắc, càng khinh thường không được. Thu hồi Long Uyên Thiên Kiếm, Diệp Thần thần niệm lộ ra, phụ tại tàn kiếm bên trên, tiến vào ký ý thức bên trong. Đây là một mảnh hỗn độn chưa phân thế giới, bầu trời bên trong tinh thần quanh quẩn, ngày cùng tháng đồng huy, thiên địa tương liên tiếp, chưa từng xa thấy cuối. Ở nơi này một phiến bao la mặt đất bên trên, một chuôi hung kiếm mai một tại trong cát vàng, một nửa chuôi kiếm thưa thớt nặng chiếu rọi. Ngay tại Diệp Thần đến trong nháy mắt, thanh âm già nua vang vọng ở giữa thiên địa, người rốt cuộc đã tới. Tình cảnh lại lần nữa biến ảo, Diệp Thần dưới chân cát vàng cuốn lên, tàn kiếm phóng lên cao, tách ra ra vạn trượng hung mang, tí ti khí thì toái tinh vẫn tháng, ánh nắng vẩy chiếu tại Diệp Thần đầu vai, gió nhẹ lướt qua, đếm đạo kiếm mang đem hai cánh tay vặn tổn thương. Kinh khủng như vậy kiếm ý. Diệp Thần ngay tức thì chính là vết thương khắp người, trong gió hàm chứa kiếm ý trong lơ đãng phất qua, đều là để cho hắn khó mà ngăn cản. Âm ma thiên thạch, lại là một hồi già nua kêu gọi, giống như là nhớ lại đã từng là chấp niệm. Uyên Thiên Ma Kiếm vốn là Uyên Thiên Tông phong ấn thần vật, ma tộc tàn sát Uyên Thiên Tông, cái này vạn người bất khuất oán niệm khó tiêu. Uyên Thiên Ma Kiếm kiếm linh đều là bị cái này chấp niệm ảnh hưởng. Diệp Thần thầm nói một tiếng không ổn, cái này trùng tiêu kiếm ý, không chỗ phát tiết. Hư linh thần mạch, mở. Diệp Thần lui về phía sau ngay tức thì, cả người đã thành người máu, Linh Nhi hiển nhiên cũng là cảm thấy dị thường của hắn, lúc này mới biến dạng không gian chạy tới. Võ đạo luân hồi đồ. Diệp Thần toàn lực thúc giục võ đạo luân hồi đồ, sau lưng bức họa lần nữa từ từ mở ra, trước người hắn đầy trời cát vàng bay lượn, kiếm gió tàn phá, phía sau là cao sơn lưu thủy, điểu ngữ trùng minh. Dung. Một tiếng quát to, Diệp Thần quanh thân không gian bắt đầu sụp đổ, cả thế giới hóa thành một khối mảnh vỡ bạo tán, cắt kim loại ở hắn trên thân thể, đỏ thấm kích động ra. Bầu trời một góc vỡ vụn. Xem có thể đạt được mặt trời nóng rực cũng là ở trong mắt bắt đầu xuất hiện vết rách, thẳng đến vỡ nhỏ, cả thế giới bị hắc ám bao phủ. Hô! Diệp Thần vừa nhớ tới thân, đầu óc bên trong lại truyền tới một hồi đau nhức, vạn kim đâm tim cảm giác, nhất thời truyền tới. Hụ hụ! Một ngụm máu tươi hụ ra, Diệp Thần ý thức một số gần như tan vỡ. Nếu không phải võ đạo luân hồi đồ, chúng ta đã chết ở kiếm kia mộ trong. Linh Nhi trầm giọng. Vội vàng đỡ dậy Diệp Thần. Ta cũng không biết, vạn năm năm tháng ăn mòn, lại liền kiếm linh đều là bị oán niệm phụ thân, cầm ta làm ma tộc. Diệp Thần cười khổ một tiếng, liền vậy thế giới đều là chưa từng thấy rõ, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Võ đạo luân hồi đồ. Nghỉ ngơi liền nửa khắc, Diệp Thần lần nữa đứng dậy, gọi ra liền võ đạo luân hồi đồ. Hống. Một tiếng gào thét, đồ không lộ vẻ, tiếng đã tới. Vô cùng dày đặc kiếm ý đã truyền đến cảm giác bị áp bách. Diệp Thần sau lưng võ đạo luân hồi đồ bên trong, không còn là lúc trước bức kia sơn thủy lượn lờ, điều ngữ trùng minh cảm giác, chỉ gặp hiện tại hắn sau lưng, tự thành một phiến thế giới, phồn tinh tô điểm bầu trời đêm, sinh ra vô số rừng rậm. Vạn trượng dãy núi cát vàng tre, trên hư không sông lớn nước chảy ngược. Một chuôi tuyệt thế hung kiếm, đảo huyền cùng mặt trời nóng rực dưới, ánh mặt trời vẩy chiếu trên đó. Lạnh lẽo sát ý đem đầy trời giọt mưa đông. Chỉ là liếc nhìn lại, Diệp Thần chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền liền Linh Nhi, cũng là bị trước mắt thiên địa dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Cái này, Linh Nhi sau một lúc lâu một tiếng thở dài, đây tuyệt nếu ai đặt chân, người đó phải chết. Diệp Thần cũng là sâu sắc cho là đúng, có thể làm một đạo lá bài tẩy. Kiếm này là ma kiếm, hoàng ma thiên kiếm cũng có ma thuộc tính, nếu như kết hợp. Cũng hoặc là luyện hóa dung hợp, sợ rằng không thua luân hồi thiên kiếm. Bất quá, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Hắn vốn định luyện hóa Uyên Thiên Ma Kiếm, nhưng là bị ngập trời kiếm ý cùng oán niệm thiếu chút nữa cắn trả, đành phải đem phong ấn trong đó, chờ đợi ngày sau bàn lại. Thu hồi võ đạo luân hồi đồ, liền liền thời khắc này Diệp Thần bổn tôn, trên mình đều là mơ hồ có sát ý tứ tán. Lệnh bài kia thu xong. Nói không chừng ngày sau có thể phái trên trọng dụng. Diệp Thần nhìn trong tay mình vậy chữa ma lệnh bài, đem nhận được luân hồi mộ địa bên trong, cùng Linh Nhi cùng đi ra cái này Uyên Thiên Tông chi địa. Cũng không biết tôn lão bây giờ tình huống như thế nào, cái này Uyên Thiên Tông sự việc,
đã làm trễ nãi không ít thời gian, ta lo lắng. Linh Nhi cau mày, cái này hắc ma nhai để, ám vô thiên ngày, ẩm ướt âm lãnh, nếu như trọng thương khu, chỉ sợ là cục hẳn phải chết. Như tôn lão đã bỏ mình, ta liền ở chỗ này là hắn lập bia, nếu như còn có một hơi thở còn sót lại, vậy thì có cứu, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Diệp thần tiếp tục tiến về phía trước ở nơi này bao la hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, hắc ma nhai bên trên, âm ma thánh điện cao thủ đã phân bố chung quanh, thời khắc chờ Diệp thần đi lên. Phó điện chủ, hết thảy đã an bài sắp xếp xong, liền các người mắc câu. Bóng người kia gật đầu một cái, chưa từng nhiều lời. Một đạo màu máu trường bào bóng người cấp tốc tới, hướng về phía người nọ nhẹ khẽ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, lần này cầm ngươi gọi trở về, là Uyên Thiên Ma Kiếm có tung tích. Người đến kinh ngạc phân nửa, chợt yên lặng. Ngươi nói là, ở nơi này hắc ma nhai. Sau một lúc lâu, bóng người kia mở miệng hỏi nói. Âm ma thánh tổ gật đầu một cái, vậy luân hồi chi chủ khí vận còn thật là đáng sợ, âm ma thiên thạch cũng ở đây trên người hắn. Hắn bên người có cái sở trường không gian bia linh, cho nên tìm ngươi trở về, làm sao cũng phải đem cái này luân hồi chi chủ bắt lại. Người phía dưới tìm bọn họ tung tích, một có tin tức, chúng ta liền đánh tiếp, ở bên ngoài giải quyết, động tĩnh không nhỏ, dính dấp xảy ra cái gì, sẽ không tốt. Âm ma thánh tổ con người gắt gao ngắm nhìn hắc ma nhai xuống vực sâu, ánh mắt bên trong tàn nhẫn cùng khao khát cùng tồn tại. Lại một ngày, vẫn là không có chút nào rơi xuống. Mù quáng tìm hồi lâu, ở nơi này phương vị khó phân biệt vực sâu để, hai người đều là con ruồi không đầu vậy loạn đụng. Tôn linh thiên tộc vậy các thủ đoạn, ta có thể hay không thi triển. Diệp thần ủ rủ cúi đầu, càng trễ nãi một phần, tôn linh thiên tộc tôn lão chính là hơn một phần nguy hiểm. Linh Nhi lắc lắc đầu nhỏ, thở dài nói, tôn linh thiên tộc sở dĩ thần bí, chính là bởi vì cái này tiên tri biết trước thiên phú, người nếu có thể thi triển, vậy còn liền được. Nói đạt tới nơi này, Linh Nhi nhưng là đột nhiên giật mình một cái, đúng vậy, bọn họ nhất tộc thiên phú. Diệp thần chăm chú nhìn, nhìn Linh Nhi, trước mặt bé gái tựa hồ nghĩ tới điều gì, đi qua đi lại. Ngươi muốn, tôn linh thiên tộc có thể tiên tri biết trước, như vậy ngươi xuống tìm hắn chuyện này, trong sâu thẳm, hắn phải chăng cũng có thể biết được. Nếu đây là một con đường sống, như vậy hắn há có thể không lưu cho mình một cái đường lui. Diệp thần nghe vậy. Trước mắt sáng lên. Nhất định có cái gì chi tiết mình chưa từng chú ý tới. Đúng rồi, vậy tàn phá hồ lô mảnh vỡ, lúc trước Diệp thần trở lại U Thiên Cổ Thành vòng ngoài lúc đó, thấy vậy tàn viên, nơi nhặt lên nửa khối mảnh vỡ. Vội vàng sờ một cái quanh thân, hắn tự áo quần lót trong bên trong, móc ra nửa khối rách dưới hồ lô mảnh vỡ. Mau, giọt một giọt máu tươi. Diệp thần nhẹ khẽ gật đầu. Đầu ngón tay một giọt máu tươi rơi ở tàn phiến bên trên, hồ lô kia mảnh vỡ giống như là có cảm ứng vậy, chậm rãi bay lên, hướng phương xa bay đi. Đuổi theo. Diệp thần cùng Linh Nhi nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng đi theo mảnh vụn phương hướng, vội vã đi. Phó điện chủ, thánh tổ, đã tìm được tung tích của bọn họ. Âm ma thánh điện mai phục ở hắc ma nhai vùng lân cận tất cả cao thủ, đều là vì vậy một lời mà chấn động. Huyết sắc kia trường bào bóng người tay áo vung tay lên, nhất định phải bắt giữ cái này luân hồi chi chủ. Hai mươi mấy đạo nhân ảnh kích động ra, tất cả đều là bách giả cảnh cường giả, lại tất cả đều là bách giả cảnh hậu kỳ. Chúng ta vậy đi thôi. Âm ma thánh tổ hướng về phía người bên người ảnh thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng, vỗ vỗ bóng người kia bả vai, mình dẫn đầu xông về hắc ma nhai để. Hình ảnh quay về. Chắc là ở phụ cận đây không sai, Linh Nhi. Chia nhau tìm. Rách dưới hồ lô mảnh vỡ chỉ thị Diệp thần đi tới khe núi này bên trong, chính là lại không ba động. Hai người đem khe núi này rừng rậm lật cái để hướng lên trời, cũng không gặp tôn lão bóng người. Kỳ quái, rõ ràng biểu hiện là ở chỗ này, chẳng lẽ là ở phía trên. Diệp thần tròng mắt nâng lên, nhìn trước mắt vách núi trên tàn chi đoạn mộc, hắn trôi lơ lửng lên. Linh Nhi vậy theo sát phía sau. Ở chỗ này. Một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng, Diệp thần theo Linh Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, một bụi giữa sườn núi nhô ra trên cổ thụ, tôn lão bóng người như ẩn như hiện. Thương thế như thế nghiêm trọng. Linh Nhi nhìn về cụ già, trên mặt tái nhợt lau một cái ẩm ướt đất bùn vết bẩn che đi mặt mũi, vậy tả tơi ẩm ướt áo vải bên trên, hai tay đụng chạm đi, tràn đầy lạnh như băng cảm giác,
trước ngực một cái thấu rầm rề lỗ máu sớm đã không lại chảy máu. Mỗi ngày sáng sớm ngưng tụ giọt xương ở chỗ này hội tụ, chỗ vết thương đã mục nát, tản ra từng cơn tanh hôi. Trên mình các nơi lớn vết thương nhỏ mấy trăm vượt quá, đều đã tím bầm, hai tròng mắt đóng chặt, hơi thở cũng đã hoàn toàn không có. Diệp Thần vội vàng thi triển bát quái thiên đan thuật pháp và thiên tiên cá chép sao, nhẹ nhàng đè ở Tôn lão trên trán, dịu dàng ánh sáng bắt đầu ở cụ già quanh thân lưu chuyển, một đạo, hai đạo, ba nói. Hắn giữa trán đã có chén lớn mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra. Chỉ có thể ba đạo sinh mạng mang, lúc trước kiếm kia ý, tổn thương thức hải, tinh thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần không do dự nữa, phá vỡ ngón tay, đem mình máu dưới vào Tôn lão trong miệng. Đồng thời sử dụng linh bia, hồi phục lực kết hợp luân hồi huyết mạch chữa trị. Ba đạo quang mang lưu chuyển, Tôn lão vết thương trên người bắt đầu chậm chạp khép lại, liền liền thân thể nhiệt độ, cũng là dần dần ấm trở lại. Chỉ có thể tạm thời trì hoãn sức sống, nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh, tiếp tục chữa trị. Ổn định thương thế, Diệp Thần đem Tôn lão an trí ở nguyện vọng thiên tinh bên trong. Tôn lão vậy đóng chặt hai tròng mắt bên trên, lông mi mau nhẹ nhàng động một cái. Nhưng vẫn không có tỉnh lại hình dáng. Diệp Thần. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xoay người rời đi để gặp, Linh Nhi nhưng là trầm giọng nói. Âm ma thánh điện những người này, thật là âm hồn không tiêu tan. Trong mắt đông lại một cái, Diệp Thần mở miệng nói, không thể địch lại được, rút lui trước. Hư bia, vết nứt không gian, mở. Hai người cùng chui vào kẽ hở không gian bên trong, trước mặt chữ thập không gian chậm rãi khép lại. Một giây kế tiếp, hai bóng người không hẹn mà cùng xuất hiện ngay tại chỗ. Cực kỳ quỷ dị không gian năng lực, màu máu trường bào bóng người bên cạnh, một bóng người nhàn nhạt mở miệng nói, thái chân cảnh có tài nghệ như vậy, tuyệt không khả năng, cái này luân hồi chi chủ trên người có quá nhiều bí mật. Âm ma thánh tổ nhưng là cắt đứt hắn, nói, bắt rồi hãy nói, bọn họ chạy không xa. Hai mươi mấy đạo nhân ảnh, văng tứ tán. Âm ma thánh điện cái lão già đó cũng tới. Linh Nhi đối với âm ma thánh tổ mùi vị, rất là quen thuộc, trước kia không gian bên trong, xuất hiện hắn bóng người. Xem ra hôm nay là đi chưa xong, Diệp Thần con người đông lại một cái, nặng nề nói. Linh Nhi cảm giác chung quanh hư không lực, suy tính chốc lát nói, ta tới dẫn ra bọn họ, người vận dụng hư bia và trận tự quyết bày đại trận, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không cùng Diệp Thần phản ứng, Linh Nhi chính là biến dạng hư không rời đi. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như vận dụng trận pháp và hư bia, đem những người này dẫn nhập võ đạo luân hồi đồ sẽ như thế nào? Dẫu sao võ đạo luân hồi đồ thế giới nhìn như phong ấn uyên thiên ma kiếm và vậy xương trắng cường giả. Một chỗ khác, hư không kẽ hở từ từ mở ra, Linh Nhi bóng người từ trong vừa nhảy ra, nàng hai tay chắp sau lưng, nhìn mọi người một cái, sau đó làm một mặt quỷ, nhàn nhạt nói. Thua thiệt các ngươi vẫn là thất lạc thời không một khối cường giả, ta xem, tạm thời gọi các ngươi là heo, lại vẫn không có phát hiện ta. Động tác chậm như vậy, kêu âm ma thánh heo tính. Ba đạo bách giả cảnh hậu kỳ cường giả nghe được thanh âm, ngay tức thì đồng loạt ra tay, cường đại sức lực gió mở lên che lồng ở khe núi sương mù dày đặc, một chút nàng âm ánh chiếu trong đó. Đáng tiếc, vậy đạo thon nhỏ bóng người, đã nhảy vào hư không kẽ hở bên trong, không thấy bóng dáng. Ba đại cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, nói truy đuổi. Những người này đều là ba người một tổ, tụ tập lại. Linh Nhi cũng là khá là nhức đầu, đứng ở trên cổ thụ bóng người thở hổn hển. Dưới tình huống này, hư không tê liệt thủ đoạn, tối đa còn có thể thi triển 5 lần, có thể đưa tới nhiều ít coi là nhiều ít đi. Tạm thời tới giữa, cả tòa sương mù dày đặc khe núi bên trong đều là hiện đầy Linh Nhi như chuông bạc châm chọc tiếng. Âm ma thánh heo không hổ là heo, lại có thể bị ta một người đùa bỡn xoay quanh. Các ngươi làm sao đần như vậy à? Cùng lúc đó, một bóng người dựng thân tại khe núi bên trong, nghe trong tai truyền tới châm chọc tiếng, trên mặt hắn không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, nhàn nhạt nói có ý tứ. Ta đây muốn xem, người đang chơi thủ đoạn gì? Âm ma thánh tổ bóng người cũng là thời gian đầu tiên xuất hiện ở Linh Nhi biến mất địa phương. Nói, tùy ý biến dạng nơi này không gian, lấy ngươi lực lượng, hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Như đã nói qua, bàn về đối không gian phép tắc cảm ngộ, con bé này lại vẫn muốn tại thiên quân bên trên, thật đúng là khủng bố. Hô,
Linh Nhi bóng người xuất hiện ở Diệp Thần bên người, thân thể cũng có chút ảm đạm, chỉ gặp Diệp Thần đưa lưng về phía nàng, hướng về phía phác họa ra đường vân khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, trận tự quyết thi triển kết thúc sau đó, Diệp Thần lúc này mới đứng dậy. Trận tự quyết, thâu thiên hoán nhật trận pháp, khải. Vậy đường vân chớp mắt rồi biến mất, cảnh tượng trước mắt, cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Diệp Thần không xác thực định ở chỗ này thi triển trận tự quyết có thể hay không bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, nhưng dưới mắt đã không có lựa chọn. Không gian thần hoa hắn cũng không toàn bộ mang đi, hẳn còn có một phần chia che đầy hiệu quả. Tới, cho không được Diệp Thần lấy hơi, từng trận tiếng xé gió vang lên, bọn họ hai người chung quanh, mười mấy tên cường giả đã đem hắn vây quanh vây khốn, mắt lộ ra hung mang. Chạy, còn có khí lực chạy sao? Một tên hắc y nhân châm chọc nói, đối Linh Nhi trước kia giễu cợt, còn lấy màu sắc nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy thì tử chiến. Trong tay Long Uyên Thiên Kiếm sử dụng, một tiếng thanh thúy long ngâm tiếng huýt sáo vang vọng ở sương mù dày đặc khe núi bên trong. Chỉ thủy chi đạo, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần thấp giọng quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hơi ra nén đến mức tận cùng nổ tung kiếm quang. Long Uyên Thiên Kiếm lúc này hóa thân thành từ từ dâng lên Thái Dương, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai lên tới Vân Tiêu, ào ào màu vàng thần quang xua tan hết thảy. Một kiếm này bát hoang chấn động, trăm nghìn mây trôi đều là thần binh. Diệp Thần một người chính là một cái kinh thiên thế lực, kim quang lóng lánh, thiên uy cuồn cuộn. À, âm ma thánh điện vây truy đuổi trận đoạn mà đến cường giả, thực lực khó khăn lắm đạt tới bách giả cảnh trung hậu kỳ trình độ cường giả. Ở nơi này không khác biệt nhất kích dưới, tất cả đều mất mạng. Tạm thời tới giữa, vô tận bóng tối rừng rậm khe núi, cường giả máu mắc màu lót, Diệp Thần trong tay nắm thật chặt Long Uyên Thiên Kiếm, khẽ run. Một kiếm này, mặc dù chém giết không ít cường giả, có chừng 7-8 đám người, thế nhưng người còn sống sót, mới là âm ma thánh điện chân chính chủ lực. Mà đi qua liên tục đại chiến Diệp Thần, vốn là bị thương trên người, hôm nay một kích này, linh lực trong cơ thể một số gần như thiếu hụt. 12 đại thánh tập nã Diệp Thần, những người còn lại đám người, phong tỏa hư không, nhìn chăm chú vào bên người hắn cái đó bé gái. Màu máu trường bào thời gian đầu tiên chạy tới hiện trường, thanh âm khàn khàn phân phó nói, ở bên người hắn, một đạo thân ảnh đứng yên. Sẽ hay không quá quá hưng sư động chúng, bất quá chỉ là một thái chân cảnh tiểu tử mà thôi. Âm ma thánh tổ bên người bóng người nhàn nhạt mở miệng. Người đây không khỏi có một bộ buồn lo vô cớ bộ dáng. Cái này, cũng không chỉ là như vậy đơn giản. Hắn nhưng mà luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch người có. Âm chắc chắc thanh âm vang vọng ở khe núi bí mật trong rừng, nhìn phía dưới vậy đã bị vây khốn hai người. Diệp Thần, làm thế nào? Bé gái bộ dáng Linh Nhi nhìn không ngừng đuổi tới nơi đây trận đoạn đuổi giết âm ma thánh điện đám người, trầm giọng nói. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm tiếng tiếng gầm nhẹ, hắn bước chân nhẹ nhàng đi về sau xê dịch mấy bước, nói còn chưa phải lúc, chỉ có một điểm này mà người, cái đó âm ma thánh điện người phía sau màn còn chưa hiện thân, khẳng định núp trong bóng tối. Được đem hắn đưa ra mới được. Ngay tại Diệp Thần hai người bàn kế sách để gặp, âm ma thánh điện 12 vị bách giả cảnh hậu kỳ cường giả đồng loạt tới, uy áp kinh khủng đem chung quanh không khí đều là đọng lại. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần, người cầm đầu, trường sam màu trắng ống tay áo bên trên, tơ vàng đường vân âm thanh rõ ràng gặp, ở hắn sau lưng, 11 người tất cả đều như vậy. Âm ma thánh điện còn có dấu như vậy nhân vật. Cảm thụ 10 trên người hai người truyền tới khí tức kinh khủng, màu trắng kia trường sam dưới, chưa từng chút nào sức sống truyền tới, ở Diệp Thần trong mắt, cái này 12 người đám người, phảng phất là lạnh như băng máy giết người. Một chút nào. Không mang theo chút nào cảm tình sắc thái, bọn họ là giết hết thiên hạ mà sinh cối xay thịt. Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, ngay tại hắn cần phải có động tác ngay tức thì, 12 người đám người đã phân biệt dựng thân tại Diệp Thần 12 phương vị, 24 mục chăm chú nhìn hắn nhất cử nhất động, một khi có chút dị động, trong phút chốc sẽ bị đánh chết. Đinh! Trong tay Long Uyên Thiên Kiếm lộn, trong phút chốc 12 đạo phân bố sát cơ vầng sáng trắng đã hướng Diệp Thần tới, muốn chém hắn thủ cấp. Trần Bia, xích trần thần mạch cho ta mở ra. Xích trần thần mạch mở một cái, một bộ hoàng kim chiến giáp, bao trùm ở Diệp Thần trên mình. Vậy 12 đạo sát phạt kim quang, đánh vào chiến giáp trên, nổ lên sao hỏa, đem chiến giáp đánh xuyên,
nhưng sát phạt tình thế cũng vừa tốt hết, kim quang tiêu tán đi. Hô, Diệp Thần thở ra một hơi dài, cực kỳ kinh khủng sát chiêu, liền xích trần thần mạch chiến giáp đều là trong phút chốc vỡ nhỏ, hắn nhìn quanh thân vậy sâu có thể tận xương 12 vết thương, cho dù là cuối cùng mở ra linh bia hồi phục lực, vẫn là khó mà ngăn cản. Nếu như là một người trong đó, Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin chém chết. Nhưng 12 người, Diệp Thần rất khó đối kháng. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân dâng lên tí tí xương trắng, vậy vết thương dễ sợ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cầm đầu bạch sam nam tử thấy vậy, giữa lông mày không gặp bất kỳ thần sắc. 12 trận ảnh sát. Ngày trời lượn quanh cuối, 12 cần trường kích bay lượn, mỗi một cần tuyệt thế hung kích bên trên, đều là hàn mang đốm nhỏ tô điểm. Khải. Bạch sam nam tử trong miệng lãnh đạm một tiếng, vậy tinh điểm hàn mang đột nhiên đường nối che trời, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, tinh thần xen lẫn, lóa mắt hàn mang dưới, mỗi một người dữ tợn khuôn mặt dược nhiên trên mặt. Tinh mang dưới, 12 mặt như thư sinh bóng người nghiêm túc đứng, trong tay trường kích đứng gần, mặt đất bên trên, một chút hắc vụ bay lên. Trên bầu trời, tinh mang chiếu sáng. Mãnh liệt tương phản làm Diệp Thần trong lòng đông lại một cái, không đợi hắn hành động, 12 người bóng người chính là xông trận tới. Vèo. Tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm tiếng chuông đón đỡ đi một người đâm thẳng mặt trường kích, sau lưng sát kiếp đã tới. Đinh. Một tiếng giòn giã, Linh Nhi cũng là vội vàng gia nhập chiến trận, tay non nớt phúc nổi lên lau một cái tháng xương vẻ, đem vậy ban đầu đâm về phía Diệp Thần sau lưng một kích miễn cưỡng chấn động đi. Trận pháp này có cổ quái, ta tới giúp ngươi. Linh Nhi mặt đẹp run lên, cùng Diệp Thần lưng tựa lưng tác chiến, một vòng xông trận kết thúc, 12 thân người ảnh mỗi người trở về vị trí cũ, vẫn là nghiêm túc đứng. Cầm đầu bạch sam nam tử lãnh đạm một coi. Vẻ mặt bên trên lần đầu tiên hiện ra lau một cái cuồng dã vẻ, liếm môi một cái ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cùng Linh Nhi đầu vai bên trên, một ngụm máu tươi bão tố bắn ra. Tại sao? Diệp Thần khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt, lúc trước vậy 12 người sát chiêu cũng đã là toàn bộ đón đỡ liền đi, giờ phút này vẫn là bị tổn thương. Tí tí bay lên hắc vụ, từng luồng chui vào hai người vết thương bên trong. Vậy đỏ tươi vẻ dần dần diễn hóa thành hắc, thấu xương đau chui vào đầu óc. Hủy diệt đạo ấn lực lượng. Những người này đều đang nắm giữ hủy diệt đạo ấn, hơn nữa hủy diệt đạo ấn tầng số còn không thấp. Mặc dù Diệp Thần hủy diệt đạo ấn rất mạnh, nhưng cái này 12 đạo hủy diệt đạo Inca cầm dưới, hơn nữa cảnh giới, còn thật không cách nào phá cục. Linh Nhi thời khắc này tầm mắt có chút mơ hồ, thân thể cũng là bộc phát nặng nề, nàng ánh mắt nhìn thẳng thương khung. Dù gì nói, là cái này tinh mang dở trò quỷ. Diệp Thần có độc bia, tự nhiên không sợ. Hắn nhìn một cái Linh Nhi, vốn định thi triển thiên tiên cá chép sao, nhưng căn bản không có cơ hội. 12 người đám người xông trận, lần nữa tập sát tới. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, tí tí hắc vụ vòng mặt đất bên trên, một chút bóng đen cấp tốc mà qua. Hống! Một tiếng chấn triệt chân trời gầm lên, 12 người xông trận sau đó. Diệp Thần vai trái chỗ, thấu lượng lỗ máu mịch mịch xông ra đỏ tươi, tinh mang chiếu rọi xuống, phá lệ chói mắt. Thì ra là như vậy. Diệp Thần lãnh đạm con người đông lại một cái, nhìn dưới chân không ngừng bay lên tràn vào thân thể mình hắc vụ, giờ khắc này, hắn đã là hắn tìm được một con đường sống. Đến đây chấm dứt. Diệp Thần lần nữa đứng dậy, đem trong ngực Linh Nhi nhẹ nhàng một trường đẩy ra, lần nữa ngước mắt, cả người quanh thân tản ra sát ý vô tận. Xem ra cũng nên mượn âm ma thiên thạch lực lượng. Ngập trời ma ý hạ xuống, làm được chỗ tối bóng người cả kinh. Người này nếu là có thể là chúng ta sử dụng, có lẽ xưng bá thái thượng thế giới cũng không quá đáng. Một đạo thanh âm khàn khàn cắt đứt hắn, khặc khặc, đừng ý nghĩ hảo huyền, uyên thiên ma kiếm tới tay, là được tái hiện tộc ta huy hoàng. Đạo thanh âm kia từ chối cho ý kiến, chăm chú nhìn mong xuống phía dưới sát ý ngập trời Diệp Thần. Long Uyên. Huyết long, chém. Một đạo màu máu ánh sáng từ Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trong phún ra ngoài, chói mắt kiếm mang hóa thành một cái màu máu cự long há mồm liền hướng trên hư không tinh mang đan vào lưới lớn cắn xé đi. Hừ, kiến càng hám cây, ta thực lực xa ở trên ngươi. Cầm đầu bạch sam nam tử một tiếng hừ lạnh, 12 ảnh sát trận là do thượng cổ hung kích liền quyết xen lẫn mà thành, ta thừa nhận kiếm ngươi thức uy năng không tầm thường,
nhưng tuyệt không khả năng phá trận. Đây là thuộc về duy nhất 12 đại thánh sát chiêu, chết ở hắn xuống cường giả vô số, bạch sam nam tử đối với một cái thái chân cảnh tiểu tử, từ nhìn hờ hững. Hống! Đúng như dự đoán, một tiếng thê lương hống tiếng vang lên, huyết sắc kia cự long bị đột nhiên ngưng tụ tinh võng trói buộc, mãnh liệt uy áp trói buộc lực, đem cự long nhất kích miễn cưỡng chen thành phấn vụn. Không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu bạch sam nam tử đối với lần này tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, chợt liền muốn phân phó còn thừa lại 11 người đám người lần nữa xông trận, chỉ cần lại một vòng, Diệp Thần liền hội thần hồn vẫn diệt. Ngay tại bạch sam nam tử dậy sát niệm ngay tức thì, vậy ban đầu vỡ nhỏ màu máu cự long nhất kích, hóa thành đầy trời quang vũ, chấm tinh mang bạo tản ra, phụ với tinh võng bên trên. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, một tiếng khẽ quát. Liền lấy vì các ngươi có hủy diệt đạo ấn, hư bia, hủy diệt đạo ấn, kết, không gian chiếm đoạt. Trên hư không chấm tinh mang ở Diệp Thần hủy diệt đạo ấn ra chỉ dưới, đem vậy tinh võng chấm chiếm đoạt đi. Bạch sam nam tử thấy vậy, đầy mặt kinh hãi, nói, làm sao có thể, 12 ảnh sát trận giống vậy ẩn chứa có hủy diệt quy tắc lực, làm sao sẽ. Trong mắt hàn mang chớp mắt, hắn nhìn về một bên Linh Nhi, nói, không gian quy tắc, nguyên lai là nàng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tinh mang xen lẫn mà thành trên bầu trời, tinh màu đen lửa mang giấy lên cả ngày màn sáng, đem cả ngọn núi giản rừng rậm không gian đều là sống sinh đốt thủng đi. Từ trên xuống dưới, giấy lên màu đen nghiệp hỏa, ở đó ám vô thiên ngày hắc ma nhai để. Giết hắn! Cầm đầu nam tử trong tay trường kích đưa ngang một cái, làm bộ liền muốn là hướng Diệp Thần liều chết xung phong đi, nhưng là bị một đạo không gian chảy loạn trở đi thân hình. Đáng chết! Cái này mảnh không gian bị quy luật lực xuyên thủng, gió bão chảy loạn sẽ đem nguyên phiến hắc ma nhai chiếm đoạt, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ban đầu tồn tại không gian bị miễn cưỡng nốt thủng, lần đó nguyên bên trong không gian gió bão chảy loạn, đánh phải một cái cũng sẽ là vết thương chí mạng. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có dấu như vậy hậu thủ. Cầm đầu bạch sam nam tử trong mắt híp một cái, hận không được đem Diệp Thần giết liền rồi sau đó mau. Nhưng dưới mắt hắn cũng không muốn cùng Diệp Thần chôn theo, chỉ có thể trước tiên lui ra nói sau. Thương khung không còn, Diệp Thần thân hình chớp mắt, nhanh chóng đến gần Linh Nhi, hướng về phía nàng nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm, Linh Nhi tái nhợt mặt đẹp bên trên cũng là thoáng qua một chút kiên cường, chợt đầu ngón tay pháp ấn chớp mắt. Hư bia, hư không kẽ hở. Lại là giống nhau một chiêu, tựa hồ Linh Nhi dùng hết khí lực cuối cùng, không khỏi thân thể mờ đi mấy phần, té xỉu trên đất. Diệp Thần nhanh chóng tiến lên ôm lấy trước mắt bé gái, nhìn trong ngực vậy trương non nớt gương mặt, hắn hướng kẽ hở bên trong phóng tới, cùng lúc đó, hắn sau lưng vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Ngươi sẽ không thật lấy là, thủ đoạn như vậy có thể chạy ra khỏi thăng thiên chứ? Diệp Thần quay đầu lại ngay tức thì, một đạo màu máu trường bào in vào hắn mi mắt, nhưng không được nhìn xa, lần nữa quay đầu, hắn nhìn trước mặt vết nứt không gian, ôm trước Linh Nhi chui vào. Lão bất tử, tạm biệt. Nhìn vậy dần dần khép lại vết nứt không gian, bên trong truyền ra một đạo châm chọc tiếng. Màu máu trường bào bóng người tà mị cười một tiếng, đầu ngón tay vạch qua lau một cái độ cong, chỉ gặp vậy lập tức phải đóng kín vết nứt không gian, miễn cưỡng ở một khắc cuối cùng, dừng lại khép lại khuynh hướng, tại chỗ để lại một người mới vừa tốt đủ người thông qua khe hở. Khặc khặc, giống nhau thủ đoạn, ở trên người ta cũng không sẽ có hiệu quả hai lần. Âm ma thánh tổ tay áo vung tay lên, hướng về phía 12 người đám người mở miệng nói, đuổi theo, giết chết không bị tội. Chợt không cùng đám người đáp lại, tự thân biến dạng hư không dẫn đầu hướng vết nứt không gian bên trong đi. 12 đại thánh mắt gặp chủ tử cũng lên tiếng, cũng là theo sát phía sau, đi theo âm ma thánh tổ cùng bước chân vào vết nứt không gian bên trong. Ở sau đó, lại là có mấy đạo nhân ảnh đuổi theo. Có ý tứ. Đám người rối rít rời đi sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại chỗ, nhìn trước mặt vết nứt không gian, mấy bước đi ra, làm bộ muốn cùng mà vào, nhưng xoay người suy tư mấy phần, vẫn là lựa chọn người nhẹ nhàng trở lui. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Linh Nhi bóng người một đầu chồng vào trong cát vàng. Trận tự quyết thi triển thâu thiên hoán nhật trận pháp, thật có ngươi. Linh Nhi chẳng biết lúc nào, mở mắt ra, mắt to linh động con ngươi trong nháy mắt. Nhìn trước mặt Diệp Thần. Những tên kia, nhất định sẽ cùng tiến vào. Diệp Thần nói. Vừa dứt lời, ùn ùn kéo đến vang động chính là đi theo tới.
cường giả uy áp, hắn tới. Diệp Thần chăm chú nhìn, lặng lẽ chờ tiếp theo sắp phát sinh hết thảy. Âm ma thánh tổ bóng người cướp tới, màu máu trường bào ở nơi này cát vàng đầy trời địa giới bên trên tung bay, hắn dương mắt nhìn hết thảy trước mắt. Phồn tinh tô điểm bầu trời đêm, sinh ra vô số rừng rậm. Vạn trượng dãy núi cát vàng tre, trên hư không sông lớn nước chảy ngược. Một chuôi tuyệt thế hung kiếm, đảo huyền cùng mặt trời nóng rực dưới, ánh mặt trời vẩy chiếu trên đó, lạnh lẽo sát ý đem đầy trời giọt mưa đông. Uyên thiên ma kiếm. Âm ma thánh tổ thấy vậy, sắc mặt vui mừng, hướng vậy cũng treo ma kiếm cấp tốc đi. Ừ, rất nhanh hắn chính là phát giác không đúng, cái này trong thiên địa oán khí rất nặng, càng đến gần vậy ma kiếm vùng lân cận, không khí bên trong một món nhỏ gió mạnh thổi phất mà qua, đều là kẹp theo một chút kiếm ý. Vậy lượn quanh kiếm ý, đem hắn trường bào đều là cắn nát một góc, quanh thân từng đạo nhàn nhạt vết kiếm hiện ra. Không hổ là âm ma thánh điện điện chủ. Vậy thiếu chút nữa đem chúng ta thắt cổ kiếm ý, lại chỉ là ở hắn trên thân thể để lại nhàn nhạt vết kiếm. Linh Nhi mở to tròng mắt, nhìn trước mắt nóng rực ánh mắt toàn ở Uyên Thiên Ma kiếm trên bóng người. Diệp Thần nhẹ giọng nói, cái này là trước món thôi. Dứt lời, hắn thúc giục bên trong đan điền mình âm ma thiên thạch. Thời gian đầu tiên, âm ma thánh tổ cũng là cảm ứng được âm ma thiên thạch hơi thở, hắn ánh mắt đột nhiên ngắm nhìn hướng Diệp Thần chỗ ở phương vị. Có thể vậy nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng, lại lần nữa xuất hiện ở âm ma thánh tổ trước mắt. Cùng Diệp Thần trước kia trải qua, giống nhau như đúc. Một giọng già nua la lên, ma tộc, đem giết. Âm ma thánh tổ tròng mắt đông lại một cái, rất hiển nhiên, thượng cổ phát sinh một ít chuyện bí mật, hắn làm một tộc chi trưởng, tự nhiên vậy là biết, chợt uy nghiêm nói, vạn năm trước có thể giết ngươi nhất tộc, vạn năm sau một món oán niệm vậy vọng tưởng lật đổ. Thiên quân hơi thở trong phút chốc bùng nổ, nói ta liền tuyệt ngươi cái này nhất tộc sau cùng vọng niệm. Chân chính ma tộc hơi thở bạo tán, ngay tức thì đưa tới nguyên phiến thiên địa hỗn loạn, xa ở bên kia cuối Diệp Thần một ngụm máu tươi hụ ra. Ngươi không có sao chứ? Linh Nhi vội vàng hỏi. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay một cái, nói, võ đạo luân hồi đồ phong ấn thế giới gặp phải đánh vào, ta cùng nó một thể, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng đến. Không nghĩ tới thiên quân cường giả. Lại khủng bố như vậy. Ngay tại âm ma thánh tổ đối kháng oán niệm thời điểm, 12 đại thánh cùng âm ma thánh điện còn lại bộ chúng cũng là đồng loạt giết tới. Tựa hồ là cảm nhận được liền ở giữa thiên địa ma tộc ồ ạt xâm lượt, nguyên phiến bên trong không gian, oán niệm bộc phát nặng nề. Là thánh tổ đang chiến đấu. 12 đại thánh nhìn xa chân trời, vậy trùng tiêu ma ý tựa hồ đang tại đối kháng trước cái gì, cầm đầu bạch sam nam tử trầm giọng nói. Hỏa tốc tiếp viện, thân hình làm bộ liền muốn xông về trước mặt, mấy bước bước ra, nhưng là bị một tay cầm kiếm gãy xương trắng nam tử ngăn cản đường đi. Màu trắng trên mặt tái nhợt, một món nát vụn áo lót che đi khóe mắt, tả tơi vạt áo gần như không che thân, xương trắng nam tử từng bước tới, ở sau lưng, chính là mong vô tận mấy chục ngàn xương trắng chiến tướng. Đem người hắn vậy phong ấn ở cái này võ đạo luân hồi đồ bên trong, là vì đối kháng âm ma thánh điện. Linh Nhi quay đầu lại, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái này, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được ngày này. Diệp Thần cười khổ một tiếng, giải thích lộng khéo thành vụng thôi. Linh Nhi bĩu môi, nhìn vậy bị thượng cổ Uyên Thiên Tông dây dưa tới âm ma thánh điện đám người. 12 ảnh sát trận. Xương trắng nam tử một tiếng gầm nhẹ, trong tay kiếm gãy cua múa, sau lưng mấy chục ngàn xương trắng chiến tướng hóa thành từng luồng vầng sáng trắng. Đem nguyên phiến chân trời che đi, dày đặc xương trắng che đậy mặt trời. Mặt đất bên trên, căn căn tàn cốt tản ra lạnh lẽo sát ý, đem âm ma thánh điện 12 đại thánh ở bên trong tổng cộng hơn 20 đám người, khốn tại ảnh sát trận dưới. Xông trận. Theo xương trắng nam tử một tiếng gầm nhẹ, mấy chục ngàn xương trắng chiến sĩ đồng loạt giết tới. Cầm đầu bạch sam nam tử thấy vậy, một tiếng quát chói tai, một đám xương trắng cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Hào hùng linh lực phún ra ngoài, chỉ là sau một kích, mấy chục ngàn xương trắng mất đi thành tro. Hừ, cười lạnh một tiếng, bạch sam nam tử thần sắc kiêu ngạo chưa hoàn toàn nâng lên, chỉ gặp nam tử kia tay áo vung tay lên, xương trắng đại quân lần nữa ngưng kết. Mà vậy dày đặc xương trắng bên trên, chút hắc vụ bao phủ, bất diệt không tiêu tan. Âm ma thánh heo lão nhân kia, không phá được Uyên Thiên Ma kiếm bên trong kiếm ý, cái này Uyên Thiên Tông oan hồn. Là sẽ không tiêu tán.
Linh Nhi nhìn vậy bị mấy chục ngàn đại quân vây khốn hơn 20 đám người, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Diệp Thần ánh mắt, cũng là ngay sau đó nhìn về phương xa, âm ma thánh tổ chinh chiến địa phương. Giờ phút này âm ma thánh tổ dưới chân cát vàng cuốn lên, tàn kiếm phóng lên cao, tách ra ra vạn trượng hung mang, tí ti khí thì toái tinh vẫn thắng, kinh khủng kia kiếm cương, nhưng là chỉ ở trên người của đối phương để lại nhàn nhạt cạn vết. Uyên Thiên Tông tàn dư, mượn một chuôi ma kiếm vậy dám can đảm ngang ngược, hôm nay liền muốn ngươi cùng hoàn toàn chết. Âm ma thánh tổ một tiếng quát to, màu máu trường bào dưới, ma tộc hơi thở lộ ra không bỏ sót, trong cát vàng, thương khung dưới, vô số chuôi tàn kiếm đảo huyền, cần phải đem chém chết. Chính là huyễn tượng, cũng dám cùng ta tranh huy. Thân là trời quân cường giả âm ma thánh tổ đã sớm xem thấu đây là Uyên Thiên ma kiếm bên trong tàn xem, chỉ là một móng bổ ra. Bể hồn móng. Ba đạo sắc bén vết cào đem vạn kiếm hung mang chấn vỡ, khắc ở trên hư không. Một tiếng vang thật lớn, ngày cùng tháng hóa thành bọt nước, vạn kiếm đồng loạt kêu gào, đầy trời cát vàng thổi tan mặt trời nóng rực, chỉ có trường bào màu máu kia dựng thân tại hư không. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lời còn chưa dứt, trước mắt một chuôi toàn thân kẹp theo màu đỏ ma mang kiếm bảng to đã xuyên ngực mà qua. Thử! Tốc độ này quá nhanh, dù là thiên quân cường giả âm ma thánh tổ nhưng là không kịp né tránh, Uyên Thiên ma kiếm dính liền ma huyết, ánh sáng càng hơn. Âm ma thánh tổ bóng người người nhẹ nhàng trở lui, ma khu gây dựng lại, hắn cảnh giác nhìn trước mắt chuôi ma kiếm này. Màu vàng sậm chuôi kiếm vẻ, màu đậm đường vân lan tràn toàn bộ thân kiếm. Nhìn như rất có một loại vừa dày vừa nặng cảm giác, đỏ tươi thân kiếm tản mát ra nóng rực nhiệt mang, âm ma thánh tổ máu dính trên đó, ngay tức thì chính là bị bốc hơi đi. Ma tộc, đều là đáng chết. Trong thoáng qua, thân kiếm hóa thành người trung niên hình dáng, mái tóc dài bù xù, mặc màu xanh đen đoạn mặt trường bào, trên đó bởi vì chinh chiến nhưng là đỏ thẫm phân bố, giữa eo cột một cây màu mực long văn bạc mang, một đầu đen nhánh rậm rạp sợi tóc theo gió phiêu tán. Một đôi không lường được thâm thúy trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm âm ma thánh tổ. Khặc khặc, âm ma thánh tổ một tiếng nghiêm túc cười, oán niệm nhập vào người ma kiếm, đường đường Uyên Thiên Tông, lại là như vậy không chịu nổi. Âm ma thánh tổ vui mừng không sợ, vạn năm trước có lẽ hắn sẽ thấp nghi, nhưng dưới mắt, bất quá là tàn hồn ngự kiếm, có gì sợ. Thất lạc thời không một dãy ma tộc, đều là đáng chết. Lại là một tiếng quát chói tai. Người trung niên bóng người giết tới, xé trời kiếm ý hóa thành quyền mang, đánh mà hướng âm ma thánh tổ, mấy phen chiến đấu xuống, nhưng là liền trường bào màu máu kia đều không từng chạm đến. Hống! Một tiếng tức giận, không cam lòng hai tròng mắt dần dần mất đi thần thái, thay vào đó là nơi nơi đỏ bừng cảm giác. Lấy thân ngự kiếm! Một chuôi ma kiếm ngang trời xuất thế, hướng về phía âm ma thánh tổ sát phạt tới, mỗi một đánh kiếm mang thoáng qua. Trên hư không đều là thoáng qua một chút vết rách. Kiếm cương cũng có thể bể tan tành không gian. Âm ma thánh tổ bên ngoài mạnh bên trong yếu, thân hình chăn trở xê dịch không dừng được né tránh, thân kiếm linh sớm bị Uyên Thiên Tông oán niệm phai mờ, thời khắc này Uyên Thiên ma kiếm mặc dù khủng bố, nhưng cũng chỉ có phá hư bản năng. Đầy trời mưa máu. Chính là đem vậy tôn linh thiên tộc tôn lão thiên địa càn khôn phá vỡ khủng bố nhất kích, giờ phút này âm ma thánh tổ lần nữa thi triển ra. Trong thiên địa mặt trời gay gắt bị đỏ tươi thấm ướt, màu máu tinh nguyệt tô điểm ra muôn vàn sát ý. Chân trời cuối, tường vân không có ở đây, màu máu sấm sét nổ ầm xuống, từng đạo phách đánh vào Uyên Thiên ma kiếm trên thân kiếm, tí tí máu màu đỏ sương mù ở trên thân kiếm bốc hơi lên lên, một cổ vô hình đường vân hiện ra. Nguyên lai là khắc phù văn và cấm chế, âm ma thánh tổ trong mắt híp một cái, chợt một móng bổ vào trên thân kiếm, một tiếng ông minh truyền ra. Là ta sử dụng đi, thần phục với ta, Uyên Thiên ma kiếm. Âm ma thánh tổ một tiếng quát chói tai, vậy thương khung dưới, màu máu sấm sét tiêu tán, trong thoáng chốc cả thế giới tất cả đều bao phủ ở vô tận màu máu bên trong hư không bỏ ra liền tích tích lịch lịch giọt mưa. Mỗi giọt máu mưa rơi xuống, cũng đi đôi với vang khắp chân trời tiếng nổ, một giọt rơi xuống nổ ngoan thạch, hai giọt rơi xuống đánh xuyên sườn núi, thiên quân oai, không thể đỡ. Vô số mưa máu nhỏ xuống ở Uyên Thiên ma kiếm bên trên, vậy rõ ràng có thể thấy được đường vân, đang dần dần tiêu tán. Diệp Thần, lão nhân kia muốn xóa đi Uyên Thiên ma kiếm trên oán niệm. Linh Nhi cũng là ý thức được chuyện nghiêm trọng, một khi âm ma thánh tổ nắm trong tay Uyên Thiên ma kiếm,
trừ phi xem nhâm phi phàm như vậy tồn tại dáng thế, nếu không mảnh thiên địa này đem khó đi nữa mịch đối thủ. Nói không chừng sẽ trở thành là cái kế tiếp vô thiên. Đến lúc đó, Diệp Thần tất nhiên hơn nữa nguy hiểm. Đáng chết! Diệp Thần chắc chắn liền trong lòng tín niệm, vốn muốn mượn giúp võ đạo luân hồi đồ bên trong phong ấn Nguyên Thiên Ma Kiếm một lần hành động tiêu diệt cái lão gia hỏa này, cũng có thể giải khai oán niệm đối với võ đạo luân hồi đồ ăn mòn. Không ngờ âm ma thánh điện lão già kia lại như vậy khủng bố, mặc dù bị chút tổn thương, nhưng lại có thể phai mở Nguyên Thiên Ma Kiếm oán niệm lực. Tên này thực lực, khoảng cách cái kế tiếp cảnh giới nhỏ đột phá sợ rằng cũng không xa. Linh Nhi trầm giọng nói. Đầy trời mưa máu đã qua đời, cả tòa mặt đất trước mắt tan hoang, đá vụn bay cát tất cả đều thành phấn vụn, nguyên mảnh không gian bên trong đều là tràn đầy mãnh liệt mùi máu tanh, lúc trước núi kia thủy tiên cảnh, giờ phút này giống như nhân gian luyện ngục, sức sống hoàn toàn không có. Một chuôi vừa dày vừa nặng ma kiếm yên tĩnh nằm ở trong hư không, trên đó quỷ dị đường vân đã sớm tiêu tán, vậy tràn ngập ở võ đạo luân hồi đồ không gian bên trong oán niệm lực, cũng đã tiêu tán ở vô hình. Nguyên Thiên Tông, từ đó hậu thế gian tiêu diệt. Xương trắng chàng trai thân hình lại nữa cao ngất, hóa thành lau một cái bụi bẫm theo gió tản đi, vậy mấy vạn xương trắng đại quân cũng là thưa thất thành bùn nghiền làm trần, bình tĩnh lại. Hụ! Một ngụm máu tươi hụ ra, 12 đại thánh cầm đầu bạch sam nam tử giờ phút này vạt áo bên trên đỏ thấm phân bố, may là lấy hắn năng lực, giờ phút này cũng là nỏ hết đà. Phun một cái kẹp theo cát vàng mùi phủ tạng thịt vụn. Quay đầu lại nhìn một mắt âm ma thánh điện đám người, chuyến này mà đến hơn 20 đám người, 12 đại thánh chết mấy vị, những người khác các loại, tất cả đều chết trận. Những thứ này giết không dứt xương trắng, miễn cưỡng dây dưa chết liền hắn rất nhiều huynh đệ, cũng may thánh tổ thời khắc mấu chốt thành công giải vây, nhìn đứng yên tại trong hư không ma kiếm, trong mắt tất cả mọi người thoáng qua lau một cái vẻ kích động. Âm ma thánh tổ bóng người người nhẹ nhàng về phía trước. Vậy gầy nhom lại không giống người thon dài kiếm ngay tại chạm được Nguyên Thiên Ma Kiếm ngay tức thì, nhưng là bị người nhanh chân giành trước. Nguyên Thiên Ma Kiếm, ta thu. Hư không chập chờn, một đạo trẻ tuổi thanh âm vang lên, lãnh đạm hình bóng vạch qua chân trời, cướp đi âm ma thánh tổ sắp tới tay bảo bối. Khặc khặc, luân hồi chi chủ, ta lấy vì ngươi không dám hiện thân. Thanh âm khàn khàn đáp lại Diệp Thần, trong đó đầy ắp vẻ châm chọc. Đã như vậy. Âm ma thiên thạch cùng Nguyên Thiên Ma Kiếm, ta liền cùng nhau nhận. Màu máu trường bào tàn ảnh chớp mắt, một móng chính là hướng Diệp Thần tấn công tới. Trong tay Nguyên Thiên Ma Kiếm tụ lực nhất kích, vậy đủ rồi xé ra bầu trời khủng bố một móng, bị ma kiếm chặn. Đáng chết, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, mặc dù thời khắc này Nguyên Thiên Ma Kiếm chính là vật vô chủ, nhưng chỉ là tùy ý nhất kích, chính là hút khô Diệp Thần còn sót linh lực. Thiên quân cường giả tài phối cầm thần vật. Cũng là ngươi như vậy con kiến hôi có thể mơ ước. Tựa hồ là nhìn ra liền Diệp Thần trạng thái, vậy trên hư không bóng người, cũng là không gấp, trước mắt nhìn Diệp Thần, giống như đồ tể nhìn cá trên thớt. Hắn mặc dù bị thương, thực lực và đỉnh cấp chênh lệch rất nhiều, nhưng đối mặt thái chân cảnh tiểu tử, đủ để xóa bỏ. Thất lạc thời không vòng ngoài, hắn là vương. Đã như vậy, vậy ngươi liền nếm thử một chút cái này đi. Rất hiển nhiên. Diệp Thần chuẩn bị không chỉ một tay, dựng thân tại hư không hắn, quanh thân hơi thở bắt đầu bạo tăng, tạm thời tới giữa thương khung bắt đầu vỡ vụn. Võ đạo luân hồi đồ thế giới muốn bể nát, Diệp Thần, hắn. Linh Nhi kinh hãi nhìn hết thảy trước mắt, võ đạo luân hồi đồ nơi cấu trúc thế giới bể tan tành, liền đại biểu muốn tu gây dựng lại. Hắn muốn ở chỗ này cưỡng ép không không? Chỉ thủy một kiếm nếu là ở võ đạo luân hồi đồ hoàn toàn thi triển. Không không và võ đạo luân hồi đồ tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng à. Thậm chí thiên đạo không cho, sẽ rơi xuống thao thiên lôi kiếp. Quả nhiên bị Linh Nhi một lời thành sấm, chỉ gặp trên hư không, Diệp Thần trôi lơ lửng hậu thế. Long Uyên Thiên Kiếm nắm chặt. Hồng Quân Kiếm Đạo, Chỉ Thủy, Vĩnh Hằng. Kiếm đạo tột cùng nhất tinh túy, chính là Chỉ Thủy đoạn bộc, nghịch chuyển thiên địa. Giờ phút này, Diệp Thần một kiếm này, đang mang theo Chỉ Thủy kiếm đạo ý vận. Một kiếm chém ra, chư thiên đại lộ cũng phai mờ, tất cả thực tế quy luật, từng tầng một sụp đổ, kiếm khí biến dạng lướt qua, không gian thành một mảnh hỗn độn. Chính xác mà nói, đó không phải là hỗn độn, cũng không phải hư không, là một loại không nói được, đạo không rõ, không cách nào dùng bất kỳ thực tế lời nói, không cách nào hình dung một phiến vùng màu xám cho. Đó là không không thời không quy luật hơi thở.
Diệp Thần một kiếm chỉ thủy, kiếm đạo kỹ xảo đạt tới đỉnh cấp, lại làm động tới một chút không không thời không quy luật. Không không hơi thở hạ xuống, tất cả thực tế tồn tại, đều ở đây sụp đổ. Bao gồm võ đạo luân hồi đồ. Hơn nữa cái này chỉ thủy một kiếm còn sáp nhập vào Diệp Thần ở vĩnh hằng hư không cảm ngộ vĩnh hằng kiếm đạo. Từng đạo hư không lôi kiếp chậm rãi đánh xuống, võ đạo luân hồi đồ ngay tức thì vỡ nhỏ. Mấy người bóng người xuất hiện tại chỗ, chính là vậy hắc ma nhai dưới khe núi rừng rậm. Có ngon ngươi liền theo tới đi, lão gia. Uyên Thiên Tông võ đạo trận. Diệp Thần bôn tập không biết bao lâu, sau lưng hư không lôi kiếp từng đạo rớt xuống, bổ vào người, không gặp bất kỳ vết thương, có thể Diệp Thần nhưng là biết được, mình thương thế, lại là tăng thêm mấy phần. Bổ vào rừng rậm bên trên, không gặp động tĩnh, vạn vật trong phút chốc thành phấn, liền cặn bã đều không còn dư lại, không tiếng động cuồng lôi, từng đạo truy tìm Diệp Thần tới. Đáng chết, cái này không không và võ đạo luân hồi đồ xung đột lôi kiếp tại sao như vậy khủng bố. Ngươi không sẽ cho rằng, cái này lôi kiếp có thể cứu ngươi một mạng chứ. Âm ma thánh tổ bóng người như bóng với hình, ở sau lưng hắn, 12 đại thánh còn sót mấy người cũng là đi theo chủ tử nhà mình tới. Không tiếng động lôi kiếp lần nữa tới, không có bất kỳ vang động, chỉ là trong hư không một chút hắc mang thoáng qua, 12 đại thánh một người trong đó chính là ngay tức thì mất đi thành cho. Đây là, hư không kiếp, âm ma thánh tổ kinh hãi nhìn trước mắt vậy ngay tức thì thành bụi bậm thuộc hạ, sắc mặt âm trầm nói. Lúc đầu đây cũng là người hậu thủ. Thảo nào một cái thái chân cảnh tiểu tử lại có thể tung lên như vậy gợn sóng, khuấy động vực ngoại mưa gió. Giờ khắc này, âm ma thánh tổ tựa hồ xem thấu cái gì, mặc dù hắn lời nói Diệp Thần không rõ. Các ngươi lui ra. Ra lệnh một tiếng, còn thừa lại mấy người lui ra mấy chục trượng, phòng bị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lại là một chút hắc mang thoáng qua, hư không kiếp chính giữa Diệp Thần. Phốc! Một ngụm máu tươi hụ ra, giờ phút này hắn thương thế. Hơn nữa nặng. Khặc khặc, hư vô này kiếp, chỉ cần ta ngưng thần, có thể phách không tới đầu ta trên, ngược lại là ngươi, có thể chống nổi mấy cướp đâu. Âm ma thánh tổ càn rỡ cười như điên, hắn muốn ních mắt nhìn Diệp Thần mất mạng vu lôi cướp bên trong. Nào ngờ, trong tay Uyên Thiên Ma kiếm một chút hắc mang, ở hư không lôi kiếp dưới sự che chở, cũng là thấm vào đến Diệp Thần trong óc. Luân hồi chi chủ, cũng nên đưa ngươi lên đường. Âm ma thánh tổ hiển nhiên không định cho dư Diệp Thần thời gian, có thể đưa tới hư không kiếp người, lúc này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Hống! Vết thương chồng chất Diệp Thần lần nữa ngước mắt, trong mắt bên trong đều là đỏ tươi vẻ, lưu chuyển con người bên trong, Uyên Thiên Ma kiếm hư ảnh đổ ánh ra. Vậy ma kiếm sau cùng hơi thở đoạt xác thời khắc này Diệp Thần? Sốt cuộc là thiên quân cấp cường giả khác, ngay tức thì chính là nhìn thấu vấn đề ở chỗ, giờ phút này hắn đối mặt. Không còn là Diệp Thần, mà là có túc chủ ma kiếm. Thời khắc này Diệp Thần lãnh đạm trong mắt bên trong không gặp bất kỳ tâm trạng, cùng trong tay nắm chặt Uyên Thiên Ma kiếm tựa như hòa làm một thể. Diệt! Trong tay ma kiếm nhẹ nhàng vung lên, đỏ tươi kiếm mang ngay tức thì biến dạng không gian tới, nhập ma Diệp Thần bắt đầu đại sát tứ phương. 12 đại thánh cầm đầu bạch sam nam tử đang cảm thụ đến sát ý đồng thời chính là dự định rút lui. Nhưng là kinh hãi phát hiện, mình thân thể không nghe sai khiến. Ngước mắt nhìn lại, bên người còn sót lại mấy người đã là đầu lìa khỏi xác, hắn thấy được mình đồng bạn đầu lâu phóng lên cao. Ngay tại một giây kế tiếp, hắn thấy được dựng thân cùng võ đạo trận bên trên, mình thân thể, cũng là không đầu. Trong một cái chớp mắt này, hắn mới ý thức tới, mình cũng bị chém tới liền đầu lâu, không cùng suy nghĩ có một giây kế tiếp hành động, chính là trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi sức sống. Nhập ma Diệp Thần, chỉ là một kiếm chính là chém tới liền 8 vị bách giả cảnh hậu kỳ cường giả đầu lâu, diệt thần hồn. Âm ma thánh tổ vành mắt sắp nứt, đây đều là hắn ngày sau chinh chiến thái thượng thế giới thành viên nòng cốt, bị Diệp Thần một kiếm trong nháy mắt giết. Ngươi đáng chết! Chấn nộ âm ma thánh tổ một móng vung ra, bị nhập ma Diệp Thần một kiếm đỡ ra. Diệp Thần lãnh đạm con ngươi nghiêng mâu nhìn âm ma thánh tổ, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ vẻ, một kiếm vung ra. Đối mặt giờ phút này Uyên Thiên Ma kiếm nhất kích, âm ma thánh tổ cũng không dám khinh thường đón đỡ, hắn bây giờ thương thế 10 không tích chữ 1, hư không kiếp vậy không tiếng động sấm sét vẫn thượng tích chữ, hắn trong mắt chớp mắt, trường bào màu máu kia lựa chọn né tránh một kích này. Nhập ma Diệp Thần một kiếm xé ra không gian, thân hình chớp mắt, chui vào trong đó, mất đi bóng dáng.
Bây giờ luân hồi chi chủ, là bị Uyên Thiên Ma Kiếm khống chế sao? Âm Ma Thánh Tổ nhìn vậy biến dạng không gian thân ảnh đi xa, lại nữa đuổi giết, thời khắc này hắn đi qua liên tục chiến đấu, trạng thái vậy đã sớm lại nữa đỉnh cấp, cưỡng ép đuổi giết, nếu như gặp phải hư vô kia lôi kiếp, có thể mình cũng phải bỏ mình. Thế nào, thất bại, nhìn ngồi hưng đi mất hứng về người trước mắt, đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng không phải. Đối mặt như vậy không nói gì trả lời, đạo thanh âm kia chủ nhân hiển nhiên vậy là hứng thú. Uyên Thiên Ma Kiếm tựa hồ đoạt xác cái thằng nhóc đó, trốn. Âm Ma Thánh Tổ sắc mặt âm trầm nói, bất quá mảnh thiên địa này, hắn không trốn thoát ta lòng bàn tay. Rõ ràng, người yên tâm bế quan dưỡng thương đi, ta đi giúp người cầm Uyên Thiên Ma Kiếm đoạt về. Đạo thanh âm kia chủ nhân chỉ là nhẹ nhàng dặn dò, không cùng Âm Ma Thánh Tổ lời nói, chính là người nhẹ nhàng trở lui, không người dòm ngó mặt mũi. Cùng lúc đó, một nơi yên lặng chi địa. Diệp Thần máu đỏ con ngươi đông lại một cái, sử dụng nguyện vọng thiên tinh. Linh Nhi và Tôn Lão cũng xuất hiện ở trước mặt. Diệp Thần, người bị thương. Linh Nhi mở miệng nói, có thể rất nhanh, Linh Nhi biểu tình biến hóa. Linh Nhi nhìn trước mắt sát ý hiện ra hết Diệp Thần, thanh âm run rẩy nói, ngươi. Lời còn chưa dứt, một kiếm đánh thẳng Linh Nhi tới. Trước mắt Uyên Thiên Ma Kiếm cũng đã là nỏ hết đà, lộ ra sơ hở ngay tức thì. Linh Nhi cũng là phát giác dị thường, biến dạng hư không, tiếng chuông nghiêng người né tránh một kiếm, vậy ghim đuôi ngựa văng tứ tán, phiêu tán sau ót. Ngươi lại bị ma trong kiếm lực lượng đoạt xác. Linh Nhi một tiếng thét kinh hãi, cũng là nhìn thấu trong đó con đường, trước mắt Diệp Thần hiển nhiên không phải chân tránh Diệp Thần, trong mắt bên trong sát ý hiện ra hết, nhưng tựa hồ bởi vì lực kiệt nguyên nhân, không cách nào lần nữa kịch chiến. Nhìn về Linh Nhi hung mang lộ ra, lau một cái cười gằn đọng trên mặt. Linh Nhi tiến lên, ngón tay bắt pháp quyết, chữ viết cổ xưa ở Diệp Thần quanh thân vần quanh. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần thân thể liền ngã trên đất. Cũng may ngươi và ma kiếm đều đến cực hạn. Xem ra hay là muốn động dùng một chiêu kia, được hay không được, liền xem mạng ngươi. Đi qua đi lại Linh Nhi, hồi lâu sau, thở dài một tiếng. Hư Linh dậy, huyền bia minh, chợt Linh Nhi đầu ngón tay pháp ấn ngưng kết. Tỉnh lại Diệp Thần trong huyết mạch một thứ gì đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần thong thả tỉnh lại, nhìn bên người bình tĩnh lại hư không hắc ám, hắn nâng hai tay lên, thậm chí không gặp năm ngón tay. Diệp Thần! Đột nhiên một tiếng kêu lên, ở hắn bên tai vang lên, không thể quen thuộc hơn nữa. Linh Nhi! Hắn vùng vẫy đứng dậy, nhưng là không gặp Linh Nhi bóng người. Đến ta tới nơi này! Chợt lau một cái lượng sắc giấy lên. Vẫn là mong không rõ quanh mình, nhưng lại chỉ dẫn con đường phía trước. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nghi ngờ đứng dậy, nhưng vậy thanh âm quen thuộc nhưng là làm lòng hắn an, đứng dậy hướng vậy khao khát ánh sáng chạy đi. Mà ngoại giới bên trong, Linh Nhi bóng người đi qua đi lại, lo lắng ánh mắt nhìn hôn mê Diệp Thần, vậy bộc phát yếu hơi thở, thời khắc ở tuyên cáo hắn sinh mạng đem có thể tùy thời chung kết. Rộng mở tâm thần, ta mang ngươi đi ra. Linh Nhi thanh âm non nớt lần nữa tại Diệp Thần bên tai vang lên, Diệp Thần theo bản năng buông lỏng, chờ đợi. Nháy mắt tới giữa, huyết mạch bên trong lực lượng tản ra ánh sáng yếu ớt. Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, không hiểu nhìn nó. Hư Linh dậy, huyền bia minh. Linh Nhi thanh âm từ trong đó truyền tới, chỉ lần này một câu, nhưng là lại không tin tức. Sau một nén nhang, hụ, một tiếng nhẹ hụ, vang vọng ở giữa trời đất. Linh Nhi bóng người vội vàng quỳ ngồi ở Diệp Thần trước người, kích động nói, ngươi tỉnh. Lần này, cũng nên không phải Uyên Thiên Ma Kiếm liền đi. Diệp Thần cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn một mắt đồng dạng là nằm ở bên người hắn, hơi thở vững vàng Tôn Lão, lúc này mới yên lòng, chầm chầm ngủ đi. Giấc ngủ này, chính là dòng dã một ngày. Đến khi Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, Linh Nhi thở ra một hơi, Diệp Thần, ngươi coi như là luân hồi huyết mạch. Vậy không như vậy khoa trương sức khôi phục đi, ta vốn là lấy vì ngươi phải một tháng sau mới có thể tỉnh lại, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, lẩm bẩm nói, cái này thất lạc thời không khu vực, còn thật không đơn giản như vậy. Linh Nhi nghe vậy, ngẩng đầu lên hiếu kỳ nói, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là không nói. Sau một lúc lâu mở miệng nói, thiên cơ bất khả lậu. Cát,
Linh Nhi đưa đầu hướng một phương hướng kêu lên, lão đầu tử, người xem tên này, không đứng đắn. Một bộ ăn mày ăn mặc cụ già một bước một cái dấu chân, còng lưng thân thể chậm rãi đi ra, cười ha hả trên mặt mũi, vẫn là hiện lên một chút trắng bệch vẻ. Đúng là như vậy, thiên cơ nan giải ác. Cụ già nhìn Diệp Thần, nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thần có chút kích động, tôn lão, người thương thế cũng khá như thế nhiều. Tôn lão hơi có vẻ cảm kích nhìn một cái Diệp Thần, sau đó nói, xem ra bàn cờ này, ta cũng không có đi sai. Thời gian xong hết rồi, chuyện kế tiếp tình, cũng nên nói cho một số người, ta nhìn xuống thời gian, cũng là thời điểm nên phân biệt. Đứa nhỏ, đừng quên chúng ta tới giữ cam kết. Diệp Thần ngẩn ra, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, quả thật cũng có đạo lý. Hắn nhìn một cái Linh Nhi, nói chúng ta đi. Hai tiếng sau đó, Lâm Thiên Thành, Thiên Cung Thần Giáo một nơi trú điểm. Vẫn còn có cái này cùng bí mật. Diệp Thần đem chuyến này nghe thấy, tất cả đều cho biết liền Thiên Tuyết Tâm mắt đẹp viết đầy ngưng trọng. Uyên Thiên Tông, nếu như thần võ điện thật nhúng tay qua chuyện này, muốn đến lần này liên minh đại hội, hẳn còn có động tác khác. Chúng ta cầm thần võ điện nghĩ quá đơn giản. Diệp Thần cũng là một mặt ngưng trọng, rất hiển nhiên, lúc trước bày cuộc trả lại thần võ lệnh là một, mong rằng thần võ điện có thể lên tiếng ủng hộ Thiên Cung Thần Giáo, như vậy xem ra, bọn họ cùng Âm Ma Thánh Điện, rất có thể là cá mè một lứa. Người đâu, ta nhưng mà nghe, gần đây Thiên Cung Thần Giáo, cũng là phong bế sơn môn, xem ra mấy ngày nay, xảy ra không ít sự việc. Diệp Thần nhìn trước mắt tuyệt không thể nào xuất hiện ở Lâm Thiên Thành bóng người, chậm rãi mở miệng hỏi nói. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, nhẹ giọng đáp lại, Thiên Cung Thần Giáo ngược lại là không việc gì, bất quá là ở chuẩn bị chiến đấu thôi. Chuẩn bị chiến đấu, Diệp Thần bị Thiên Tuyết Tâm thình lình nói có chút không sờ được bại. Không sai, liên minh đại hội chuyện, bởi vì thần võ lệnh sự việc chậm trễ không ít thời gian, hơn nữa rất nhiều thế lực liên hiệp lại xác định một đoạn thời gian, nhưng cũng sắp, ban đầu ta chém chết Bái Nguyệt Yêu Môn rất nhiều cường giả là một. Nhân tộc nhất định là sẽ mượn này đại tố văn chương, hiện tại thần võ điện lại thiếu chúng ta Thiên Cung Thần Giáo một cái ân huệ, vừa vặn mượn này, diệt trừ yêu vực. Thiên Tuyết Tâm môi mỏng khẽ mở, nói ra mình ý tưởng. Ngươi là muốn mượn này, hướng thất lạc yêu vực khai chiến. Diệp Thần chau mày, hắn tổng cảm thấy, sự việc tiến triển quá nhanh. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi lấy là, Bái Nguyệt Yêu Môn xuất hiện ở Vạn Thần Tuyết Sơn Đỉnh, vẻn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Thiên Tuyết Tâm ánh mắt thâm thúy nhìn về vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời, đầu óc bên trong tựa hồ nhớ lại nhiều năm qua phủ đầy bụi trí nhớ cũ. Gặp Diệp Thần ném tới ánh mắt hỏi thăm, nàng lúc này mới nhẹ giọng qua loa lấy lệ nói, trong này dính dấp khá sâu, chờ ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, tự nhiên sẽ biết được. Diệp Thần gặp Thiên Tuyết Tâm không muốn nhiều lời. Mình liền cũng sẽ không xúc rủi do hỏi nhiều, chỉ là dặn dò, vốn là lần này nhân tộc liên minh đại hội đối với ngươi lên án tiếng khá nhiều, nhưng hôm nay có Uyên Thiên Tông là một, trong đó mơ hồ có thần võ điện bóng dáng, Âm Ma Thánh Điện nhất định trong lòng không ý tốt. Thiên Tuyết Tâm đối với lần này ngược lại là lơ đễnh, như thế nói nàng cũng là thiên cung chi địa khu vực cao cấp một trong cường giả, tự nhiên không sợ tại như vậy tiêu thủ đoạn nhỏ. Ta rõ ràng, ta sẽ chú ý làm việc. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Diệp Thần nhưng trong lòng thì mười phần rõ ràng, cái này kiêu ngạo vô cùng người phụ nữ, tuyệt không có đem mình nói để ở trong lòng. Đây là thuộc về duy nhất tuyệt điên cường giả tự tin, một lực phá mười sẽ. Cái này, người cầm, Diệp Thần suy tính chốc lát, vẫn là lấy ra một quả ngọc bội mặt dây chuyền đưa cho Thiên Tuyết Tâm. Ngọc bội này mặt dây chuyền bên trên bất quá có Diệp Thần trận tự quyết thủ đoạn, lại là Linh Nhi và hư bia lực lượng. Nhàn nhạt văn long ngọc bên trên, óng ánh tinh chiếu dọi lưu chuyển, nhưng lại không có chút nào năng lượng ba động. Thiên Tuyết Tâm nhìn Diệp Thần đưa tới ngọc bội, kinh ngạc hỏi, đây là... Người thù đi, không việc gì đặc thù hàm nghĩa, chỉ là nghe nói đeo nó người, cũng sẽ tâm tưởng sự thành mà thôi, coi như là một chúc phúc đi. Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, chợt đổi câu chuyện, nếu như chuyện không thể trái, cầm nó bóp vỡ, ta sẽ tới giúp ngươi. Thiên Tuyết Tâm chỉ là cười nhạt, chỉ bằng ngươi cái này thái chân cảnh tu vi. Coi như ngươi vượt cấp năng lực khủng bố, còn có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng ở bàn cờ này bên trên, ngươi rất khó nhúng tay. Nàng cười hỏi một chút,
nhưng vẫn là thu hồi ngọc bội, nói, ngụ ý thật không tệ, ta nhận. Màu trắng váy đầm dài lúc này trôi giặt đi. Ngươi ngược lại là rất sẽ dỗ người phụ nữ vui vẻ. Linh Nhi nhìn Thiên Tuyết Tâm đã sớm rời đi phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Thần nhưng là đối với lần này lơ đễnh, nói, không như thế nói, nàng là sẽ không thu, hy vọng là ta hơn này một lần hành động. Nếu nơi đây nhân quả liền, ta cũng nên đi cầm Ngọa Long Thần Tôn tờ kia Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Ở đi Ngọa Long Thần Tôn vậy trước, Diệp Thần lại đi một chuyến Bắc Mãng Tổ Địa. Để cho Tiểu Hoàng và Kỳ Tư Thanh trước nghiên cứu tiến vào huyền hải bí mật, hôm nay đã lấy được huyền tôn cửa và bản đồ, sợ rằng tiến vào huyền hải sẽ ung dung rất nhiều. Ở Bắc Mãng Tổ Địa ở một ngày sau đó, Diệp Thần liền trở lại chư thiên vạn giới Ngọa Long Thần Tôn ở địa phương đó. Ngươi tới. Ngọa Long Thần Tôn cũng cùng Diệp Thần hồi lâu không có gặp mặt, hai người gặp nhau lần nữa, nói chuyện cũ liền một phen. Ta tới bắt hồi thuộc về đồ ta, Diệp Thần nói. Ngọa Long Thần Tôn gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, đó là do Thái Thượng Thế Giới Thần Bí Đàn Mộc chế tạo thành, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy hơi thở chảy ra, đem bảo vật niêm phong ở trong đó. Trong đó liền dính đến Thiên Võ Ngọa Long Kinh, phân thượng này cổ năm trước lưu truyền xuống kinh thiên thần vật. Hồi lâu trước kia, thì có truyền thuyết, chỉ muốn thôn tính cựu Nhật chi chủ hồn phách, liền có thể được hắn trí nhớ cùng truyền thừa, lấy được Thiên Võ Ngọa Long Kinh bí mật, theo dõi đến truyền thuyết kia ở giữa không không cảnh giới. Chỉ cần có thể chạm đến như vậy cảnh giới quy luật, diễn hóa ra chân lý, là được ở chư thiên vạn giới chiếm cứ một chỗ ngồi. Nếu có thể tiến thêm một bước, có lẽ có thể xem Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên như vậy cái tay che trời, rung động thiên hạ. Người bất kỳ đều không cách nào trải qua ở đây đoạn bảo tàng cám dỗ. Lúc này cựu Nhật chi chủ hồn phách ngủ say ở trên trời kiếm trong đó, chỉ là không cách nào tùy tiện tỉnh lại. Tương đương với Diệp Thần nắm giữ cái này chư thiên vạn giới chân quý nhất bảo tàng. Diệp Thần ưu thế ở chỗ trên người hắn có một bài Thiên Võ Ngọa Long Kinh Tổng Cương, cùng với còn lại mấy tờ, dịu dắt cương lĩnh, có thể theo dõi một chút ẩn núp ảo diệu. Có thể cuối cùng chỉ là một phần Tổng Cương. Liền trang sách cũng cực kỳ thưa thớt, không cách nào nối liền thành hoàn chỉnh Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Phần lễ vật này ngươi thu xong, nếu không phải thiên nữ có lệnh, ta còn không muốn đem đưa cho ngươi. Ngọa Long Thần Tôn sắc mặt 10 phần nhức nhối, hắn giữ Thiên Võ Ngọa Long Kinh không lành lặn trang sách thời gian rất dài, cho dù bằng vào hắn thiên phú cùng năng lực, không cách nào hiểu thấu đáo trong đó chỉ nói ngắn gọn. Nhưng chỉ là trang này kinh thư toát ra cao nhất đại lộ hơi thở. Liền có thể để cho hắn thu được ích lợi lương nhiều, tu vi tinh tiến nhanh chóng. Bất quá ở Diệp Thần mở ra cái này hộp trước, Ngọa Long Thần Tôn mang Diệp Thần đi tới một chỗ. Hắn đem vậy phiến chìa khóa đặt ở một nơi bí ẩn, chỉ có Diệp Thần tới chỗ này, mới có thể đi lấy. Vậy mảnh đất giới ở vào Thần Tôn cung sau núi, bị nồng nặc mây mù nơi che phủ, một ngọn núi cao vút trong mây, nguy nga vĩ đại, hơn nữa ở ngọn núi kia phía trên hiện đầy tầng tầng cấm chế. Không hề thức đường tắt chim từ không trung lướt qua, còn không đến gần cấm chế, vách núi liền nổ bắn ra ra vô cùng sạch bóng, đem nghiền được nghiền. Ngọa Long Thần Tôn cùng Diệp Thần tới gần vậy ngôi thần sơn, càng phát ra có thể cảm giác được trên đó ẩn chứa ngút trời năng lượng. Thiên nữ cho ta một cái hộp, một cái chìa khóa, đem trang sách ở giữa năng lượng tất cả đều tập trung ở đó cái chìa khóa trong đó, Thiên Võ Ngọa Long Kinh năng lượng quá mức mênh mông, bằng vào ta bản lãnh cũng không cách nào nắm trong tay. Vì vậy chỉ có thể đem phong ấn ở chìa khóa bên trong, đặt ở cái này núi thần trong đó, đợi ngươi tới lấy. Diệp Thần đi tới vậy núi thần lối vào, hai bên cấm kỵ bình phong che trở lại từ từ mở ra, chỉ có thể cho một người thông qua. Diệp Thần cầm vậy trang bị Thiên Võ Ngọa Long Kinh hộp, ngự long phi hành, chỉ chốc lát sau liền đi tới đỉnh núi, gặp được đỉnh núi chỗ, yên tĩnh trôi lơ lửng vậy cái chìa khóa. Hắn còn không đến gần. Thái thượng thiên nữ hư ảnh liền biến thành một luồng khói xanh, dần dần hiện lên. Chúc mừng ngươi à, luân hồi chi chủ, làm ngươi bước vào ngọn núi này, vậy đại biểu ngươi thành công bước vào cái cảnh giới kia, cách đi tới thái thượng lại gần một bước. Thái thượng thiên nữ lưu lại cái này đạo hư ảnh, nhiều một phần xinh đẹp hoạt bát, mà không phải là xem trước như vậy cao cao tại thượng, không ăn nhân gian lửa khói. Ha ha, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta cái này đạo hư ảnh đã rời đi bản thể đã lâu, sớm đã không có bản thể khí chất, chỉ là một mực ở chỗ này chờ ngươi mà thôi. Vậy đạo thái thượng thiên nữ hư ảnh khẽ mỉm cười, khuôn
khuynh quốc khuynh thành dung nhan, hiện ra lau một cái thiên địa hơi lộ vẻ xúc động ôn hòa. Một màn này nếu để cho người bên ngoài thấy, sợ rằng sẽ là điên cuồng. Chỉ bất quá như vậy tuyệt đẹp cảnh sắc, trừ Diệp Thần, là không người có thể thưởng thức được. Nếu để cho thái thượng thế giới thái thượng thiên nữ gặp được mình hư ảnh, nhiều năm sau lại biến thành bộ dáng như vậy, sợ rằng sẽ lập tức giơ tay lên đem lau đi. Ngọc thủ của nàng vung lên, đỉnh trụ bên trên, hiện ra hai cái sơ xem siêu siêu vẹo vẹo, xem chút nhưng rồng bay phượng múa chữ to. Cực đạo đỉnh cấp, ai chủ chìm nổi, thế gian vạn vật, vì sao là cuối. Cực đạo, cái này hai chữ chính là thiên võ ngọa long kinh ẩn chứa chân lý. Vì sao là cực đạo, vì sao là đỉnh cấp, võ tổ cả đời cũng đang khổ cực truy tìm truyền thuyết này bên trong hư không mờ mịt đồ. Mà cực đạo chính là đại biểu một loại cảnh giới, vượt qua cực hạn, đạo lăng tuyệt đỉnh. Cao nhất học hay nghĩa sâu xa, ở nơi này hai chữ bên trên tựa hồ có thể hiện, Diệp Thần nhìn cái này cực kỳ lão thảo cực đạo hai chữ, rơi vào trầm tư trong đó. Nếu như nói thế giới hiện thật truy tìm cảnh giới tối cao là không không, theo dõi đến không không cảnh giới mới có thể du ngoạn thế giới này đỉnh núi. Như vậy cực đạo thì lại đại biểu cái gì chứ? Là vượt qua không không, vẫn là nói cùng không không giống vậy là võ đạo thế giới cực hạn. Có người đã thử, nhưng không một ngoại lệ, đều là lấy thất bại chấm dứt. Cực đạo, kết quả đại biểu cái gì? Diệp Thần bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía thái thượng thiên nữ. Cái này đạo hư ảnh mặt mỉm cười, ung dung không vội vã, nàng đưa ra thiên thiên ngón tay ngọc, điểm một tí chìa khóa bên ngoài màn sáng. Theo nàng nhẹ nhàng điểm một cái, màn sáng kia như nước vậy vậy nhộn nhạo mấy cái, sau đó đổi được vô cùng là đạm bạc. Vậy cái chìa khóa cho mình bay ra ngoài, tựa như nhận chủ nhân, rơi xuống Diệp Thần trong tay. Tốt lắm, ta nhiệm vụ kết thúc, gặp lại. Cái này đạo hư ảnh cười nhạt, sau đó thân thể từ từ tiêu tán, hóa là từng luồng ánh sáng nhàn nhạt hoa, bay lên. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn triệu hoán ra huyền tôn cửa, đem phiêu tán trói lọi thu vào trong đó. Huyền tôn cửa đại biểu chính là vĩnh hằng, vì vậy đem thái thượng thiên nữ hư ảnh hài cốt thu sau khi thức dậy, giờ khắc này liền như ngừng lại vĩnh hằng, bên trong cửa thời gian ngừng lưu vào giờ khắc này. Diệp Thần là bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác kỳ quái này, đã như vậy, vậy liền làm. Cùng lúc đó, một nơi hư không chi địa, ngồi xếp bằng Nhâm Phi Phàm đột nhiên mở mắt ra. Hắn như cũ vết thương chồng chất, nhưng trong mắt quyết tâm như con người huyết nguyệt vậy, đỏ thắm lại tự tin. Nhâm Phi Phàm liền là như vậy một người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới xưng bá hậu thế, nhưng hắn trong lòng có hắn nói. Hắn nguyện ý vì hắn đạo bỏ ra hết thảy, dù là sinh mạng giá phải trả. Mỗi cái người, sanh ra đều có mình sứ mạng, cũng hoặc là giá trị. Có vài người, cam nguyện bình thường, đơn giản cả đời. Có vài người, mưu toàn quang vinh thêm thân, nhưng cuối cùng nhưng vết thương chồng chất. Có vài người, chảm phá bụi gai, vết thương chồng chất leo lên đỉnh núi, vạn người ngửa mặt trông lên. Những người này có cao quý đê tiện phân chia sao? Không có. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ trong lòng liền có thuộc về mình nói. Bình thường là nói, đỉnh núi là nói, không có kết quả là nói, bảo vệ cũng là nói. Chỉ có vì mình đạo mà sống. Vậy thì là chân chánh còn sống. Một bên ông già, nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, nói, người xác định còn muốn tiếp tục không? Nhâm Phi Phàm không trả lời, chỉ là đứng lên, hướng chuôi này vô tận xiềng xích quấn quanh kiếm đi. Hắn đưa tay ra, nắm thanh kiếm kia, mọi thứ sấm sét, hư không biến dạng. Vậy vô tận đau đớn giống như hừng hực lửa giận, thiêu đốt Nhâm Phi Phàm toàn thân. Nhưng Nhâm Phi Phàm chưa bao giờ buông tay ra. Đây là đạo của hắn. Ông già nhìn Nhâm Phi Phàm tay đang run rẩy, thậm chí con ngươi đều có huyết nguyệt chảy ra, trong lòng có chút không đành lòng. Thật là một người điên, tiếp tục như vậy nữa, đem ngươi thần hồn câu diệt. Nhâm Phi Phàm vẫn không có buông tay, mọi thứ sấm sét thì như thế nào? Thân xác hủy diệt thì như thế nào? Hắn Nhâm Phi Phàm chưa bao giờ lui về phía sau. Từ không ý kỵ. 3 tức, 10 tức, 20 tức. Đột nhiên, vậy đạo đạo xiềng xích vết nứt, hư không chập chờn, một phe này thế giới tựa như biến thành hỗn độn. Mà hỗn độn bên trong, một vòng luân huyết nguyệt dâng lên. 9 luân huyết nguyệt, nhưng 9 luân huyết nguyệt bên trong,
lại xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Như bánh xe huyết nguyệt rất nhỏ, nhưng biết bao chói mắt. Giống như một tôn đế vương đang từng bước lên thuộc về hắn ngai vàng. Huyết nguyệt cực hạn, ở chỗ này trước, hoặc giả là chín luân. Mà hôm nay Nhâm Phi Phàm, có tư cách đụng chạm vậy thứ 10 luân huyết nguyệt. Cũng bị gọi là trung cực huyết nguyệt. Giờ khắc này, lão giả kia con ngươi cực độ dữ tợn, điều này sao có thể? Nhâm gia thiên mệnh cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Lại có thể bị công nhận, cái này. Ước chừng mấy giây sau đó, Nhâm Phi Phàm thở ra một hơi. Quanh thân thương thế tựa như cũng bị kiếm trong tay chữa khỏi. Hắn năm ngón tay nắm chặt, một cái huyền băng chế tạo cái hộp kiếm xuất hiện. Kiếm này hạp là ta một nơi thần tình cờ đạt được, một mực không thả kiếm, vừa vặn, đem ngươi thả ở trong đó. Đoạn thời gian này ta cũng sẽ không vận dụng ngươi, nhưng đợi một ngày thời điểm ta cần ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chém chết thế gian địch. Kiếm kia tựa như có thể nghe hiểu Nhâm Phi Phàm mà nói, hóa là một đạo hư quang rơi vào cái hộp kiếm bên trong. Cái hộp kiếm bên trên phân bố cổ xưa phù văn, giống như đế vương phong ấn. Nhâm Phi Phàm trên lưng cái hộp kiếm, hướng lối ra đi tới. Đi mấy bước, hắn nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, nơi này còn có một nơi luân hồi chi chủ cơ duyên, ta muốn nói cho hắn biết sao. Ông già lắc đầu một cái, luân hồi chi chủ thực lực còn chưa đủ, chờ một chút đi. Ngươi có thể tới ngay đây, là bởi vì ngươi nội tình khủng bố, mà luân hồi chi chủ cố nhiên có luân hồi huyết mạch, nhưng là trưởng thành còn chưa đủ. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, biết. Sau đó, hắn bóng người chính là tiêu tán ở trước mặt của lão giả. Ông già ngưng mắt nhìn Nhâm Phi Phàm đi xa thanh âm, lẩm bẩm nói, luân hồi chi chủ, Nhâm gia thiên mệnh, bàn cờ này, ta còn thật hy vọng, các ngươi có thể thắng. Hình ảnh quay về. Diệp Thần tự nhiên không biết Nhâm Phi Phàm giờ phút này sự tình phát sinh, hắn cầm xong chìa khóa, đi ra núi thần, Ngọa Long thần tôn đã ở chỗ này chờ. Thiên nữ vậy đạo tàn ảnh, tiêu tán sao? Ngọa Long thần tôn hỏi. Diệp Thần trần chờ hồi lâu, bất quá một lát sau, hắn gật đầu một cái, nói, đúng, ở ta vào tay chìa khóa sau đó, nàng thì trở thành quang vũ đã biến mất. Ngọa Long thần tôn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói, không hỏi thêm nữa, cùng Diệp Thần cùng rời đi núi thần. Trải qua lần này chuyện kiện sau đó, Diệp Thần trong lòng lần nữa dâng lên trở nên mạnh mẽ khát vọng. Hắn nói tạm biệt Ngọa Long thần tôn, xuyên qua hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Vô luận là huyền tôn cửa vẫn là thiên võ Ngọa Long kinh, bằng vào Diệp Thần bây giờ thực lực, đều không cách nào đem cái này hai đại tuyệt thế thần vật hiểu thấu đáo xong, hắn cần nhất định cơ duyên cùng chỉ điểm. Chủ nhân, ngươi trở về. Lần trước ngươi đi không lâu sau, chúng ta ác mộng nhất tộc tổ địa xảy ra biến hóa không nhỏ. Diệp Thần trở lại một cái, tiểu hoàng liền ngạc nhiên. Phải không, mang ta đi qua xem một chút đi. Diệp Thần đi theo tiểu hoàng xuyên qua một phiến lưu ly mộng, đi tới ác mộng thần tộc tổ địa. Ở nơi này tràn đầy bể tan tành ngôi sao lưu ly chi địa, có một tòa đỉnh thiên lập địa to lớn tế đàn, giống như ẩn núp tại trong tinh không viễn cổ hung thú, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chủ nhân, sau khi người tới, tòa tế đàn này liền bắt đầu đổi được cáu kỉnh, trước kia chúng ta ở cử hành nghi thức cúng tế thời điểm, mới được tế đàn đáp lại. Cái này hai ngày chẳng biết tại sao tế đàn có chút giãn ra. Ác mộng người thần tộc vậy không tìm được nguyên do trong đó, chỉ có để cho tiểu hoàng tìm tới Diệp Thần thử một chút. Kết quả Diệp Thần vừa mới tới tế đàn đất đai, nguyên bản cáu kỉnh tế đàn linh lại chậm rãi an tĩnh lại. Diệp Thần liền dự đoán, tế đàn này hẳn là cùng huyền tôn cửa có liên hệ nào đó mới đúng. Hắn ở Bắc Mãng tổ địa ở lại, trừ ra nghiên cứu huyền tôn cửa ra, còn có vậy một trang thiên võ Ngọa Long kinh. Ngày giờ cứ như thế trôi qua, mấy ngày sau, ngoại giới đột nhiên xuất hiện mấy vòng huyết nguyệt, một đạo người quần áo trắng bóng xé hư không chi địa, đi tới Bắc Mãng tổ địa. Người tới chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần cười kêu, liền tâm tình cũng đổi được buông lỏng không thiếu. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hắn trên dưới quan sát Diệp Thần một phen, lúc này mới cười nói, xem ra đoạn thời gian này ngươi thu hoạch cũng không tệ lắm, Thái Thượng Thiên Nữ cam kết vậy một trang thiên võ Ngọa Long kinh lấy được rồi sao? Diệp Thần lấy ra cái đó hộp, còn có linh lực chập chờn kích động chìa khóa, hơn nữa đem huyền tôn cửa cho gọi ra tới. Nhâm tiền bối, ta trước ở thiên cung chi địa và nơi này mấy lần thử nghiệm luyện hóa huyền tôn cửa, nhưng là cũng không có thành công.
ta có thể cảm giác được, huyền tôn cửa bên trong có một cổ còn sót lại năng lượng đang cùng ta tiến hành đối kháng. Nhâm Phi Phàm tỉnh bơ nhận lấy vậy đạo thu nhỏ lại môn hộ, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn chốc lát. Lên! Nhâm Phi Phàm trên bàn tay xông ra bạch quang nhàn nhạt, phúc đắp lên huyền tôn cửa. Nguyên bản bình tĩnh huyền tôn cửa, giờ phút này lại chấn động kịch liệt đứng lên, thậm chí muốn một bước lên trời, chạy khỏi Nhâm Phi Phàm bàn tay. Nhâm Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay nặn chặt, huyền tôn cửa lập tức bị thẻ đến không thể nhúc nhích. Sau đó hắn rất miễn cưỡng từ đỉnh tháp rút ra một đoàn điều trạng màu trắng linh khí, vật này phảng phất có sinh mạng vậy không ngừng giãy giụa. Nhâm Phi Phàm cong ngón tay bắn ra, liền đem chém là hai đoạn, hoàn toàn không có sống. Đạo này linh khí căn nguyên là huyền tôn cửa lâu dài phong tích trữ tại dưới lòng đất nơi sinh ra, có rất mạnh muốn chiếm làm của riêng, nếu như không đem nó diệt trừ, người rất khó luyện hóa hấp thu huyền tôn cửa. Nhâm Phi Phàm vừa nói, từ sau lưng hắn trong hư không, nhảy ra một cái màu xanh nhạt cá voi, hô hấp thổ nạp, ngao du thiên địa, đồng thời cũng đem huyền tôn cửa tẩy địch một lần. Đa tạ Nhâm tiền bối. Diệp thần lấy lại huyền tôn cửa, quả nhiên phát hiện kỳ biến được nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa làm hắn hướng bên trong rót vào mới linh lực lúc đó, cửa cũng không có kháng cự. Ta cha thấy được có liên quan tại ngươi nhân quả, cho nên từ khác một mảnh không gian chạy về, vì ngươi hộ đạo, mở ra huyền hải lối vào. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt nói, tựa như ở giải thích một kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Diệp thần bên trong lòng có cảm giác động, Nhâm Phi Phàm là đặc biệt vì hắn mà trở về. Nhâm tiền bối, muốn mở ra huyền hải lối vào, còn cần gì điều kiện? Theo ta tới, đảm nhiệm Phi Phàm mang Diệp thần đi tới ác mộng thần tộc tế đàn cổ, nơi này là một mảng lớn mờ mịt tinh không, tế đàn kia đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa. Hấp thu nhật nguyệt ánh sáng rực rỡ lớn mạnh mình, thành công sản sinh Ray Linh. Bất quá cái này Linh cũng không phải người độc lập cách, chỉ là một đạo hư Linh thôi. Mở ra huyền hải lối vào có hai cái điều kiện, một cần cùng ác mộng thần tộc tế đàn cổ kết hợp với nhau, mới có thể biến dạng khép kín đã lâu hư không, mở ra lối đi. Hai đâu? Hai chính là, chính người muốn luyện hóa cái này huyền tôn cửa, để cho hắn trở thành người bổn mệnh pháp bảo. Như vậy thứ nhất mới có thể cùng thiên địa hư không tướng câu thông, mở cửa hộ. Có thể hiểu là huyền tôn cửa là cửa, cũng là tiến vào huyền hải duy nhất chỗ mấu chốt. Huyền hải quá mức trọng yếu và thần bí, lúc này mới thiết lập tầng tầng gông xiềng, trở ngại người khác. Liền ta cũng có chút hiếu kỳ, bên trong cất giấu cái gì kinh thế bí mật. Nhâm Phi Phàm đem huyền tôn cửa đưa vào ác mộng thần tộc tế đàn cổ, ở đó cao vút trong mây địa phương, huyền tôn cửa nhẹ nhàng vòng vo hai cái. Xa xa trong biển mây thoáng qua ánh sáng, ngay sau đó chính là trời trăng sao, ở đó một mảnh giới không ngừng diễn hóa. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém chút, trong biển mây dị động lóe lên một lát sau, lần nữa bình tĩnh lại. Quả nhiên là phải đem cái này huyền tôn cửa hóa là mới có thể thành công. Diệp thần trong lòng đốc định. Tiếp theo hắn liền trở lại mình động phủ, bế quan tu luyện, mất đi nội bộ ngăn trở sau đó. Diệp thần đối với huyền tôn cửa cảm ngộ ngày càng lên cao. Bất quá hắn thường xuyên nghĩ đến thiên cung chi địa thiên tuyết tâm, cũng không biết bàn cờ này, nàng tiến hành như thế nào. Sốt cuộc, một ngày sau một cái ban đêm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, có một đạo cửa nho nhỏ đang đáy mắt chỗ sâu xoay tròn. Huyền tôn cửa đã cùng huyết mạch hắn dung hợp một thể, chỉ cần nhẹ nhàng triệu hoán, liền có thể dựa theo hắn ý chí tới làm bất cứ chuyện gì. Nhâm tiền bối nói, chỉ cần luyện hóa huyền tôn cửa, liền có thể tìm được mở huyền hải cửa vào cơ hội, bây giờ có thể lên đường. Diệp thần ở Nhâm Phi Phàm dưới sự hướng dẫn, trọng lâm ác mộng nhất tộc tế đàn cổ đế, huyền tôn cửa, lúc này đi đôi với tế đàn ánh sáng cùng, dẫn trong mây biển trong đó. Trong thoáng chốc, điện thiểm lôi minh dị tượng vô số, bầu trời tầng mây lưu chuyển tốc độ cũng mau rất nhiều. Nhưng mà, làm cái này cổ dị tượng đạt đến đỉnh điểm lúc đó. Liền hơi ngừng, huyền tôn cửa từ trong rơi xuống, mở lối vào thất bại. Để cho Diệp thần cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là, huyền tôn cửa từ vậy biển mây trong đó ngã xuống, khôi phục nguyên dạng, lại không có thành công mở ra lối vào. Nhâm tiền bối, đây là chuyện gì? Diệp thần thu hồi lần nữa hạ xuống huyền tôn cửa, thần sắc có chút không rõ ràng. Nhâm Phi Phàm ánh mắt đông lại một cái, hắn xa xa nhìn về vậy biển mây chỗ sâu, trong mắt có ngôi sao ánh sáng chuyển động. Bây giờ cách tiến vào huyền hải sợ rằng còn có chút chênh lệch,
cũng không phải là huyền tôn cửa không cách nào mở lối vào, mà là bị huyền hải vậy một đầu cự tuyệt. Nhâm Phi Phàm ánh mắt xuyên phá liền biển mây chỗ sâu, thẳng tới cuối. Theo như hắn nói, lúc đầu tế đàn kia cổ đất biển mây chỗ sâu, chính là Bắc Mãng tổ địa cùng huyền hải tiếp giáp điểm. Nơi này, chính là có thể tiến vào huyền hải địa phương. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách nơi này sẽ sinh ra lớn như vậy chập chờn, nguyên lai là hắn mang huyền tôn cửa đi tới Bắc Mãng tổ địa, mới biết cùng nơi này tế đàn sinh ra phản ứng. Cái này cùng cơ duyên phải vững vàng bắt, không thể buông lỏng chút nào. Căn cứ ta thôi diễn kết quả, huyền hải cùng nơi này tiếp giáp là không chừng lúc trọng hợp, hiện tại còn chưa tới thời gian, muốn chờ 3 tháng sau, huyền hải bóng mở chỗ cùng mảnh đất này tiếp giáp, khi đó chúng ta mới có cơ hội mở lối vào, tiến vào trong đó. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần giải thích. Diệp Thần gật đầu một cái, bày tỏ như vậy, hắn bước ra ác mộng thần tộc tế tự cổ, đã có người ở chỗ này chờ, hiển hiện ra nguyên hình tiểu hoàng thấy Diệp Thần, nhanh chóng chạy tới. Chủ nhân, thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve mấy cái tiểu hoàng viên kia tròn vo thạc đầu lớn. Muốn mở cái này phiến môn hộ, sợ rằng phải chờ tới 3 tháng sau. Tiểu hoàng hồi lâu không có hưởng thụ được chủ nhân vuốt ve, trên không trung vòng vo mấy vòng, lộ vẻ rất là cao hứng. Chủ nhân không cần nóng nảy, tế tự tổ địa tùy thời cởi mở. Diệp Thần bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hắn nhớ lại mình những năm này mệt nhọc chạy thục mạng, tựa hồ hồi lâu không cùng tiểu hoàng tốt thật dễ dàng đã ở. Tiểu hoàng, hôm nay chúng ta đi ra ngoài một chút đi, đi thương khung tinh giã hạ, xem chiều tà cảnh sắc. Được a. Tiểu hoàng nghe nói như vậy, trong mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn đến đỏ xanh hai con ngươi cũng lóe lên ánh sáng chói mắt. Diệp Thần một cái bước đến tiểu hoàng trên lưng, ở nó chịu đựng hạ bay lên trời, trước mặt không gian vặn vẹo một tí, chợt hiện ra vòng xoáy hắc động. Tiến vào bên trong sau đó, hư không chảy loạn mang đến tiếng vang ùng ùng, bên tai không dứt. Diệp Thần vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh bao phủ lại hai người thân hình, thả ra sáng ngời tinh thần ánh sáng. Một người một thú đạp phá tinh không, ở cái này ở giữa thiên địa ngao du. Tiểu hoàng lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều, lộ vẻ được đặc biệt là hưng phấn, đùng đùng kể không ngừng. Mà Diệp Thần đối với lần này cũng là cười nhạt, lắng nghe tiểu hoàng giải thích những cái kia kỳ văn dị sự, ngược lại cũng có chút nghe đầu. Ngươi tên này từ nơi nào biết như thế nhiều cái gọi là tộc quần bí mật? Là những cái kia tộc quần lão già kia chính miệng nói cho ngươi sao? Diệp Thần không tránh khỏi hỏi một câu, bởi vì tiểu hoàng càng nói đến phía sau thì càng ngoại hạng, liền vũ hoàng cổ đế đều bị hắn rời ra, nói là năm đó bội tình bạc nghĩa, từ bỏ một tên nhân loại cô gái. Vũ hoàng cổ đế nếu như nghe được, sợ rằng sẽ khí được phùng mang trợn mắt. Hi hi, chủ nhân, ta chính là như vậy thuận miệng nói, bất quá ngươi còn thật đừng nói, ta cho ác mộng thần tộc những cái đứa nhỏ kia kể chuyện lúc đó, bọn họ nghe được có thể cao hứng. Diệp Thần liếc khinh bỉ, liền tiểu hoàng những thứ này quang quái lục ly kỳ câu chuyện, cũng chỉ lừa gạt một lừa gạt hài đồng. Hai người tiếp tục ở trong hư không ngao du, bằng vào Diệp Thần thực lực, bây giờ chư thiên vạn giới không có chỗ nào là hắn không đi được. Coi như không đánh lại, chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Cùng lúc đó, hắc ám cấm hải khu vực trung ương, cựu Nhật Minh Tổng Điện tọa lạc ở này. Ma Tổ Vô Thiên chính là hắc ám cấm hải tượng trưng, hắn từ lần trước cùng Nhâm Phi Phàm, đảm nhiệm thiên nữ liên thủ, bước lui vũ hoàng cổ đế đi hạ giới hư ảnh sau đó, liền một mực bế quan đến nay. Bóng tối trong đại điện, thần bí xa hoa vương giả chỗ ngồi, đang có một người ngồi xếp bằng nơi này. Hắn quanh thân, mấy đóa màu đen hoa sen yên tĩnh trôi lơ lửng, trên dưới phiêu động, hoa tâm trung ương thiêu đốt lúc sáng lúc tối u ám ngọn lửa. Mà chính là vào lúc này, vậy mấy đóa hoa sen ngưng chuyển động, ngay sau đó Ma Tổ Vô Thiên mở hai mắt ra. Cái này cặp tròng mắt trong đó, trong thoáng chốc hàm chứa cuộc bể dâu một mắt vạn năm, còn có thiên địa vạn vật, trời trăng sao ở trong đó lóe lên. Bất quá những thứ này ở tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ hóa thành hư không, mất đi tại vô hình. Cái này cái thân thể cuối cùng vẫn là không cách nào thích ứng cái gọi là thời đại mới. Ma Tổ Vô Thiên một người tự lẩm bẩm, tiếng trầm thấp vang vọng ở trống trải trong đại điện, lộ vẻ rất là âm u xào xạc. Là thời điểm chuẩn bị hấp thu mới đồ đựng, thời đại mới không tha cho ta cái này cái thân thể, vậy ta liền đổi một cái đồ đựng tiếp tục sống sót, cho đến lật đổ cái này cái gọi là thời đại mới, tái hiện thiên võ tiên môn huy hoàng.
sắc sắc, sắc sắc. Ma tổ vô thiên vậy cường thịnh cực kỳ thân thể bề ngoài, xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu nứt nẻ, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, vô cùng nhức mắt. Vô thiên thần sắc có chút bừng tỉnh, hắn đã không nhớ rõ mình bao lâu không có chảy qua máu. Lúc đầu, chảy máu lại là như vậy mùi vị, ha ha, ta theo dõi nhân quả, dò xét luân hồi, cuối cùng tuy bị chút tổn thương, nhưng cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Diệp thần, người muốn ở 3 tháng sau mở ra huyền hải lối vào, trước đi tìm Hồng Quân bảo bối, vậy thì xem người có bản lãnh này hay không giữ được. Hắn phát ra hiệu lệnh, chú đóng tại đại điện ngoài cửa một cái cao lớn ma ảnh quỳ xuống nhận lệnh, sau đó hướng phương xa đi, đem cái này đạo ý chỉ truyền cho giả thiên ma đế. Lúc này thiên ma này đế đang xương chính giữa phòng tu luyện, vậy tôn ma thần đồ sộ ảnh đi tới ngoài cửa, sừng sững không nhúc nhích, giả thiên ma đế liền biết là ý gì. Hắn đi theo ma ảnh, không nói một lời, đi tới cái này phiến trống trải u tịch hắc ám đại điện. Tìm ta chuyện gì? Đối với ma tộc vô thiên, hắn cũng không có phần nửa khách khí, dẫu sao hai bên chỉ tồn tại giao dịch quan hệ. Ma tổ vô thiên muốn chiếm thân xác hắn thân thể, thành tựu đồ đựng. Là mọi người đều biết sự việc. Đại điện trên ngai vàng ma tổ vô thiên cười một tiếng, ta thân thể đã đối cái thời đại này nơi tràn ngập linh khí bày tỏ bài xích, xem ra cách chết không xa, muốn ta làm cái gì, người trong lòng chắc có đếm. Cho dù giả thiên ma đế đã sớm biết ma tổ vô thiên chuyến này kêu hắn tới trước mục đích, nhưng tâm tình vẫn như cũ có chút nặng nề. Ta biết. Giả thiên ma đế mặt không cảm giác, xoay người rời đi. Hắn không sợ chết. Hắn biết mình và vô thiên chung sẽ có như thế một ngày. Đây là bởi vì, cũng là quả. Nếu không tránh khỏi, vậy còn không như yên lặng chịu đựng. Bất quá ở hắn mới ra cửa để gặp, mà tổ vô thiên thanh âm lại để cho hắn ngừng lại. Sau 3 tháng, Diệp thần tương hội tại huyền hải thế giới hư ảnh cùng chư thiên vạn giới chồng lên nhau lúc đó, lợi dụng huyền tôn cửa lực lượng, mở huyền hải lối vào, ta muốn ngươi đi ngăn cản hắn. Giả thiên ma đế bỗng nhiên quay đầu. Chặt chẽ nhìn chằm chằm ma tổ vô thiên, tao nhã lịch sự gương mặt hiện ra băng hàn ý. Người biết, hắn là huynh đệ ta. Giả thiên ma đế dĩ nhiên rõ ràng ý của nó, hắn có thể cam tâm tình nguyện làm ma tổ vô thiên mới thân xác đổ đựng, nhưng hắn tuyệt sẽ không đối với Diệp thần động thủ. Ma tổ vô thiên cười nhạt, nói ta dĩ nhiên biết ngươi sẽ không đối với hắn động thủ, không quá ta cho ngươi cái lựa chọn, thứ nhất, là ở 3 tháng sau đi huyền hải lối vào. Ngăn cản Diệp thần mở cửa, tuyệt không thể để cho hắn đạt được vậy khác biệt Hồng Quân thất bảo. Hai, chính là ngươi trở thành ta mới đổ đựng, ngay tại 3 tháng sau, ngàn vạn không muốn sinh ra ý niệm chạy trốn, như vậy ngươi chỉ sẽ chết được thảm hại hơn. Tốt lắm, lui ra đi, ta cho ngươi thời gian cân nhắc một tí. Hắc ám thần điện cửa dần dần đóng cửa, ma tổ vô thiên vậy to lớn như núi cao hình bóng, vậy dần dần biến mất ở giả thiên ma đế trong mắt. Hắn biết ma tổ vô thiên lần này là tới thật. Cái này hai cái lựa chọn đều là hắn nơi không muốn nhìn thấy, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, thì có biện pháp gì đâu. Hắn chậm rãi đi ra hắc ám thần điện, đi tới nơi nào đó địa phương, đào ra cây phía dưới cất giấu hai vỏ nặng 5 cổ rượu. Một chỗ khác hư không tinh thần bên trên, Diệp thần cùng tiểu hoàng đang ở chỗ này nghỉ ngơi, hai người vượt qua hết mấy hư không, đi tới trước kia chưa bao giờ đến qua tinh vực. Nơi này phong cảnh xinh đẹp, 10 phần thích hợp tại tĩnh tọa ngắm cảnh. Đại sơn tựa như nguy nga cự nhân, sông dài như rủ xuống ngân hà, giữa không trung, vô số phi lưu thác nước ngược dòng lên, từ đáy hồ thẳng tới chân trời. Như vậy cảnh tượng nguy nga, những địa phương khác rất khó thấy. Tiểu hoàng nằm ở một nơi núi bên, thân thể co ro, trước hắn vui vẻ nhảy loạn, hao phí không thiếu tinh khí thần, lúc này đã nhắm mắt tu dưỡng, lộ vẻ rất là khôn khéo. Diệp thần chính là lấy tiểu hoàng bắp đùi là gối dựa, cuộc sống thoải mái nằm ở phía trên, hai tay gối, ngửa mặt trông lên bầu trời. Như vậy yên lặng ngày, hắn đã hồi lâu không có hưởng thụ được. Ở trái đất Côn Lôn hư lên vậy đoạn 5 tháng, hắn ngược lại là từng có không thiếu tốt đẹp nhớ lại. Chỉ chốc lát sau, cách một người một thú cách đó không xa địa phương, không gian vòng xoáy từ từ mở ra, khí tức ba động truyền tới tiểu hoàng trong đầu, làm hắn trong thoáng chốc mở ra thú mâu. Lộ hung quang. Tiểu hoàng thấp giọng gào thét, lộ ra một phiến răng nanh nhọn. Diệp thần vậy phát hiện cái này một dị thường, bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng, nếu như đối phương mang theo địch ý tới, bằng vào hắn cảm giác, sớm đã có phát giác. Diệp thần,
thật lâu không gặp, tới hôm nay uống hai ly đi. Từ vậy trong hư không đi ra người lại là Già Thiên Ma Đế, hắn thân mặc một bộ mộc mạc áo bào đen, mặt mũi trắng nõn, nụ cười cởi mở, trong tay còn cầm hai vỏ rượu lâu năm. Già Thiên Ma Đế, Diệp Thần bỗng nhiên một tí ngồi dậy, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Làm sao, không hoan nghênh ta sao? Che trời ma cười nhạt nói. Diệp Thần trấn an Tiểu Hoàng mấy cái, tiếp theo đi tới Già Thiên Ma Đế trước mặt. Vô Thiên là làm sao cho phép ngươi tới? Diệp Thần hỏi. Ta chỉ là dung khí của hắn mà thôi, còn như ta phải đi nơi nào, hắn còn không có tư cách can thiệp. Già Thiên Ma Đế tìm một cái ở vào vách núi bên nổi lên đá, bàn tay nhẹ nhàng hết thảy, màu đen ma khí đem nham thạch cắt bình, phơi bày ra như mặt gương vậy bóng loáng. Tiếp theo hắn lại cảm thấy không quá hài lòng, vẫy tay biến đổi, hai cây làm bằng gỗ cái ghế bất ngờ xuất hiện. Ngồi đi. Diệp Thần gặp hắn không muốn trả lời, liền vậy không hỏi tới nữa, mà là ngồi ở cái này tạm thời trước bàn đá. Hai người sắp ngồi trên vách núi bên trên, bước lên cao thiếu xa, khe núi bên trong mây mù tràn ngập, để cho người giống như du ngoạn tiên cảnh. Lần này cảnh sắc, ngược lại cũng cùng rượu ngon hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Già Thiên Ma Đế cho hắn rót một chén rượu, lối vào sơ mùi vị chỉ có đắng chát, bất quá ở miệng lưỡi bên trong dần dần tan ra, chảy vào cổ họng, thì có cam thơm vị dần dần truyền ra, dư vị vô cùng. Rượu này là ngươi cất, Diệp Thần hỏi, hắn thưởng thức trước ly rượu. Già Thiên Ma Đế khẽ gật đầu, lúc nhàn rỗi liền muốn uống chút rượu, nhưng bên ngoài những rượu kia nhưng là không hợp ta khẩu vị, như vậy xuống còn không bằng tự mình ra tay, lặng lẽ nói cho ngươi. Rượu này bên trong thật ra thì còn có Vĩnh Hằng Thánh Vương bài thuốc bí truyền, ta học trộm. Tu luyện nhiều năm như vậy, vậy cũng nhiều như vậy thế tục dục vọng. Cái này mùi rượu không tệ, lần sau cho ta cũng xách hai vỏ tới đây. Ngươi tới Cựu Nhật Minh cầm là được. Vậy ta sợ là có đi không trở lại, Diệp Thần nói. Hai người có liền khoác không liền khoác hàn huyên, nơi đầu để đàm luận cũng cùng chuyện trước kia có liên quan, cũng hết sức ăn ý giấu đổ đựng một điểm này. Nói đạt tới chuyện cũ, Già Thiên Ma Đế mặt có thổn thức vẻ, tựa như hắn cùng Diệp Thần lần đầu gặp mặt còn rành rành trong mắt. Ác ma mắt, ngày xưa nguyên, chém chết vạn địch, nhập ma là máu. Diệp Thần nghe hắn nói đạt tới chuyện cũ, vậy vẻ mặt tươi cười, hắn cùng Già Thiên Ma Đế cảm tình cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối phương từng ở thời khắc nguy nan trợ giúp qua hắn, mà hắn vậy coi hắn là biết tim bằng hữu. Ngươi tên này, mới vừa quen ngươi thời điểm. Ngươi còn chỉ là một thực lực thấp hèn tiểu bối, bất quá ý chí chiến đấu lại hết sức sôi sục, không nghĩ tới hiện tại lại có thể cũng được tinh không đỉnh xuống một khối cường giả. Mặc dù khoảng cách những người đó còn rất xa xôi, nhưng ta cảm thấy, ngươi có thể làm được, nhất định có thể làm được. Cũng khó trách phía trên hết mấy lão già kia cũng muốn nhanh lên diệt trừ ngươi, liền thì không muốn lưu lại gieo họa. Đối với lần này Diệp Thần chỉ là cười một tiếng, cũng không cảm thấy thật lợi hại vậy không được. Những chuyện này không sách cũng được, nhiều người như vậy muốn giết ta, từ cỡ 10 năm trước cũng đã bắt đầu, nhưng là bọn họ giết chết sao? Quay đầu lại không trả là từng cái chết ở trong tay ta. Diệp Thần hồi tưởng lại đoạn đường này tới nay gặp được tất cả loại gian nan hiểm trở, lại bưng lên ly rượu uống một hớp. Xa xa, Thái Dương đã mặt trời lặn hoàng hôn, ánh chiều tà thổi phồng thành một tầng vầng sáng, ánh chiếu ở đó thác nước ngoài mặt, tựa như một tấm chậm rãi bày bức họa. Lộ vẻ được phá lệ đẹp động lòng người. Già Thiên Ma Đế uống xong cuối cùng một ly rượu, nâng lên tay áo lau mép một cái, nếu như đặt ở trước kia, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không biết làm. Có thể hiện tại lúc quá cảnh di chuyển, cảnh còn người mất, vì sao không kịp thời vui chơi đâu. Ngươi phải cẩn thận một chút, mà Tổ Vô Thiên đã biết được liền ngươi sắp mở huyền hải cửa tin tức, hắn sẽ không để cho ngươi tùy tiện tiến vào bên trong. Đó là tự nhiên. Hiện tại không ít người coi Diệp Thần là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai, nếu như lại để cho hắn đạt được hồng quân vật, thực lực cao hơn một tầng lầu, sau này đối bọn họ uy hiếp vậy lại càng lớn. Tốt lắm, uống hết rượu, ta cũng nên đi, thật vất vả mới tìm cái thời gian cùng ngươi tụ họp một chút, lần sau cũng không biết được đến khi lúc nào. Già Thiên Ma Đế đứng dậy cùng Diệp Thần vẫy tay nói tạm biệt, tự nhiên đi. Hắn hình bóng dần dần biến mất. Mà Diệp Thần chính là nhìn hắn đi phương hướng suy nghĩ xuất thần, tiếp đó lâm vào suy tư trong đó. Che trời ma lần đầu tiên tới tìm mình, hẳn không chỉ là nói chuyện cũ đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng chỉ chữ không sách bất cứ thỉnh cầu gì,
nhất định là có chuyện gì gạt mình. Thôi, trước hay là nhập huyền hải, tìm được vậy khác biệt hồng quân bảo bối, tăng cường thực lực bản thân nói sau. Chỉ có đổi được đủ cường đại, mới có thể chưởng cứu bạn mình. Diệp Thần nhìn phong cảnh, uống rượu, liền cưỡi ở tiểu hoàng trên mình vượt qua hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn muốn toàn tâm toàn ý vượt qua ải, không chỉ có muốn củng cố mới luyện hóa huyền tôn cửa, còn cần lĩnh ngộ từ Ngọa Long thần tôn nơi đó có được một trang thiên võ Ngọa Long kinh. Vì trợ giúp Diệp Thần thuận lợi mở ra huyền hải cửa, Nhâm Phi Phàm đối tế tổ cổ tiến hành bố trí, bảo đảm sẽ không bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Tiếp theo hắn liền muốn trở lại một chỗ khác, 3 tháng sau lại tới thay Diệp Thần hộ đạo. Diệp Thần chính là để cho tiểu hoàng thay hắn tìm được một nơi ẩn núp động phủ, bế quan tu luyện. Hắn lấy ra vậy cầm ánh sáng rực rỡ nội liễm chìa khóa, cùng với niêm phong thiên võ Ngọa Long kinh hộp, trong lòng không khỏi có chút kích động. Hắn rốt cuộc có được thái thượng thiên nữ chỗ hứa hẹn vậy một trang thiên võ Ngọa Long kinh. Hắn hít sâu một hơi, bắt được vậy phiến chìa khóa, rồi sau đó cắm vào chính giữa cái hộp. Cảnh tượng trước mắt đột ngột xảy ra kịch liệt biến hóa. Diệp Thần thần niệm đi tới một mảnh hư vô thế giới, nơi này sương mù nồng nặc, là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động thời không. Mà ở cách đó không xa có một miếng cửa đồng xanh, cao vút trong mây, khắc đầy chi chít phù văn thần bí.